chương 671 phái chuyên gia bảo hộ nơi này, nhưng không cần vọng động, lát nữa ta quay lại bố trí. Sở phong dặn dò, đây là địa mạch thông tới thành Giang Ninh, tiếp dẫn long khí trong cổ đô của lục triều, trên mặt đất thì không nhìn ra được cái gì, nhưng dưới mặt đất rõ ràng giống như là đang ẩn núp một con chân long màu tím sậm. Có chút môn đạo, xem ra kỹ thuật của hắn cũng không tầm thường, đáng giá chúng ta dẫn hắn vào trong núi. Nơi xa, một bà lão hạc phát đồng nhan chống quải trượng, nhàn nhạt cười nói, cần ta lập tức đi mời hắn sao nam tử tuổi trẻ nghi tâm có một chút ấn ký đỏ thẫm mỉm cười nói lộ ra hàm răng trắng ngoãn nhìn rất sán lạn không vội nhìn thử xem hắn bố trí cái gì trong này hình như có chút môn đạo kết quả là hắn sẽ không làm trái ý ta bà lão hòa ái nói chỉ là loại khí chất đó rõ ràng cũng rất bá đạo sẽ không cho phép sở phong phản kháng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cuối cùng sở phong trở lại vùng đất trung tâm nơi đó cất dấu nguyên tử quật cũng chính là địa điểm có lò bát quái hắn trầm tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể hoàn toàn lợi dụng vùng địa thế này để tự thân an toàn nấu luyện ở trong thái thượng lò bát quái không có người thúc giục đều đang kiên nhẫn chờ đợi các đại tài phiệt cũng ôm kỳ vọng rất cao đối với sở phong bởi vì đây là lần đầu tiên có người dám bố trí trận vực bên trong danh sơn hơn nữa thoạt nhìn quy mô còn rất lớn suy nghĩ trọn vẹn hai ngày hai đêm sở phong mới bắt đầu động thủ ở trước người hắn ngọc thạch chất thành đống óng ánh trong suốt đều là thượng giai mỹ ngọc nếu như đi bán hẳn là sẽ có giá trên trời thế nhưng là ở trong này số ngọc thạch đó lại trở thành tài liệu sở phong động tác thành thạo vận chuyển phi kiếm xích hồng tư thái ưu mỹ điều khắc lên các khối ngọc và nam châm mảnh vụn bay tán loạn xung quanh hắn năng lượng khuấy động oánh oánh lập lòe các loại vật liệu sau khi khắc ký hiệu lên cũng trở nên khác nhau mang theo ánh sáng linh tính giống như tròm sao lóng lánh, óng ánh khắp nơi. Sở Phong bắt đầu xuất thủ, toàn diện bố cục. Hắn tự mình đào đất, dẫn dắt năng lượng chứa trong địa thế đặc thù. Cũng có người của tài phiệt hỗ trợ, phụ trách vận chuyển các loại, trên thực tế là muốn học trộm, thế nhưng mà kết quả là những người này lại hoa mắt vắng đầu, không rõ ràng cho lắm. Bởi vì, những ký hiệu này quá phức tạp, trên khối ngọc, phù văn dày đặc như mạng nhện, phức tạp dọa người. Sở Phong đã tinh thông cũng nắm giữ, cho nên mới có thể khống chế, tiến hành hữu hiệu tổ hợp và sắp xếp. Đột nhiên, có người kêu sợ hãi, một bàn tay bị đốt bị thương, toát ra ánh lửa, dập kiểu gì cũng không tắt. Chớ lộn xộn. Sở Phong quát. Bởi vì, vừa rồi trong lúc hắn bố trí, có người lặng yên đào đất đá lên, cẩn thận quan sát, kết quả dẫn dắt Thái Dương hỏa tinh đi lên, bị bỏng. Cuối cùng, có một vị vương giả xuất thủ tương trợ, mới có thể dập tắt hỏa tinh. Nhưng mà bàn tay của tên đó cũng phế bỏ, một mảnh cháy đen, biến mất một nửa. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, lộ ra kinh sợ. Phải biết, vừa rồi nơi này còn rất bình thản, năng lượng nồng đậm để cho người ta thấy ấm áp, kết quả Sở Phong chỉ bố trí một lát, dưới mặt đất lại toát ra hỏa diễm. Sở Phong nắm một nắm đất, cảm thụ nhiệt độ nóng hổi, trong thổ chất có ánh sáng vàng, có từng tia từng sợi ánh lửa, hắn chôn xuống mấy khối đỉnh cấp nam cho một lần nữa các ngươi đều lui ra phía sau, không cần quấy nhiễu sở phong. Một vị vương giả trầm mặt nói ra. Sau đó không lâu, ở một hướng khác cũng xảy ra bất chắc, thổ chất đen kịt, sau khi sở phong khắc ký hiệu trong này, trôn xuống khối ngọc, khu vực này có chút âm lãnh. Có người không cẩn thận bước vào trong một cái hố đất, bàn chân bị giá rét làm tổn thương. Một luồng hắc khí dọc theo chân phải của tên đó lan tràn lên trên, hóa thành băng xương màu đen, phong bế bàn chân của hắn ta, khiến cho hắn ta kêu thảm giờ khắc này không ít bắt đầu kính sợ sở phong chỉ mới có bao lâu hắn liền khiến cho vùng địa thế này tràn ngập ra lực lượng quỷ dị thực sự có chút yêu tả người của viên nghiên cứu tiên tần núp ở phía xa cả đám nhìn nhau một cái từng người vẻ mặt nghiêm túc bởi vì bọn họ cũng không lạ lẫm với vùng đất này mấy năm trước bọn họ từng phát hiện ra một ngôi đại mộ ở trong này muốn đào ra kết quả một lần đó tổn thất nặng nề người tới hầu như chết sạch bọn họ hiểu rõ nơi này biết là một mảnh ác thổ nhưng lại không có nói cho Sở Phong muốn nhìn thủ đoạn của hắn, đạo hạnh có cao thâm hay không. Bây giờ bọn họ hiểu rõ, Sở Phong quả nhiên khó lường, hiển nhiên đã phát hiện đại mộ dưới mặt đất, bây giờ đang mượn dùng lực lượng của luồng âm khí đó. Nửa ngày sau, Sở Phong bố cục đại thể hoàn tất, tám cái phương vị đều bị hắn tự tay khắc họa xuống ký hiệu trận vực, nhìn xem vùng đất này năng lượng dày đặc, dần dần tương hòa, trong lòng của hắn có loại cảm giác thỏa mãn, bởi vì hắn biết đại cơ duyên của mình sắp đến nhưng mà rất nhanh hắn lại nhíu mày cẩn thận nhìn chăm chú vùng địa thế này càng thêm khiến cho hắn dùng mình địa hỏa phong thủy nơi này cái gì cũng có lò bát quái bị đặt ở trung tâm một khi bốc cháy liệt hỏa đốt lô ta có thể tiếp nhận sao sở phong hồ nghi hắn càng quan sát càng là hãi hùng khiếp vía tại tám cái phương vị ẩn giấu trận vực phức tạp những vật này một khi kích hoạt mà nói sẽ bá đạo vô cùng không sai bên dưới trận vực mà hắn bố trí còn cất dấu trận vực cổ đại cũng may, những trận vực này cô lập với nhau, không có nối liền cùng một chỗ, cũng không hình thành lô hỏa lò bát quái, bằng không, nơi đây sẽ rất hung mãnh. Sở phong nghĩ ngợi, có chút không cam tâm, hiếm khi gặp gỡ loại tạo hóa địa kinh thiên động địa này, chẳng lẽ chỉ có thể hấp thu năng lượng bên ngoài, không thể dẫn dắt đồ vật chỗ càng sâu dưới mặt đất sao? Ừm, lò bát quái này rất là khéo, có thể hấp thu bí lực của bát phương, có lẽ có thể nuôi thánh khí, quẩn thần đan, còn có thể có thể hóa tận lệ khí của địa hỏa, Sở Phong suy nghĩ xong tám cái phương vị, lần nữa nhìn chăm chú nguyên tử quật ở trung tâm, hắn triệt để yên tâm, lo bát quái này đủ để tiếp nhận tất cả. Đồng thời, hắn rất rung động, một chỗ địa huyệt mà thôi, vậy mà có thể hóa giải lệ khí trong năng lượng, đây quả thực giống như là vô thượng bí bảo trong truyền thuyết thần thoại có thể ngăn cản tai kiếp. Sở Phong càng là quan sát càng là hồ nghi, trong địa huyệt này có chút đường vân thoạt nhìn là tự nhiên hình thành, nhưng lại cực kỳ phù hợp với trận vực, có thể xưng hoàn mỹ, hắn nghiên cứu hơn một đêm ở trong này, nghiêm túc phỏng đoán và học tập, cũng nhiều lần thí nghiệm, tin chắc địa huyệt lô này có thể đủ để triệt tiêu nguy cơ do lô hỏa mang tới. Hắn triệt để yên tâm. Sở Phong quyết định, nhất định phải đem trận vực cổ đại tám cái phương vị kích hoạt, tận dụng được tạo hóa lớn nhất. Xoẹt, một đạo kiếm quang bay tới, chém tới chỗ Sở Phong, có người muốn giết hắn. Hai tên cường giả của hải tộc đột nhiên xuất hiện, cùng nhau ra tay ác độc, sắc mặt lãnh khốc, chạy đến bên cạnh. Phanh phanh phanh, lão tông sư của núi võ đang xuất thủ, ngăn trở một kiếm đâm về mi tâm sở phong, đánh lui một người vọt tới từ phía chính diện. Các ngươi dám. Lòng nữ từ trong núi rừng hoành không mà tới, cô ta vẫn luôn trốn ở trong tối, cường thế xuất thủ. Dám làm giữ. Những người khác cũng quát, bây giờ người của tài phiệt cũng không hy vọng sở phong xảy ra ngoài ý muốn, vẫn đang chờ hắn hỗ trợ dưỡng binh, càng có người muốn đem hắn bắt đi các phương xuất thủ lần ám sát này chắc chắn thất bại hai tên sinh vật vương cấp của hải tộc bị đánh chết tại chỗ bọn họ đến từ nam hải long nữ nói chứng minh bọn họ không có quan hệ gì với đông hải chuyện này qua đi tất cả mọi người càng thêm cảnh giác không muốn trong thời khắc mấu chốt lại xảy ra bất chắc một vài tài phiệt mang thần binh cất giấu đến còn đang suy nghĩ ở chỗ này tăng lên phẩm chất của chúng đây sở phong không thèm để ý tiếp tục nghiên cứu hắn quyết định kích hoạt trận vực cổ đại ở tám cái phương vị Hắn bắt đầu suy nghĩ, vô luận là trận vực thiên thư hay là tranh khắc đá mà Long nữ tặng hắn, đều có đường giải quyết. Nhưng là, hắn muốn ưu hóa, lựa chọn phương án đáng tin nhất, đồng thời hắn còn muốn bố trí một phen, ai dám nửa đường quấy nhiễu, hoặc là đến ám sát hắn, cũng phải làm cho bọn họ chịu không nổi. Trên thực tế, một khi trận vực cổ đại ở 8 cái phương vị bị kích hoạt, sẽ bá đạo vô biên, ai xâm nhập đều sẽ bi kịch. Sau khi Sở Phong cẩn thận nghiên cứu, trong lòng lo sợ, hắn cảm thấy lực sát thương cũng quá lớn, cũng không cần bố trí thêm nhiều, nơi này liền sẽ trở thành tường đồng vách sắt. Ai không biết lượng sức, đó là danh xứng với thực thiêu thân lao đầu vào lửa. Thậm chí, hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn hóa giải một phen, lỡ như có người đi lầm vào bên trong thì sao bây giờ? Cuối cùng, Sở Phong không có hóa giải, mà là cảnh cáo tất cả mọi người lui ra ngoài, hắn muốn một mình nghiên cứu, không thể quấy nhiễu, nếu không tự gánh lấy hậu quả, có thể sẽ có nguy cơ bởi vì hắn tin tưởng người có quan hệ tâm đầu ý hợp với hắn chắc chắn sẽ nghe theo khuyến cáo trừ phi người có lòng dạ khó lường mới có thể lặng yên sông đến sau đó không lâu sở phong đem tất cả trận vực cổ đại đều kết nối với nguyên tử quật ở trung tâm cũng chính là lò bát quái sau đó hắn lại khắc xuống các loại ký hiệu lít nha lít nhít chỉ cần hơi động thủ ở gần thái thượng thần lô thì sẽ có thể dẫn dắt đến năng lượng thần bí ở tám cái phương vị triệt để kích hoạt nơi đây vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội Sở Phong có chút khẩn trương, tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ cần hắn tiến vào trong nguyên tử quật, liền sẽ khiến cho khu vực núi Tử Kim Đằng Long bát quái hỏa diễm quét sạch. Thời khắc mấu chốt, nói không khẩn trương đó là không có khả năng, bởi vì cái này liên quan đến hắn có lấy được tạo hóa ở nơi này hay không. Sở Phong không vọng động, mà là để cho mình tỉnh táo lại, một lần nữa thôi diễn lại từ đầu, lại lần nữa kiểm tra các loại ký hiệu trận vực, sắp xếp lại tất cả một lần nữa. Hắn chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì dày vò mấy ngày như vậy người của các đại tài phiệt cũng đã chờ không kịp sở phong phải tới lúc nào có người hỏi sở phong trong lòng khẽ động nói không vội hắn cũng không vội không có lập tức biến thành hành động bởi vì mấy ngày nay hắn chuyên tâm nghiên cứu trận vực không để ý đến tình huống ngoại giới sao lại cảm giác bầu không khí có chút cổ quái hắn nhìn ra phía ngoài còn bao lâu nữa người của thiên thần sinh vật hỏi thật ra bây giờ liền có thể thử dưỡng binh bất quá có thể hơi có tì vết Sở Phong đáp, "Vậy thì tốt, tiểu huynh đệ, ta có một cây quải trước, trước kia bị hư hại một chút, ngươi nhìn thử xem có thể chữa trị sao?" Cách đó không xa, một bà lão mở miệng, trong tay nắm lấy một quải trượng màu đen. "Tốt, ta thử một lần xem, vậy thì bắt đầu từ món binh khí này của tiền bối đi." Sở Phong gật đầu. Lão ẩu khẽ run tay một cái, màu đen quải trượng nhẹ nhàng bay tới, rơi vào bên chân Sở Phong. Sở Phong nhìn thấy khí chất của bà lão, trong lòng khẽ động, bà ta mặc quần áo cổ đại Hạc Phát Đồng Nhan, cách đó không xa còn đi theo Lâm Nặc Y, cái này khiến hắn nghiêm nghị. Người này là sinh linh vực ngoại, nội tình của tài phiệt. Sở Phong không có kích hoạt trận vực cổ đại, chỉ lợi dụng phương pháp dưỡng binh của chính mình, bồi dưỡng thanh binh khí này, cho dù như vậy, nơi đây cũng là năng lượng tràn ngập, thải quang lượn lờ, thần thánh phi phàm. Tất cả mọi người rung động, ý thức được Sở Phong bố trí trong này có hiệu quả rõ ràng. Sở Phong có thể bắt đầu dùng nơi này chứ? Có người hỏi ừm tốt nhất là nên hoàn thiện hai ngày sở phong khẩu thị tâm phi hắn đang quan sát phản ứng của những người này ha ha rất tốt người thông qua được khảo nghiệm của ta kỹ thuật trận vực rất cao sẽ được chúng ta che chở đúng lúc này bà lão bất ngờ mở miệng lại nói ra lời nói này bà ta nói tiếp đi theo ta đi bên ngoài sắp loạn ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt nơi đó có trận vực thư tịch có danh sơn địa thế đầy đủ ngươi phát huy có ý tứ gì tất cả mọi người run lên Sở Phong cũng nhíu mày, nên tới vẫn là tới, sinh linh vực ngoại này muốn bắt hắn đi, chuyên môn phục vụ cho bọn họ. Ủng hộ kênh qua chấm com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bất quá, hắn bố trí thời gian dài như vậy, thật coi là hắn không chăm chỉ học tập sao. Tiền bối, đại nhân nhà ta cũng có hứng thú với hắn. Đúng lúc này, một nam tử tóc vàng đi tới, mang theo dáng tươi cười, ung dung và bình tĩnh. Người là ai? Có người quát hỏi, Ta phụng thần dụ mà đến, mời Sở Phong đi về phía tây. Người tới tự giới thiệu, hắn gọi ai bố nhĩ. Quanh người có một vòng ánh sáng thần thánh, con mắt xanh lam, mũi cao thẳng, ngũ quan rất có mỹ cảm, mười phần anh tuấn. Thần nào? Ngay cả bà lão cũng mở mắt, lộ ra sắc mặt khác thường. Thần còn chưa giáng lâm, chỉ hạ xuống thần dụ mà thôi. Thần sứ tên là trước đây Á Mạn. Đồng thời tịch lặc của Vatican cũng nghe theo hiệu lệnh của thần, bất quá bọn họ đều làm việc bất lợi, vẫn lạc thần sứ ai bố nhĩ không nhanh không chậm nói ra. Sở phong rung động, lại là bọn họ. Á à, mạn chính là hắn giết, tịch lạc cũng là hắn chém, có thể nói hắn không có một chút hào cảm với cái gọi là thần đó. Dừng bước. Sở phong quát. Lúc này, thần sứ ai bố nhĩ đã nhanh chân bước đến chỗ mà sở phong xác định là cấm địa. Ai bố nhĩ mỉm cười, dáng tươi cười như là ánh nắng nói. Người mặc dù đã từng bất kính đối với thần, giết sứ giả của ngài, nhưng thần rất rộng lượng, nhân từ, ngài sẽ không dáng tội, còn để cho ta mời ngươi đi qua, đi vào không gian trồng chất gặp ngài ấy. Thần, bà lão hạc phát đồng nhan lắc đầu, cũng bắt đầu đi thẳng về phía trước nói, dám tự xưng mình là thần, quá tự phụ, bất quá chỉ là một cái hàng lâm giả mà thôi. Người này được ta che chở, nghe theo lệnh của ta, ngươi không mang đi được. Vùng đất trung tâm, sở phong sắc mặt bình tĩnh. Cứ như vậy nhìn bọn họ khinh thường hắn, không nghe cảnh cáo đi đến gần, đã đứng ở trên trận vực cổ đại, nơi xa con thứ hai của nam hải lão long vương cũng tới hắc ly thực lực cao thâm đi chung với một đám cường giả của hải tộc nở nụ cười nhạt nói có ý tứ để bọn họ tranh nhau đi hắn ta cũng động đi thẳng về phía trước bởi vì thời khắc tất yếu hắn ta sẽ tìm cơ hội xuống tay với sở phong sau đó còn có một số người đi thẳng về phía trước bầu không khí đột nhiên khẩn trương khí trời đột nhiên thay đổi sắp xuất hiện bão tố trong mắt của mọi người sở phong gặp phiền phức lớn rồi sẽ có đại họa lâm nặc y lấy năng lượng tinh thần bí mật truyền âm với sở phong khuyên hắn nên đi cùng với bà lão đó đi bởi vì hắn không tranh nổi lực lượng quá đơn bạc sau khi sở phong nghe nói trong lòng rung động rất khó bình tĩnh đương nhiên là hắn cự tuyệt đồng thời hắn nghiêm túc khuyên bảo những người này nói các vị ta đang bố trí trận vực muốn dưỡng binh ở chỗ này các ngươi đi ra ngoài đi thôi nơi này năng lượng hỗn loạn rất không an toàn nơi này rất tường hòa ấm áp ngươi sẽ không cảm thấy vùng địa thế này có thể làm tổn thương sứ giả của thần chứ. Ai bố nhĩ tươi cười sán lạ, tay hắn ta cầm một cái đèn lồng, bên trong có dấu liệt diễm màu đen, khí tức kinh khủng, hắn ta cực kỳ tự tin, tin chắc là mình có thể vạn pháp bất xâm. Sở phong, đi theo ta đi, ta che chở ngươi. Bà lão rất hiền lành, nhưng là cũng có một loại uy áp, không cho người khác nghi ngờ, ẩn giấu đi một cỗ bá đạo. Lúc này, bà ta và thần sứ, còn có một số người không nghe khuyến cáo đều đi vào bên trong trận vực ngươi không cần nhiều lời lập tức đi theo ta bà lão bình thản nói ra sở phong thần sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ mau theo ta đi về phía tây đi ai bố nhĩ tươi cười nói hai người này đều không xem trong khuyến cáo của sở phong mà lúc này đám cao thủ và hắc ly cũng đều tiến đến sở phong giang tay ra dáng vẻ rất thành khẩn muốn nói lại thôi nhìn xem những người kia dáng vẻ đắn đo này của sở phong rơi vào trong mắt một số người tự nhiên cảm thấy hắn bất đắc dĩ đau đầu cho là hắn không thể không chế thế cục nơi xa một ông lão tiên phong đạo cốt rất hòa ái mặc quần áo cổ đại có loại khí chất phiêu giật xuất trần đang giáo dục cháu gái nhỏ của mình thấy được chưa cái gọi là nhà nghiên cứu trận vực là vô dụng nhất nhìn như phong quang thật ra cũng không tính là thứ gì ở trước mặt lực lượng tuyệt đối bọn họ rất yếu đuối nhiều người như vậy bức hắn thoái vị hắn có thể làm cái gì trở thành cá nằm trên thớt ông ta dáng người cao, mang theo tiên khí, một thân quần áo cổ đại, để xa xa sở phong kinh hãi, không thể không suy nghĩ sâu xa một chút, có lẽ cũng là một vị cổ nhân tới từ vực ngoại. Ở bên cạnh ông lão còn có một thiếu nữ, chừng 12-13 tuổi, xinh đẹp dối tinh dối mù, tuổi còn nhỏ, đã phong tình vạn chủng, yên huân trang, mắt to vũ mị, móng tay nhuộm đỏ, thoa son môi diễm lệ, lối ăn mặc cực kỳ thành thục, quá xinh đẹp. Hơn nữa, thiếu nữ rất phản nghịch, hai mắt thật to chớp động, sau đó dùng sức trợn trắng mắt với ông lão, nói: "Ta mặc kệ, ta chính là ưa thích nhà nghiên cứu trận vực, ngươi phải đi cứu hắn, ta muốn bái hắn làm thầy." Nói bậy, truyền thừa của chúng ta có thể nói là vô thượng, há lại có thể hạ mình bái người khác làm thầy? Ông lão tiên phong đạo cốt lập tức trừng mắt, không còn có tiên khí. "Vậy ta gả cho hắn cũng tốt, ta hiểu rõ quá khứ của hắn, quá đẹp rồi, ta chỉ thích ma vương như vậy." Thiếu nữ xinh đẹp có vấn đề cười hì hì. "Ngươi dám Ông lão tức giận, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nói: Ngươi cẩn thận quan sát đi, coi ta đi qua, uy áp vừa hiện, hắn sẽ trở thành bộ dáng nào, chắc chắn sẽ nằm dạp trên mặt đất, thần phục tại dưới chân của ta, lúc đó ngươi sẽ còn cảm thấy hắn là sở ma vương lạnh lùng sao? Ông lão râu tóc bạc trắng bước lên phía trước, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cũng tiến vào trong vùng trận vực kia, không ưa sở phong, muốn tìm hắn phiền phức. Nhìn kỹ, ông ta mặc đạo bào, đúng là một đạo sĩ. Lão đầu tử, ngươi cẩn thận một chút đừng uy áp không được người khác, bị người ta uy áp. Thiếu nữ người hai người na tuổi dáng tươi cười sán lạn, bắt chẹt ông nội của mình. Thiếu nữ tư thái đường cong chập trùng, trưởng thành quá sớm, nhưng gương mặt lại rất non nớt, dù là cực kỳ xinh đẹp, dáng người siêu tốt, cũng có thể nhìn ra được thiếu nữ tuổi tác không lớn. Sở phong lộ ra sắc mặt khác thường, tính cả bà lão, lại thêm ông lão mặc đạo bào này, hư hư thực thực xuất hiện hai vị cổ nhân, hắn đang tìm kiếm, nhìn xem phải chăng còn có người khác hay không cũng may không có phát hiện người thứ ba lúc này người trong sân đều ì vào thân phận của mình tương đối thông dong, cứ việc kiêng kỵ lẫn nhau nhưng nhìn khi nhìn sở phong lại không thèm để ý hoàn toàn là tư thái nhìn xuống ăn chắc hắn bà lão vẻ mặt hòa ái nhưng là nói ra lời nói lại mang theo uy hiếp nói người trẻ tuổi ngươi nên biết phân tất có chút lựa chọn liên quan đến cuộc đời của ngươi nếu chọn sai sẽ tiếc nuối và hối hận cả đời bà ta cười ha hả nhìn sở phong lúc này bà ta từ Tây Bắc mà đến, bước vào khu vực mấu chốt của trận vực cổ đại. Thái thượng lò bắt quái, tám cái phương hướng đều có kỳ dị năng lượng, bây giờ chỗ mà bà ta đang đứng, dưới mặt đất chôn giấu đại mộ, có thể dẫn dắt ra thái âm chi lực hùng hồn. Sở phong cười thầm, bà lão này cậy già lên mặt, coi là có thể tùy tiện bắt lấy hắn, mà không biết bản thân đã chui vào trong nồi, đang trở bị đun sôi đây. Nếu như không phải đang đợi những người khác cũng đều ai vào chỗ nấy, Phận lợi tiến vào trận vực, muốn hốt trọn ổ, hắn đã sớm phát động. Sở phong, ta cho ngươi cơ hội, không nên sai lầm, thần dụ khó vi phạm, ngươi phải hiểu được chân quý. Ái bố nhĩ ôn hòa nói. Với mái tóc dài màu vàng óng sán lạn, hốc mắt hơi sâu, mắt xanh có thần, mũi cao thẳng, màu da trắng như tuyết. Thật sự là ái bố nhĩ rất tuấn lãng, khiến cho các nữ tiến hóa già ở nơi xa đều lộ ra sắc mặt khác thường. Dù sao hắn ta tự báo là thần sứ, lai lịch kinh người. Đã ai vào chỗ nấy? Sở Phong chợt phát hiện, trong lúc nói chuyện những người này đều đi tới vị trí tương ứng. Hắn khẽ lẩm bẩm, không có mấy người nghe rõ, có người có thần giác rất tốt, trong thoáng chốc nghe được hắn nói, cũng cảm thấy cổ quái, tại sao còn muốn ai vào chỗ nấy. Lúc này, anh trai của Hắc Đằng, nhị thái tử của Nam Hải, Hắc Ly cũng đến, dù bận vẫn ung um dung, mang theo nụ cười châm chọc, hoàn toàn là đang miệt thị Sở Phong. Hắc Ly đã nhìn ra các phương đều muốn tranh đoạt sở phong có bà lão đó và thần sứ là bá đạo nhất cũng sẽ không nhượng bộ đến cuối cùng sở phong chắc chắn sẽ không có kết cục tốt phàm nhân người vĩnh viễn không biết mình nhỏ yếu coi là nắm giữ trận vực thì có thể cải thiên hoán địa sao buồn cười hắc ly không còn che giấu đùa cợt cũng không sợ người khác nghe được hắn ta cũng đang đi về phía trước uy hiếp sở phong sở phong đứng tại chỗ sắc mặt âm tình bất định người ở bên ngoài cảm thấy hắn giống như là trong lòng luống cuống không biết nên như thế nào, lấy hay bỏ. Trên thực tế, hắn đang tìm kiếm nhân tuyển, đến tột cùng người nào trướng mắt nhất, phải trọng điểm chiếu cố, giáo huấn trước nhất mà hắn thì đang chọn chọn lựa lựa. Nếu để cho đám người này biết, sở phong mà bọn hắn xem thường, thật ra đang xem bọn họ như hàng hóa, dùng ánh mắt bắt bẻ xem kỹ bọn họ, đoán chừng đám người này đều sẽ tức giận đến hỏng mất. Trong lúc đó, bọn người lão tông sư, long nữ đang âm thầm dùng tinh thần truyền âm, muốn cứu sở phong, nhưng đều bị hắn âm thầm cự tuyệt, thông báo cho bọn họ không nên tới gần. Lâm Nặc y lộ ra một chút lo lắng, nhìn về phía Sở Phong, lại khuyên giải lần nữa, để hắn tạm thời chịu thua, đi với bà lão đó, cũng bị cự tuyệt. Ta lại nói một lần cuối cùng, các vị tuyệt đối đừng làm loạn, nơi này rất cổ quái, mặc dù ta nghiên cứu trận vực, nhưng cũng nhìn không thấu nơi đây, các ngươi nên nhanh chóng lui ra ngoài đi. Sở Phong hảo tâm nhắc nhở một lần cuối cùng, biểu hiện thành khẩn, còn hơi có vẻ bất đắc dĩ nhưng trong mắt một số người thì hắn giống như là trột dạ, hết cách. Bà lão lộ vẻ khinh miệt, bà ta không còn hiền lành, bởi vì bà ta cảm thấy sở phong nhiều lần cự tuyệt, không đủ ngoan, thiếu khuyết giáo dục, muốn trừng phạt hắn. Thần sứ ai bố nhĩ thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng vẻ khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất, rất là khinh thường. Hắn ta cảm thấy sở phong mười phần ngu xuẩn, đã lâm vào trong nguy cảnh còn không biết. Ha ha, cháu gái bảo bối, ngươi thấy chứ, đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, thật ra thì nhà nghiên cứu trận vực cũng kém không nhiều, lúc này hắn chính là thịt trên thớt, liền đợi đến bị người ta chặt, ném vào trong nồi. Lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt kia, tay vuốt sợi dâu, híp mắt lại, mang theo dáng tươi cười, tại chỗ dạy dỗ cháu gái ở phía xa. Sau khi sở phong nghe nói, sắc mặt biến thành màu đen, hắn đã phát động, bắt đầu kích hoạt trận vực, vốn dĩ hắn còn đang do dự chọn ai để thử nghiệm trước đây, bây giờ chọn chúng ông lão mặc đạo bào kia. Giải đất kia, trên mặt đất hiển hiện ánh sáng như đường vân, cho thấy uy năng của trận vực. Tiếp sau đó một đám thái dương hỏa tinh lớn từ trong lớp đất vọt lên, vèo một tiếng vọt tới cái mông của ông lão. Ngao! Ông lão mặc đạo bào này vốn rất tự cao, mang theo ý cảnh của tiên gia, kết quả bây giờ trực tiếp nhảy lên kêu to một tiếng, tiếng kêu này cũng quá thảm. Lão đạo sĩ nhảy nhót, ngao ngao kêu to, trước đây còn giống như là một lão thần tiên đây, bây giờ khí chất mất sạch. Ngao! Đơn giản giống như là đang học tiếng quỷ kêu ông ta thật sự chịu không được, cái mông bị nhen lửa, đó cũng không phải là những vật khác, mà là là tinh thuần nhất thái dương hỏa tinh, hơn nữa còn là số lượng rất lớn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm ông ta. Vị lão thần tiên này làm sao vậy, cái mông phát hỏa. Ra ra, lão già chết tiệt, không phải ngươi muốn đi hiển hóa uy áp, để cho sư phụ của ta thần phục ở dưới chân của ngươi sao? Sao cái mông của ngươi lại bốc lửa? Thiếu nữ bất lương ở đằng xa hô, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu yêu nữ, ông nội của ngươi đang chịu khổ, ngươi thái độ gì?" Lão đạo sĩ tức giận muốn đánh người, đau nhất kịch liệt thực sự chịu không được, toàn thân phát sáng, bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, muốn tiêu diệt ánh lửa mặt trời. Giờ khắc này, tất cả đều kinh hãi, ông lão này mạnh đến mức không còn gì để nói, vượt xa tưởng tượng, giống như là một vị thần ma. Cách đó không xa, bà lão, thần sứ đều rung động, cực kỳ kinh hãi. Bọn họ dự cảm không ổn, muốn bỏ chạy, nhưng giờ đã chậm sở phong kích hoạt trận vực mặc dù có thứ tự nhưng thật ra cũng không có mất bao nhiêu thời gian trận vực cổ đại ở tám cái phương vị không sai biệt lắm đồng thời khôi phục bây giờ cảnh tượng ở vùng đất này có chút đáng sợ có khu vực thái âm chi khí cuồn cuộn sương mù màu đen tràn ngập che khuất bầu trời âm lãnh thấu xương mà có chỗ thì thái dương hỏa tinh sôi trào ánh sáng vàng trói phủ khắp mặt đất sóng nhiệt cuồn cuộn bành trướng đốt tới hư không đều bóp méo tất cả mọi người linh hồn run rẩy bị sợ ngây người sau đó lại dùng mình đây là một khu vực như thế nào sao lập tức lại trở nên vô cùng kinh khủng như vậy rất nhiều người đều muốn chạy trốn nhưng là phát hiện ra không chạy thoát được sau khi trận vực hình thành trở nên phi thường khủng bố nhất là ở trong vùng địa thế này thì càng khỏi nói trận vực có quy tắc khác biệt hiệu quả tự nhiên cũng khác biệt hư không giống như bị ngăn cách trong này hình thành một loại dị tượng kinh người tám cái đám lửa phóng lên cao đốt cháy thương vũ khiến cho người ta cực kỳ kinh hãi mà ở vùng đất trung tâm, ánh sáng nguyên từ ngưng tụ, hình thành một cái lò mang phong cách cổ xưa, thần thánh hoàn mỹ, khiến cho người thấy kinh hãi tận sâu trong linh hồn. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, tám cái phương vị ánh lửa ngập trời, hóa thành phù văn bát quái, cung cấp năng lượng cho thần lô, giống như là lão quân đang luyện đan, luyện tiên. Quá yêu tả. Đây rõ ràng là vùng núi, một vùng địa thế mà thôi, sao lại có thể hiển hóa ra dị tượng bực này? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Rất nhiều cường giả kêu thảm, phàm là sinh linh xông vào vùng đất này, mặc kệ hắn ta mạnh mẽ cỡ nào, bây giờ cũng bị khốn trụ, chưa gì đã bị thương nặng. Tám cái phương vị, tám loại ánh lửa, có thái âm hắc hỏa rét lạnh thấu xương, có thái dương hỏa tinh nóng bỏng khó cản, có canh kim hỏa diễm âm vang rung động, có long hỏa màu tím phát ra tiếng long ngâm. Quá kinh khủng, cũng rất cổ quái. Ngao ngao. Trong đó ông lão tiên phong đạo cốt kia nhảy nhót sinh động nhất, kêu to nhất, cũng không phải là ông ta sắp mất mạng thật ra ông ta bị thương nhẹ nhất còn có thể đứng đó cực lực dập lửa bởi vì ông ta là người cuối cùng đi tới chưa đi đến khu vực nguy hiểm nhất chỗ của ông ta là khe hở ở giữa thái âm và thái dương hỏa tinh lúc lạnh lúc nóng cái mông bị cháy hỏng còn không có dập tắt để ông ta có chút hẹn quá hóa giận vốn là ông ta muốn hiện thân thuyết pháp lấy sở phong là tấm gương xấu dạy dỗ cháu gái của ông ta kết quả tự thân mình lại trở thành tấm gương xấu trước ông nội lão đầu tử ngươi không sao chứ cái mông đều truyền ra mùi thịt chín cháu gái nhỏ xinh đẹp cười vui vẻ đứng đó chế nhạo ông ta ngươi cái tiểu nghiệt trướng lão đạo sĩ vừa vội vừa tức vừa mắng cháu gái của ông ta vừa nguyền rùa sở phong ai ta bị các ngươi liên lụy bị vây ở đây đoán chừng sẽ bị luyện thành nhân đan sở phong mở miệng thân hán ở trong nguyên tử quật bây giờ nơi đây hóa thành lò bát quái ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp nơi bên ngoài liệt diễm bừng bừng hiển nhiên hắn đang giả bộ, bởi vì không biết đám người này có thể bị thiêu chết sạch hay không. Để cho an toàn, hắn giả vờ như bị vây ở chỗ này, tình huống rất nguy hiểm. Ai? Sở phong đang thở dài, ánh mắt lại đang tìm kiếm, quan sát trạng thái của đám người. Người xông vào từng người đều kêu thảm. Bà lão bị đốt tóc tai bù xù, toàn thân cháy đen, bị thái âm chi lực màu đen bao phủ, gian nan dãy ruộng. Sau đó tóc của bà ta đều bị thái âm chi hỏa màu đen đốt trụi lũi, gương mặt non mịn mà đỏ thắm thì khô cạn, mất đi quang trạch. Bà ta đang kêu thảm, một bên khác, cái gọi là thần sứ, một cánh tay đều bị đốt rụi, hắn ta ở trong thái dương hỏa tinh, mặt đất dâng lên từng đợt lửa màu vàng óng, bao phủ hắn ta. Hắn ta dựa vào cái này muốn chạy trốn, nhưng bị lực lượng của trận vực bức trở về, bị ánh lửa bao phủ. Tóc dài đã sớm không có, hắn ta toàn thân đều là vết thương, mùi khét lẹt xông vào mũi. Trong tay hắn ta đang cầm một cái đèn lồng, bên trong đó có thái âm chi hỏa vốn dĩ có thể bảo hộ hắn ta, để cho hắn ta vạn pháp bất xâm, bởi vì đây là một kiện pháp binh kinh người. Nhưng là bây giờ cũng vô dụng, bởi vì hắn ta đứng ở trong thái dương hỏa tinh, bị ánh lửa trí dương bao phủ, ngay cả đèn lồng đó cũng mở đi, bị xung kích muốn dập tắt. Bất quá, trung quy đèn lồng cũng có chút tác dụng, nếu không hắn ta đã sớm bị đốt thành cho bụi. Sở phong huynh đệ, cứu ta, thần sứ con mẹ nó, ta không làm nữa, mau đưa ta đi ra ngoài đi. Thần sứ ai bố nhĩ kêu thảm nói. Bây giờ, hắn ta bị thiêu hủy một cánh tay tín nhiệm sụp đổ hoàn toàn là hỏng mất bởi vì hắn ta không muốn chết nơi này có thể cứu hắn ta cũng chỉ có một cái nhà nghiên cứu trận vực sở phong ta cũng rất thảm bị nhốt trong lò lửa chạy không ra sở phong bắt đầu so thảm với hắn ta thỉnh thoảng còn gào lên một tiếng trên thực tế bây giờ sở phong kích động muốn hét to ở bên cạnh hắn phi kiếm màu đỏ càng thêm đỏ tươi óng ánh ướt át đang bị thái thượng hỏa lô tế luyện Ngoài ra, kim cương chắc trên cổ tay hắn bị gỡ xuống, để vào trong lò, theo năng lượng thần bí chập trùng. Càng thêm tuyết trắng, lại hiển hiện một chút đường vân thần bí. Thái thượng lò bát quái luyện kim cương chắc, cái này, quả thực là ý trời. Bản thân hắn đều không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Về phần trong cơ thể hắn, cối say đen trắng đang nhanh chóng xoay tròn, đang thành hình, thậm chí tạo dựng lại một lần nữa. Nơi xa, Ly kêu thảm quay cuồng trên mặt đất thật không may hắn ta rơi vào trong canh kim hỏa quang bị đốt toàn thân cháy đen cũng thôi đi trong lửa còn mang theo khí kim loại giống như là kiếm quang chém cho hắn ta rú thảm tay chân gì đó đều bị cắt đứt những người khác cũng cực kỳ thê thảm không ít cường giả đã hóa thành cho bụi tiểu hữu ngươi có cách nào mang ta ra ngoài sao lão thân sẽ bồi tội với ngươi bà lão đó kêu thảm thực sự chịu không được thân thể đều sắp bị thái âm chi lực từ trong mộ lớn phát ra ăn mòn khô cạn Tiền bối, ta còn muốn chờ ngươi tới cứu ta đây, mau dẫn ta đi thần sơn của các ngươi đi, ta đi với ngươi. Sở phong kêu to, dáng vẻ cũng bị vây ở bên trong. Trên thực tế, hắn rất sảng khoái, nhìn xem kim cương chắc sáng loáng, phát ra ánh sáng trắng như tuyết, khắc lên đường vân, hắn vô cùng kích động. Đồng thời, cối xoay đen trắng trong cơ thể đang thuế biến, sẽ cung cấp tiềm năng thành thánh là tổ trong tương lai. Tất cả đều tốt đẹp như thế, bây giờ hắn cũng không phải rất thê thảm. Tám cái phương vị, tám loại ánh lửa, đây cũng không phải là sở phong bày ra, mà là lực lượng của trận vực trong cổ đại, hóa thành bát quái quang diễm, cung cấp năng lượng thần bí cuồn cuộn không dứt, đốt cháy thái thượng thần lô ở vùng đất trung ương. Nếu như nhìn từ phía xa, nơi này có kỳ cảnh, sông núi hóa thành bát quái, dựng thành thần lô, giống như là lão quân đang luyện đan, giống như đang nấu luyện chân tiên. Tiểu huynh đệ, dừng tay đi, lão hủ biết sai, không nên lấy ngươi là tấm gương xấu bản thân ta mới là tấm gương xấu thả ta ra ngoài ta sẽ gả cháu gái đẹp nhất thiên hạ của ta cho ngươi lão đạo sĩ cái mông bị đốt đang ngao ngao kêu thảm ý cảnh tiên đạo hoàn toàn không có hơn nữa còn rất không thiết tháo muốn lấy cháu gái của ông ta trao đổi ngao đây là sở phong đáp lại ở trong lò ngao một tiếng biểu thị chính mình tạm thời không thoát ra được không có cách nào viện thủ chỉ là hắn kêu có chút khoa trương để lão đầu tử kia cảm giác được phát hiện sở phong đang giả vờ muốn mắng to cái tên này quá đáng xấu hổ ngao lão đạo sĩ kêu thảm lại một lần kêu gọi sở phong nhưng trong lòng lại đang nguyền rủa ngao sở phong đáp lại lần này những người khác cũng nghi ngờ bởi vì tiếng kêu của hắn thực sự quá tiêu hồn tiếng cường giả kêu thảm trong tám loại ngọn lửa khác nhau chung quanh lò bát quái thái thượng bảy vương bị đốt khóc lóc thảm thiết lăn lộn đầy đất ngao ngao bên trong địa huyệt, sở phong giống như phê thuốc, cũng nối gót kêu thảm, âm thanh cực lớn, truyền khắp khu vực. Hai tiếng kêu khác biệt, hai kết quả khác biệt. Một số trong chúng vương ứng kiếp, hóa thành cho tàn. Còn sở phong thì lại cảm thấy thoải mái, các yếu tố màu sắc năng lượng khác nhau vọt vào trong cơ thể. Bên ngoài, mọi người nghe xong đều sừng sốt. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe tiếng kêu rên của chư vương, không nghi ngờ gì đây chính là thảm kịch nhân gian. Nhưng nghe tiếng kêu của sở phong, dường như có chút bất thường ngao. Tiếng kêu của sở phong có lúc trầm lúc bổng, có lúc lại không đúng chỗ. Một số người nghe vào tai chỉ muốn cắn chết hắn, ví dụ như lão đạo sĩ, thần giác quá nhạy cảm, tin rằng sở phong không có việc gì, chỉ hận không thể chạy đến dùng một tay đập hắn nát thành 14 mảnh. Ví dụ như lão ẩu, cho dù đang bị thiêu đến phát mộng, phản ứng hơi bị chỉ độn vẫn cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng không cách nào yên tĩnh. Tiếng kêu như gặp quỷ này, quá yêu tả, ủng hộ kênh qua chấm com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé về phần thần sứ ây bờ thì chỉ muốn nguyền rùa y sắp sửa bị thiêu chết rồi đây trước khi chết đã nghe được cái gì nghe bẩn cả lỗ tai đúng là xấu hổ mà ta chịu không nổi nữa rồi sở phong huynh đệ ngươi nghiên cứu trận vực ngươi không có biện pháp nào sao mau hóa giải nó mau cứu ta đi một cường giả cấp vương bị đốt đến lăn lộn lộ ra bản thể là một con gà trống lớn toàn thân đầy ánh lửa biến thành một bó đốt lớn kê huynh ta cũng sắp không ngăn được hỏa tai rồi sắp bị các người liên lụy chết rồi. Thịt ta sắp chín rồi, ngao. Sở phong gào khan ở chỗ nào đó. Thịt đúng là đã sắp chín, nhưng không phải của hắn. Hắn ngửi thấy mùi thịt gà thơm nức mũi, thầm than đáng tiếc. Đây chính là kéo đứt gông xiềng lục đạo cho kê vương. Còn lâu hắn mới nghĩ cách cứu viện. Hắn đã sớm khuyên bọn họ đừng đến nơi này. Phàm là ai có thiện ý đối hắn, tuyệt sẽ không đến. Người có lòng dạ khó lừng sẽ không nghe khuyến cáo, bây giờ gặp rủi ro chỉ là do tự tìm mà thôi trong lòng sở phong tràn ngập cảm giác thu hoạch. Lửa đang bùng cháy bên ngoài lò, nhưng bên trong lò lại như trời quang mây tạnh. Các loại bí lục lưu chuyển, khiến cho hắn như muốn treo lơ lửng giữa bầu trời. Mấy món binh khí này tiến hóa rõ ràng. Hắn đã sớm lấy xuống kim cương trác, đặt nó vào chính giữa lò bát quái, mặc cho nó chìm nổi. Lúc thì rơi xuống đất, lúc thì cách mặt đất mấy thước, được khói màu bao phủ hay xương trắng tiên khí vờn quanh. Bên trên vòng tay sáng như tuyết, từng đường vân hiển hiện một cách chân thực phức tạp mà thâm ảo ngay cả hắn cũng không nhìn thấu cần từ từ nghiên cứu về sau hắn biết loại phế liệu gọi là cứu cực này đúng là có chút kỳ lạ còn lâu mới đơn giản như đã tưởng tượng hiện tại nó đang được nấu luyện bên trong lò bát quái thái thượng một số đặc điểm thần thánh đang được thể hiện càng lúc càng khó lường trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy những đường nét bên trên kim cương trác hóa thành hình tử khí đông lai mây tụ ba vạn dặm sau đó ngưng tụ biến thành một cái vòng tay sáng như tuyết đồng thời bên cạnh nó thanh phi kiếm đỏ tươi cũng đang thay đổi mà còn thay đổi rất kịch liệt bên trong âm thanh băng bang kiếm thể màu đỏ đang thu nhỏ lại cùng với ánh lửa đốt cháy có một số thứ màu đỏ đậm đang bong ra từng mảng nó đang tinh luyện bỏ đi tạp chất chỉ lưu lại tinh hoa dựa vào tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được kiếm thể đỏ trói thu nhỏ lại không ngừng ngưng tụ càng lúc càng đỏ tươi óng ánh ướt át một số thứ màu đỏ nào đó rơi lả tả trên mặt đất Giống như một một miếng ngọc bích tuyệt đẹp bị lột, lộ ra chất ngọc màu đỏ rực rỡ bên trong. Đây là sự biến hóa kinh người. Kiếm thể đỏ tươi đã rất bất phàm, không có khả năng có nhiều tạp chất như vậy mới đúng. Đây rõ ràng là tiến một bước tối ưu hóa hơn nữa. Sở Phong cảm thấy, dưỡng quân trận vực không làm được bước này, hoàn toàn là do lò bát quái thái thượng gây nên. Loại lò quát quái tồn tại tự nhiên trong địa huyệt rất thích hợp để nuôi quân, luyện đan, quả thật là bí cảnh của tạo hóa. Đáng tiếc, bên cạnh hắn không có loại dị quả nào cả. Nếu không, ném vào trong đó, nó sẽ hóa thành một lò linh đan. Lần sau thử mang một loại dị quả bỏ vào bên trong lò bát quái. Cũng không trông cậy nó luyện ra được kim đan cửu chuyển gì cả, chỉ mong có thể giúp ta tiến hóa là đủ. Sở phong lộ ra sắc mặt khác thường. Cối say đen trắng đang tái tạo bên trong cơ thể hắn. Một khi hoàn toàn thành hình, về sau hắn có nuốt dị quả, linh đan cũng đều vô sự, không cần phải dùng phấn hoa để tiến hóa. Hoàng Ngưu đã nói qua, vật này rất siêu phàm, có thể giúp cho con người sở hữu năng lượng thuần hóa, tinh huyết các loại, bỏ đi các tạp chất có hại, hết thảy đều phát triển theo phương diện tốt. Sở Phong vô cùng chờ mong. Bên trong cơ thể của hắn, cối xoay màu đen đang chuyển động, xương mù bao phủ, giống như khí âm dương chia thành hai màu, lại càng thần bí khó lường. Ngao, Sở Phong lại nhịn không được, phát ra tiếng kêu phê thuốc, phối hợp với đám người ngoài kia, quá xấu hổ rồi. Bên ngoài trận vực khương lạc thần khẽ gắt một câu mặc dù nghe sở phong kêu rất thê thảm nhưng cô lại cảm thấy rất kỳ lạ gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ cô cảm thấy tên nhóc kia rất cổ quái không giống như người sắp chết rú thảm còn có những người khác đang chăm chú nhìn sở phong cẩn thận lắng nghe đúng là đang rên nhưng vì sao lại rúng động tâm hồn như thế chỉ có cô bé có vấn đề mới tán thưởng âm thanh này mang theo từ tính êm tai thật sự là gợi cảm mà bên trong trận vực lão đạo sứ nghiến răng nghiến lợi tiểu yêu nữ, cháu đúng là làm cho ta mất mặt mà. Cháu có thể thận trọng một chút được không? Trong cơ thể cháu chảy dòng máu thánh, còn cần áp chế thiên kiêu các giới. Để cháu tiến vào hồng trần là để cháu thể ngộ, chứ không phải để động phàm tâm. Xem quần áo, xem tư thái của cháu kia, còn ra thể thống gì hay không chứ? Dừng lại. Cô bé nổi loạn 11-12 tuổi bĩu môi, hoàn toàn không quan tâm. Đôi mắt cô bé mở to, đường cong cao gầy chập trùng, quả thật rất xinh đẹp và trưởng thành sớm lão đạo sĩ tức giận trách cứ tổ phụ của cháu đang bị đốt cháy đây mà cháu còn có biểu hiện đó cháu có cần không tim không phổi như thế không thực lực của lão đầu tử ông mạnh như vậy nhất định là không có việc gì cùng lắm là mông nở hoa nằm lì trên giường nuôi một khoảng thời gian là tốt rồi cô bé vỗ tay cười nói lão đạo sĩ mặc đạo bào tức giận tức đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên chỉ muốn thổ huyết chứ không còn cách nào khác có một số khu vực chung quanh lò bát quái truyền đến tiếng kêu thảm thiết có không ít người đã bị thiêu chết có thể nhìn thấy, ở những khu vực đó chỉ lưu lại một đống cho tàn. Ngoài ra, không còn bất cứ thứ gì có thể sót lại. Các vị đừng do dự nữa. Chúng ta liên thủ cứu bọn họ ra. Có một số người lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì người của bọn họ đang ở bên trong. Mau, đồng loạt ra tay hủy đi chỗ này, tan rã trận vực, cứu chúng vương thoát khốn. Đây là đại công đức. Cứ một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp. Có người hưởng ứng. Hiển nhiên, một số thế lực đều có cường giả xông vào bên trong trận vực hơn nữa người đi vào đều là đầu lĩnh nhân vật phong vân cường đại một thời nếu chết bên trong ảnh hưởng đúng là rất lớn nhưng khi bọn họ ra tay lập tức bị quét sạch có ánh lửa tràn ra đúng như câu dẫn lửa thiêu thân trên mặt đất lại xuất hiện một đường vân phát ra ánh sáng tung hoành ngang dọc ngọn lửa xông ra bao phủ một phần lớn người cứu viện đừng có người kêu thảm lúc này bọn họ cảm nhận được sự đau đớn của những người bên trong trận vực có Cầm Vương muốn trùng thiên bay về phía không trung cũng không được, bị một luồng sức mạnh khóa chặt trên mặt đất. Bọn họ giống như sa vào đầm lầy, hoàn toàn không động đậy được, bị ánh lửa nuốt chửng. Cứu mạng! Quá thảm rồi. Có mười mấy cường giả vừa ra tay đã bị ngọn lửa bát quái bao trùm, nối gót những người đằng trước. Trong núi có rất nhiều tiến hóa giả. Hiện tại cả đám đang hãi hùng, khiếp vía nhìn thảm trạng của chúng vương giữa sân, nghe được âm thanh của bọn họ, ai nấy cũng đều sợ hãi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? tại sao trận vực lại đáng sợ như thế rất nhiều người nhìn về phía giữa sân ví dụ như cung chủ cung ngọc hư như đầu lĩnh tài phiệt tâm trạng người nào cũng nặng nề nơi này đã phá vỡ nhận thức của bọn họ trận vực cỡ lớn đáng sợ như vậy sao người tạo dựng nó có thể hủy đi địa thế núi sông chỉ trong một ý niệm quá mức kinh khủng rồi có người thừa dài chẳng lẽ là do sở phong gây nên cung chủ cung ngọc hư hỏi chắc không phải chính hắn cũng bị vây bên trong có thể còn sống trở ra hay không cũng rất khó nói. Ánh mắt viện trưởng viện nghiên cứu tiên tần tề hoành lâm nhấp nháy. Ông ta kể lại một số chuyện xưa. Lúc trước bọn họ đã từng đến khu vực này, đào được một ngôi mộ thần thoại, kết quả toàn quân suýt chút nữa bị diệt. Mọi người nghe xong, tất cả đều im lặng. Hẳn là do cổ trận đại vực của người nghiên cứu gây nên, khắc súng đủ loại ký hiệu thần bí, đến bây giờ vẫn còn hiển uy. Vốn bọn họ nghĩ, cho dù người tinh thông trận vực là thiên tài nhưng cũng chỉ phục vụ cho tiến hóa giả, giống như dẫn động hỏa thiên tinh để ôn dưỡng binh khí. Nhưng bây giờ bọn họ mới nhận ra, loại người này hơi bị nghịch thiên. Ở trái đất này chỉ có Sở Phong tinh thông trận vực, nhưng chính hắn cũng bị khốn trụ, ai còn có thể cứu bọn họ đây? Lúc này, người của các phương đều tuyệt vọng. Nhị thái tử, ngài cố chịu đựng. Người của hải tộc kêu to, bọn họ đến từ Nam Hải, có người hộ chủ sốt ruột, một lần nữa liều mạng nhưng chỉ phí công, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bị đốt chết thảm tại chỗ, không giải quyết được vấn đề gì. Ta hận. Hắc kêu to. Gã bị đốt thành bản thể, kết quả càng thảm hơn. Mục tiêu quá lớn, cơ thể giao xà màu đen dài mấy trăm mét lăn lộn trên mặt đất. Ánh lửa lượn lờ, kim khí kích xạ, Hắc Ly bị chém thành mấy chục đoạn, cuối cùng không còn nhúc nhích được nữa. Phù. Ngọn lửa đằng thiên, Hắc Ly bị đốt đến xương cốt gãy mất, huyết nhục cũng không còn, triệt để mất mạng. Thần, cút mẹ mày đi. Ai có thể cứu ta, người đó là thần của ta. Sở Phong, xin ngươi hãy thương xót ta. Ta chỉ phụ mệnh làm việc muốn bắt ngươi đến phương Tây, hoàn toàn không phải do ta muốn. Thần sứ A bờ kêu thảm. Lúc này y cũng không chịu nổi nữa, răng rắc, ngọn đèn trong tay y vỡ ra, ngọn lửa thái âm bên trong sụp đổ, gặp hỏa tinh của mặt trời, dẫn đến vụ nổ lớn. Sứ thần A bờ còn kêu thảm hơn nữa. Hơn phân nửa cơ thể không còn, chỉ còn từ bộ ngực trở lên. Y mắt thấy mình sắp chết rồi. Thần, ngươi chính là tên khốn kiếp. Người làm việc cho ngươi đều không có kết quả tốt. Trước có Xin, sau có mừng. bây giờ đến phiên ta. Cái tên thần đáng chết kia. Đây là oán niệm sau cùng của A Bờ. Sau đó y hóa thành khô lâu, bị thiêu chết, trạng thái chết quá thảm, mang theo sự nguyền rủa mà chết đi. Sở Phong, mau suy nghĩ biện pháp. Lão thân sẽ bồi lễ cho ngươi. Ta không nên nghĩ đến việc cưỡng ép mang ngươi đi. Mau cứu ta! Cơ thể lão ẩu mấy lần phát sáng, nhưng không chết, khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục. Trong tay bà ta cầm một khúc dây leo, giống như có thể chết thay, tuần tự phát sáng ba lần, dẫn ánh lửa bao phủ bà ta tập trung vào sợi dây leo. "Lão nhân gia ơi, ngao, ta sắp chết rồi đây, sắp bị luyện thành đan dược thịt người rồi đây. Bà không ngửi thấy mùi thịt sao? Lão nhân gia, bà mau đến cứu ta đi." "Ta nhất định sẽ theo bà đến thần sơn." Sở Phong chu lên, lọt vào tai lão ẩu nghe chói tai vô cùng cái gì là ngao cái gì đến thần sơn quả thật là sự châm chọc đến trần trụi bà còn có tư cách gì mang sở phong đi chính bà ta cũng sắp chết rồi ầm um. cuối cùng đoạn dây leo kia bị đốt cháy cơ thể khô cạn của lão ẩu rốt cuộc không chịu nổi bị đốt cháy hừng hực phát ra âm thanh quỷ khóc mùi gì vậy sở phong hít hít cái mũi cuối cùng hét thảm một tiếng hắn nhìn mình hắn thật sự ngửi được mùi thuốc thậm chí còn có mùi thịt tay chân hắn đập loạn xạ hận không thể dập tắt lửa hồ lô nó muốn nướng chín hắn sao má ơi sắp chín thật rồi chết tiệt hắn tức giận mắng to cảm giác này khiến cho mắt hắn đau nhức chỉ muốn lồi ra tiếp theo hai mắt của hắn giống như bị kim đâm đau đến khó mà chịu đựng được lại bắn ra kim mang sở phong kêu thảm lăn lộn trên mặt đất khiến cho người bên ngoài giật mình phát hiện hắn hơn phân nửa sắp tiêu đời rồi bởi vì trên người hắn đã có ánh lửa trong lúc sở phong sắp bị thiêu chết ánh mắt của hắn bắt đầu thanh tĩnh lại không còn đau nữa. Sau đó, từ trong hai mắt bắn ra hai chùm sáng màu vàng. Sao? Hắn ngẩn người. Tình huống gì vậy? Tại sao thị giác của hắn lại trở nên mạnh như thế? Hỏa nhãn kim tinh. Sở Phong hoài nghi, lò bát quái này đã luyện ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt. Khi hắn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt chạm vào mọi người, biểu hiện của hắn trở nên kỳ lạ. Tại sao hắn lại nhìn thấy nhục thân của bọn họ qua một lớp quần áo? Đó là Khương Lạc Thần hắn nhìn thấy dáng người thon dài, bộ ngực cao ngất trắng nõn của Khương Lạc Thần. Thật sự là bao la hùng vĩ. Sở phong cảm giác có chút chói mắt. Vừa tán thưởng, đồng thời hắn vừa trột dạ, cảm thấy mình không nên nhìn loạn. Nhưng hắn lại không dằn được mà nhìn tiếp. Ngao. Hắn chu lên một tiếng, sợ mình bị đau mắt hột. Sai lầm, sai lầm. Sở phong niệm hai lần sai lầm liên tiếp. Vừa rồi hắn không cẩn thận nhìn thấy cảnh tượng khiến cho mình phải đau mắt hột. Quả thật kích thích con mắt hắn mà ủng hộ kênh qua chấm com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng vừa niệm sai lầm xong, hắn lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Điều này không thể trách hắn được. Sở phong tự an ủi mình như thế, bởi vì hắn cần phải nhìn xem tình huống bên ngoài như thế nào. Ái trà, mình có thể bị thiên lôi đánh xuống không nhỉ? Sở phong nhìn đằng trước, tự nhủ trong lòng, kim quang trong mắt chảy xuôi, càng lúc càng rực rỡ. Một đám người đang ngó chừng hắn, ví dụ như Khương Lạc Thần phía đối diện, cô có chút hoài nghi, thấy chung quanh hắn toàn là ánh lửa, cho là hắn sắp sửa ứng kiếp, nhưng nhìn như thế nào cũng thấy trạng thái của hắn không đúng. Ánh mắt kia có chút tà môn. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Sở Phong cúi đầu sám hối ngay tại chỗ, rốt cuộc có thành ý hay không thì có quỷ mới biết. Hắn cảm thấy mũi mình ngưa ngứa, hoài nghi phải chăng hắn đang bị chảy máu mũi. Cũng may, lỗ mũi của hắn phun ra hai ngọn lửa, cũng không phải màu đỏ, chỉ là hỏa khí mà thôi. Gặp quỷ, phát hỏa rồi. Vẻ mặt Sở Phong đau khổ, miệng tụng phương pháp hô hấp đại luôi âm, tập trung vào tình huống bản thân. Thế giới bên ngoài quá bẩn, hắn muốn tịnh hóa chính mình. Hắn có thể cảm giác được, bản thân đang còn thay đổi bên trong, bởi vì gần đó đều là lửa lượn lở quanh hắn, thỉnh thoảng tiến vào bên trong cơ thể, giống như đang đốt cháy. Cũng may, lò bát quái thái thượng rất siêu phàm, loại bỏ lệ khí bên trong lửa, cũng không tạo thành tổn thương chí mạng cho hắn. Trong tấm bia đá dưới đáy biển có đề cập đến địa thế huyền bí này, thần lô thái thượng thích hợp dùng để dưỡng quân và luyện đan nhất. Thuyết pháp này quả nhiên có đạo lý. Lửa mà có lệ khí xông đến, làm sao có thể luyện đan? Dược thảo tất sẽ bị hóa thành cho tàn. Chỉ là có năng lượng xen lẫn, ánh lửa càng lúc càng thịnh, khiến sở phong trở nên hư ảo. Hắn sắp bị che mất rồi. Từng tia khí lạnh lan tràn hai mắt. Lô hỏa vẫn còn đang nấu luyện, vẫn chưa kết thúc. Kim hà trong mắt hắn càng lúc càng nhiều hơn. Không phải mình cũng đang trải qua chuyện mà tôn hầu tử trải qua chứ sở phong thấp thỏm trong lòng. Hắn chưa từng uống cái gì là kim đan cửu chuyển. Cứ tiếp tục nấu luyện như vậy, có thể xảy ra chuyện hay không? Ái trà, hỏng bét rồi, mùi thơm nhục thân càng lúc càng đậm. Sở phong kêu lên. Có mùi thịt nướng, cũng có mùi của thuốc. Quá quỷ dị, càng lúc càng nồng. Sở phong không biết mình sẽ bị nướng chín trước hay là có dược tính trước. Hắn cảm thấy bản thân hắn đã là một loại thuốc lớn rồi. Nấu luyện như thế này có lẽ sẽ có chỗ tốt, có thể thúc đẩy tiến hóa ví dụ thị giác của hắn tăng lên nhiều khả năng là do luyện cơ thể hóa thành đan dược đưa đến ta nên kiên trì thêm chút nữa nếu thật sự không được thì kết thúc sở phong vẽ ra một giới hạn cho mình không vượt qua được hắn tuyệt đối sẽ dập tắt lô hòa không mạo hiểm nữa quanh thân của hắn sắp biến thành màu đen da thịt giống như bị bỏng nhưng hắn phát hiện bên trong óng ánh huyết dịch chảy xuôi cùng với năng lượng tinh thần nhục thân bị ánh lửa đốt bị thương nhưng lại cứng hơn một chút đồng thời sở phong chú ý đến cối say đen trắng một lần nữa xuất hiện ngưng kết thành hình hoàn thiện đến trạng thái hoàn chỉnh đột nhiên ánh lửa trong lò bùng lên lập tức bao phủ lấy hắn bên ngoài tất cả mọi người đều giật mình không ít người hét lên kinh ngạc cảm thấy sở phong sắp nguy rồi ngay cả sở phong cũng giật mình kêu lên đột nhiên ánh lửa trong lò bát quái trở nên cuồn cuộn khí thế hung hăng bao trùm toàn bộ thân hình của hắn cối say đen trắng trong cơ thể hắn đã triệt để thành hình bắt đầu chuyển động nhanh chóng điên cuồng hấp thu ánh lửa, hấp thu năng lượng trong lò, giống như một cái động không đáy. Là nó dẫn đến. Sở phong lấy làm kinh hãi. Cối say đen trắng đã gần như hoàn mỹ, hiện tại đang tiến hành đấu luyện sau cùng, điên cuồng hấp thu lửa bên trong hỏa lô giúp bản thân tốt hơn lên. Sở phong có chút khẩn trương, cẩn thận quan sát bên trong cơ thể. Sở phong bày ra trận thế lớn ở đây như vậy, kích hoạt trận vực cổ đại đốt lò bát quái thái thượng, chính là để ôn dưỡng cối say đen trắng, giúp cho nó thành hình, từ đó giải quyết tai họa ngầm của bản thân. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất, cối say đang chuyển động bên trong cơ thể. Mặc dù đường kính chỉ có 10cm, nhưng lúc này lại có khí tượng phi phàm, giống như có thể ma luyện vạn vật thế gian, nghiền nát hết thảy, có cảm giác bằng bạc, sương mù mịt mờ. Còn có ánh lửa rực rỡ cùng năng lượng nồng đậm bao trùm lấy nó, khiến cho vị trí của nó trở nên mông lung cho đến cuối cùng cối say đen trắng đã óng ánh hoàn toàn thành hình lúc này sở phong cảm thấy thần thanh khí sảng cảm giác suy yếu từ lâu biến mất năng lượng từ bên ngoài cơ thể tràn vào trải qua cối say nhỏ nghiền ép tuôn đến tứ chi bách hải của hắn phẩm chất năng lượng bên trong cơ thể của hắn cao đến dọa người bỏ xa trước kia cả một đoạn lớn cơ thể của hắn tràn đầy triệt để khôi phục bởi vì năng lượng đã trở về hắn đã quay lại được trạng thái đỉnh phong còn mạnh hơn so với trước kia bởi vì năng lượng bây giờ còn tinh khiết hơn so với lúc trước khi điều động uy năng sẽ càng lớn hơn nữa hắn có một cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý hiện tại có thể dựa vào cái này để xé rách gông xiềng trực tiếp đột phá nhưng trong trường hợp này hắn không muốn vọng động bại lộ ra ngoài sau khi cối say đen trắng nhỏ đã hoàn thiện nó đã không còn nguy hiểm đối với hắn nữa trên thực tế hiện tại cối say đen trắng nhỏ đã mang lại lợi ích to lớn cho hắn trong chớp mắt nó có thể cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể đồng thời còn có thể chiết xuất. Lúc này, gân cốt của hắn đang run rẩy, bị cối xe nhỏ va chạm, giống như đang rèn luyện, giúp cho xương cốt càng thêm cứng cỏi. Sở Phong rõ ràng cảm nhận được, lời Hoàng Ngưu nói không có sai. Khi thứ này trở thành thánh, ẩn chứa nó bên trong cơ thể, chỗ tốt sẽ rất nhiều. Khó trách kim thân Bồ Tát, yêu thánh trong số tiến hóa giả có hao hết tâm lực cũng phải để lại thứ này cho hậu nhân. Sau đó, sở phong phát hiện cối say đen trắng nhỏ chuyển động chậm hơn, từ óng ánh trở nên ảm đạm, lại còn có chút cổ xưa. Trong lòng hắn khẽ động. Theo cổ tịch ghi chép, đây là thần vật tự hối. Nó đã thành hình, không còn vấn đề gì nữa, nhưng bản thân trở nên nghèo rớt mùng tơi, càng nhìn càng giản dị, giống như đã trải qua thiên thu tuế nguyệt vậy. Sao? Về sau, một lớp sương mù mờ mịt bao phủ lấy nó, ngăn cách nó với bên ngoài. Có cần như vậy không? Quá mức phi phàm, cho nên phải ẩn tàng bản thân. Sở Phong kinh ngạc, rất nhanh, hắn phát hiện ra điểm lạ thường ánh sáng mà sương mù phát ra càng lúc càng nhạt, cuối cùng hóa thành một cái màng thai bọc lấy cối xay nhỏ. Đồng thời, dòng năng lượng bên trong cơ thể hắn không ngừng bị cối xay hấp thu. Chuyện gì xảy ra thế? Nó ẩn núp, nhưng vẫn hấp thu năng lượng bên ngoài. Sở phong cảm thấy khó hiểu. Sau đó, cối xay nhỏ cắt đứt liên lạc với lò bát quái, giấu bên trong cơ thể của hắn, chỉ mượn nhờ năng lượng của hắn, giống như đang tiến hành đấu luyện sau cùng. Hiện tại, bên trong cơ thể của hắn tràn ngập năng lượng, so với trước kia còn mạnh hơn. Sở Phong cảm thấy, cứ bình tĩnh vượt qua khoảng thời gian này cho thỏa đáng, không vội xé rách gông xiềng đằng sau. Hắn muốn chờ cho cối say nhỏ hoàn tất một cách triệt để. Bởi vì, hắn sợ máu khuấy động một cách quá mức kịch liệt trong cơ thể, ảnh hưởng đến cối say đen trắng lột xác cuối cùng. Bên trong cơ thể yên tĩnh, hướng đến sự cân bằng. Sở Phong lấy lại tinh thần, chú ý tình huống bên ngoài cơ thể. Trong lò, ánh lửa nhảy lên. Kim cương chác càng lúc càng sáng, cuối cùng đinh một tiếng rơi xuống đất, đường vân lập lòe bên trên, sau đó từ từ thu lại, cuối cùng biến mất bên trong. Nấu luyện đại sát khí bên trong lò bát quái chính thức kết thúc. Sở phong nhặt kim cương chắc lên, cảm nhận được một sự khác biệt so với lúc trước. Vòng tay sáng như tuyết này dường như có thêm mối liên hệ nào đó với hắn. Hắn cảm thấy, nếu ném vòng tay ra ngoài, hắn có thể dùng tâm niệm để tìm về. Đồng thời, uy năng của vòng tay nhất định tăng lên. Cụ thể như thế nào thì còn cần thực tế kiểm nghiệm, nhưng khẳng định là có sự khác biệt. Hắn có cảm giác an tâm mười phần cầm kim cương trác trong tay hắn không sợ bất kỳ vũ khí nào khác khi mình cầm lấy nó thì có cảm giác này chẳng lẽ nó lợi hại đến mức độ này sao sở phong nghi hoặc đinh sau đó thanh phi kiếm màu đỏ rơi xuống đất có sự khác biệt rất lớn so với lúc trước từ dài bằng bàn tay thu nhỏ lại còn bằng ngón tay đỏ tươi ướt át trên mặt đất có không ít vật chất màu đỏ đều là chất thải nó đã được lò bát quái thái thượng ưu hóa nấu luyện đến một cấp độ kinh người Sở Phong cầm phi kiếm trong tay, cảm nhận được sự sắc bén đến mức đáng sợ, phẩm chất tăng lên nhiều hơn so với trước kia. Hắn tin rằng hắn có thể một kiếm tràn địch thủ. Ngay cả vương giả kéo đứt sáu gông xiềng đỉnh cấp cũng có thể bị cắt rơi đầu. Chỉ cần thôi động, nó sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ như dáng chiều, nhuộm đỏ cả khu vực. Ngoài ra, truy tử kim lôi điện cũng nhỏ hơn rất nhiều. Trên mặt đất có mảnh vụn, lượn lờ lôi quang. Không cần nghĩ cũng biết uy lực của nó càng thêm kinh người. Nằm ngoài dự liệu, Bề ngoài của bình ngọc tịnh không có gì thay đổi, giống như kim cương chắc, chất liệu của nó không hề giảm bớt, không có tạp chất chóc ra. Cái bình này không đơn giản. Về phần hắc kiếm, hắn cũng không đem ra tế luyện ở đây. Bởi vì có phi kiếm xích hồng là đủ rồi. Với lại vật kia thuộc về người vực ngoại. Hắn lo lắng sau khi lấy ra sẽ bị người khác nhận ra, chuốc lấy phiền phức không cần thiết. Lúc này, kim hà lưu chuyển trong mắt của hắn, thị giác càng thêm kinh người. Thật sự trở thành hỏa nhãn kim tinh sao? Sở phong hoài nghi. Hắn cũng không vội vã ra ngoài, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, hắn cảm thấy tẩy lễ cơ thể đã chấm dứt, thị giác cũng không có gì thay đổi nhiều, thậm chí, mùi đan dược trên cơ thể hắn cũng không thay đổi, đợi thêm một khoảng thời gian nữa cũng chỉ có mùi thịt là tăng lên. Đau quá. Cho đến lúc này, Sở Phong mới cảm nhận được làn da đau rát. Trước kia quá nhập tâm quan sát sự thay đổi mà quên đi việc bị đốt, nhưng tương đối mà nói Lệ khí bên trong lửa và năng lượng của lò bát quái thái thượng đã giảm bớt, hắn bị thương ít hơn so với những người kia. Ủa, người đâu hết rồi? Sở phong nhìn chăm chú, phát hiện những kẻ xông vào đều bị đốt không còn. Cẩn thận nhìn lại, cũng chỉ có hai địa điểm là có người. Lão ẩu đang bị đốt cháy, mất đi một nửa cơ thể nhưng vẫn còn sống, nơi ngực của bà ta có một ngọn lửa màu xanh đang che chở cho bà ta. Đồ tốt đúng là không ít. Sở phong mỉm cười, nhưng hắn biết, hiện tại hắn không cần lo lắng về bà lão này nữa bà ta đã bị đốt đến tàn phế. Lão đạo sĩ thì kinh người hơn, đã dập tắt được ngọn lửa ở mông, đang từ xa nhìn hắn cười tủm tỉm. Lão già này đúng là có chút kinh khủng. Cháu gái ơi, lần này ra ra sẽ dạy cho cháu biết, nói cho cháu hay cái gọi là nhà nghiên cứu trận vực đó trung quy vẫn còn quá yếu. Ngươi hãy xem ta chỉ điểm cho hắn như thế nào nhé. Lão đạo sĩ mặc đạo bào, phần mông đã bị đốt cháy, đã thay một áo bào màu tím khác, chẳng có ý tốt, cứ đứng tại chỗ sĩ diện muốn thu thập sở phong đồng thời giảng giải cho cháu gái của lão. Đó là vật gì? Sở phong kinh sợ. Hiện tại hắn đã có hỏa nhãn kim tinh, thị giác kinh người. Hắn nhìn thấy dưới lòng đất có bóng đen xuất hiện. Tiền bối, ngươi hãy mau chóng rời đi đi. Sở phong khuyên lão đạo sĩ. Nhóc con, vừa rồi ngươi kêu ngao ngao gì đó, rất tiêu hồn đúng không? Chẳng thèm để ý đến lời cầu viện của đạo gia gì cả. Hiện tại, đạo gia tính sổ với ngươi, để ngươi hiểu vì sao hoa lại đỏ như vậy. Lão đạo sĩ cười hắc hắc. Sở Phong dập tắt ngọn lửa chung quanh, khuyên bảo, "Tiền bối, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian rút đi đi. Chỗ mà ngươi đứng rất nguy hiểm." "Sợ rồi sao?" "Muộn rồi." Lão đạo sĩ trợn trắng mắt, sau đó ra hiệu cho cháu gái của lão, "Nhìn kỹ đi, cái gì là cá nằm trên thớt, cái gì là yếu ớt không chịu nổi." Lão muốn dạy dỗ Sở Phong để chút cơn giận, nhưng lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ ra, đất đá bắn tung tóe. Một bàn tay mọc đầy lông đen nhô ra chộp về phía lão. Tất cả mọi người đều sợ ngây người bàn tay kia kinh khủng vô cùng, đen như mực, phủ đầy lông màu đen, mang theo lực thái âm, khiến hư không bị bóp méo. Ai u? Lão đạo sĩ phản ứng nhanh chóng, nhảy lên một cái. Nhưng rốt cuộc lão ta vẫn bị quẹt vào mông. Vốn cái mông đã bị bỏng, hiện tại mặt của lão cũng phải tái lại, gào thật to, suýt chút nữa chửi cha chửi mẹ. Lão đầu tử, hôm nay lão ra ngoài không xem hoàng lịch cả. Cứ tưởng mình là tên trùm phản diện, hóa ra là điển hình của một kẻ thất bại. Quá mất mặt rồi, ta thấy đỏ mặt dùm lão đấy thiếu nữ có vấn đề hô to mẹ nó đạo gia ta hôm nay gặp vận đen tám đời trên trái đất còn có loại thi thể này sao mau trốn đi lão đạo sĩ khập khiễng chạy trốn mất tiêu trời ơi là thi thể trong ngôi mộ thần thoại đó viện trưởng viện nghiên cứu tiên tần tề hoành lâm kêu to sau đó xoay người bỏ chạy mọi người nhìn thấy lập tức phi nước đại ra khỏi núi tử kim ai nấy đều bị dọa đến phát sợ bởi vì lực thái âm đó quá kinh khủng Mây đen che kín bầu trời, giống như thần ma cái thế đang khôi phục, muốn hủy diệt Nhật Nguyệt Sơn hà. Sở Phong cũng chạy, nhưng chạy chưa được bao xa thì hắn liền dừng lại. Hắn nhìn thấy bàn tay phủ đầy lông đen kia đã rút xuống lòng đất. Hắn thở dài, lo bát quái thái thượng không phải được hình thành từ thiên nhiên mà là được người ta dưỡng thành. Địa thế thần lô lão quân do thiên nhiên hình thành đoán chừng có thể luyện tiên đan, dưỡng thánh khí. Sở Phong suy đoán. Cuối cùng, hắn không nhanh không chậm rời khỏi núi lão tông sư đến tìm hắn thấy hắn vẫn bình an không khỏi thở phào một hơi sau đó đám người long nữ cũng xuất hiện ai ui con mắt của ta sau khi sở phong nhìn thấy long nữ hắn cảm thấy cay con mắt dáng người nàng ta tốt như vậy trắng sáng như tuyết thước tha mềm mại quá trói mắt rồi lúc này rất nhiều người đều trở về bởi vì bọn họ cảm nhận được lực thái âm đã biến mất mọi người lộ ra vẻ kinh sợ nhìn sở phong nhiều cao thủ mà cũng bị thiêu chết như thế nhưng hắn vẫn còn có thể sống sót nhục thân có mùi đan dược. Trời ơi, sở ca ca, không phải ngươi luyện mình thành thịt trường sinh đấy chứ. Thiếu nữ có vấn đề chạy đến, mắt to ngập nước nhìn sở phong, gương mặt hiện lên vẻ kỳ quái. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão đạo sĩ này nuôi con cháu như thế nào đấy nhỉ? Sở phong cảm thấy có chút chói mắt. Đường cong của cô bé này có lồi có lõm, trưởng thành sớm một cách quá đáng hắn thật sự không dám nhìn, dùng tay che lấy hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu hết thảy. Người các đại tài phiện, thế lực lớn đều trở về, nhìn sở phong muốn tìm hiểu tình huống. Người che mắt làm gì? Có vương giả tuyệt đỉnh hỏi. Sợ bị thiên lôi đánh xuống. Sở phong đáp. Mọi người không khỏi kinh nghi bất định. Trong lòng có quỷ nên mới trột dạ. Khương Lạc Thần bước đến, đứng cách đó không xa, lầm bẩm trong miệng. Ai trột dạ chứ? Sở phong buông hai tay xuống, quang minh chính đại nhìn mọi người, nhưng rất nhanh hắn lại sở mũi lo lắng hỏa khí quá thịnh sẽ dẫn đến chảy máu mũi đồng thời dùng ngôn ngữ che giấu khương lạc thần suy nghĩ của cô đúng là phong phú con mắt cay quá đằng trước trắng bóng hắn cảm thấy nếu nói không đúng sẽ bị xét đánh thật khương lạc thần khó hiểu nhìn hắn chằm chằm anh đang nói cái gì tôi nói lòng dạ của cô rất rộng rãi sở phong nghiêm mặt nói một đám người đều không còn gì để nói tình huống như thế nào vậy Đồng thời, sở phong nhìn thấy lâm nặc y cũng đến, sắc mặt lập tức mất tự nhiên. Hơn nữa, người càng lúc càng nhiều, hắn cảm thấy mình đúng là vô tội mà. Tại sao mắt của người lại có kim quang? Có người phát hiện ra, bị bỏng. Sở phong đáp, tại sao ngươi cứ nhìn trời vậy? Ta nhìn xem khi nào thì xét đánh xuống, ta chuẩn bị độ kiếp. Xét đánh, nói đùa cái gì vậy? Hiện tại trời xanh không mây, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chỗ nào có sấm xét chứ? Thở phù một cái, Khương Lạc Thần nở nụ cười xinh đẹp, ngươi có phải làm việc trái với lương tâm nhiều quá, sợ thiên lôi đánh xuống, cho nên mới khẩn trương, cứ lo nhìn chằm chằm lên trời đúng không? Sở Phong giật mình, rất muốn nói có như vậy một chút. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, đàng hoàng chững chạc nói, tôi có hơi áy náy với cô, nhưng tuyệt không đối lý. Rốt cuộc là anh đã làm cái gì mà phải áy náy với tôi? Khương Lạc Thần cảm thấy kỳ lạ, toàn thân không được tự nhiên, nhất là nhìn thấy kim hà chảy xuôi trong mắt Sở Phong, ánh lửa lóe lên, cô lại càng cảm thấy trong lòng có chút dao động. Anh ngắm loạn cái gì đấy? Cô khẽ quát. Bởi vì sở phong không chút kiêng kỵ, trước mắt bao người mà nhìn cô từ trên xuống dưới. Cũng không phải lần đầu tiên gặp nhau, có cần như thế không? Ồ, tại sao ta lại có cảm giác con mắt của anh bảnh trai rất có mị lực? Khi chằm chằm tỉ tỉ đây đều có điện mang. Thiếu nữ có vấn đề tuổi không lớn nhưng lại xinh đẹp một cách khuynh thành, cười hì hì nói. Gương mặt mo của sở phong trở nên đỏ bừng, mặc dù hắn biết những người này không biết hắn được lò bát quái thái thượng luyện thành hỏa nhãn kim tinh nhưng trong lòng vẫn chột dạ giống như bị người ta bắt gian tại giường đồng thời hắn còn sở mũi chỉ sợ hỏa khí quá thịnh mà dẫn đến chảy máu mũi hiện tại hắn đã cảm thấy mình bị đau mắt hột rồi chính hắn cũng cảm thấy nếu không kiêng nể gì cả liếc nhìn quá nhiều xung quanh thì thật sự không nên đó là một sai lầm nhưng nhất thời hắn không có biện pháp giải quyết trong lúc này hỏa nhãn kim tinh không khỏi quá bá đạo làm thế nào mới có thể biến mất năng lực đặc biệt này cơ chứ bằng không ngày nào cũng nhìn chằm chằm người khác như vậy ban đầu thì còn cảm giác mới mẻ nhưng thời gian dài thì có chút không chịu được ví dụ như nhìn khương lạc thần hay thiếu nữ có vấn đề lắc lư trước mắt đây cũng được xem là đánh vào thị giác một bữa thịnh yến mỹ lệ đương nhiên hắn cho rằng đây là thịnh yến nghệ thuật rất thuần túy chứ không có ý gì khác nhưng nói như vậy thật sự là có chút trái lương tâm ngay cả hắn cũng phải đỏ mặt nhưng hắn nhìn thấy không chỉ có Khương Lạc Thần, còn có những người khác. Ví dụ như bây giờ hắn nhìn thấy lão đạo sĩ mặt đen kia đang khập khẽ bước đến. Đồng thời, lão đạo sĩ còn tách khỏi đám người, từ chính diện bước đến. "Lão đạo nhân, ngươi đúng là bẩn thật đấy." Sở Phong kêu lên. Lúc này, hắn cảm thấy cay con mắt thật sự, rất muốn đi rửa mắt. Đây cũng không phải là sự hưởng thụ gì. Lão đạo sĩ đang khập khiễng, đạo bào thì cũ nát, mặc dù đã đổi thành đạo bào màu tím, nhưng cũng chẳng khá khẩm gì hơn mà đây cũng không phải trọng điểm chủ yếu là lão đang cứ như vậy mà lắc lư ung dung từ chính diện đi đến bây giờ sở phong nhìn người có thể xuyên thủng bản chất quần áo gì cũng không che được trước kia khi hắn nhìn đàn ông khác hắn chỉ nhìn bên hông mà thôi chỉ có nhìn đám người khương lạc thần là chính diện hiện tại hắn cảm thấy lão già này đúng là không biết xấu hổ thực lực cao không hợp thói thường nhưng biểu hiện thì không đẹp chút nào lão đạo sĩ nhịn một bụng tức lão còn chưa nói cái gì tên nhóc này đã mở miệng trước lại còn dám nói lão bẩn có thể nhẫn nhưng không thể nhục danh con ngươi thật là đốt đạo gia ta ngươi còn ở đó kêu ngao ngao đây là muốn chết phải không lão đạo sĩ nhe răng động đến vết thương đau đến nhe răng trợn mắt nhưng lại giống như đang nhe răng cười nụ cười này của lão trong mắt sở phong cộng thêm cái thứ kia cứ lắc lắc không có tư thái gì cả đúng là biến thái mà ngươi đúng là già mà không biết xấu hổ sở phong thật muốn chọc mù hai mắt của mình hắn cảm thấy quá ác liệt vì thế hắn nhìn sang thiếu nữ có vấn đề tìm kiếm chút cân bằng về tâm lý nhóc con ngươi nói cái gì lão đạo sĩ hoàn toàn nổi giận lão còn chưa phát tác tên nhóc này đã dám bất kính đối với lão sở phong không nhìn lão đạo sĩ ho khan vài tiếng để che giấu lão nhân ra ý của ta là nhà các người nuôi lớn con cháu như thế nào bọn họ ăn gì mà lớn hãy nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo này đi tuổi tác không bao nhiêu nhưng phát dục lại quá tốt sở phong bảnh trai người nói như vậy người ta sẽ ngại đấy tuổi tác của thiếu nữ có vấn đề đúng là không lớn nhưng dáng người thon dài cực kỳ xinh đẹp tư thái kiều mị như thế đủ để rất nhiều người có tư tưởng xấu đây quả thật là tiểu yêu tinh mà lúc này lão đạo sĩ cái gì cũng không làm chỉ xắn tay áo lên dám đánh chủ ý lên cháu gái của ta ta đánh ngươi cái tên tiểu vương bát đản này lão đạo sĩ trừng mắt. Lão đã sớm nhìn sở phong không vừa mắt, mấy lần đem hắn ra làm tài liệu giảng dạy, nhưng ngược lại chính lão mới là người thê thảm. Thiếu nữ có vấn đề lắc bờ eo thon, như liễu rũ chập chờn, động tác nhanh chóng ngăn ở đằng trước, tổ phụ, lão lại không thèm nói đạo lý rồi. Lão can thiệp vào đời sống cá nhân của ta, ta tuyệt giao với lão. Tránh sang một bên đi. Lão đạo sĩ tức giận. Lão nhân ra, chỉ cần ngươi đừng lắc lư trước mặt ta nữa, chuyện gì cũng dễ nói. Sở phong nói, sở phong bổ sung thêm hơn nữa ta nhìn tình huống của ngươi không được tốt lắm ngươi nói cái gì lão cảm thấy tên nhóc này rất ngông cuồng không cho lão xuất hiện trước mắt điều này thật sự quá phách lối rồi đừng hiểu lầm tiền bối ngươi đã trúng độc cổ mộ thượng cổ một luồng hắc khí đang hiện lên trên ấn đường ngươi hãy tranh thủ thời gian hóa giải đi sở phong nói ánh mắt của hắn rất độc nhìn thấy rõ bên trong cơ thể lão đạo sĩ quấn quanh một luồng khói đen vẫn còn đang bốc hơi lão đạo sĩ biến sắc Thật ra chính lão cũng cảm nhận được điều này, lão đến đây chỉ là để dẫn cháu gái đi, chứ không muốn ở lâu. Lão không nghĩ đến, trên trái đất lại có mộ lớn khủng bố đến như vậy, quả thật là vượt ra khỏi sự tưởng tượng, ở trong đó chôn nhân vật thần thoại có lai lịch lớn. Tiền bối, bây giờ ngươi phải cạo xương để chữa thương, nếu không, nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Sở Phong trịnh trọng nói. "Tại sao lại có mùi thối nhỉ?" Có người lên tiếng. Lão đạo sĩ nghe xong, sắc mặt trở nên khó xử cái mông của lão bị bàn tay đầy lông đen kia quẹt vào bây giờ đã mục nát rồi sao ngay cả lão cũng ngửi được mùi này đi lão đạo sĩ nắm lấy thiếu nữ có vấn đề xoay người rời đi không dám kéo dài thời gian lần này thiếu nữ có vấn đề cũng cảm nhận được sự việc nghiêm trọng không dám phản bác nhanh chóng theo lão rời đi sở phong huynh đệ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao lại có ánh lửa ngút trời những người kia bị thiêu chết còn ngươi thì lại không có việc gì lúc này một đám người xông đến không ngừng hỏi thăm có người nghi hoặc có người mang theo sát ít chết nhiều cao thủ như vậy chuyện này có ảnh hưởng rất lớn thế lực mất đi cao thủ tất nhiên là đau lòng oán giận những người còn lại thì nhẹ nhàng hơn chỉ muốn biết chuyện rốt cuộc như thế nào mà thôi ta đã sớm nói không muốn xông vào cấm địa đó rồi mà nếu không sẽ có đại họa ta đã cảnh cáo tất cả mọi người nhưng có rất ít người nghe theo lời khuyên của ta lại còn liên lụy ta nữa chứ sở phong chỉ vào cơ thể của mình quanh thân của hắn cũng đen xì xì, bị bỏng không nhẹ, tối thiểu thì bề ngoài nhìn là như thế. Các ngươi thấy không, nhất là mắt của ta đấy, cái gì cũng chẳng còn nhìn được nữa. Đám khốn kiếp kia đã hại thảm ta rồi. Sở phong oán giận, vừa nói vừa chớp chớp hai mắt, lập tức kim hà trong vắt. Điều này khiến cho một số người im lặng. Có phải là bị bỏng thật không? Tại sao lại cảm giác đôi mắt của hắn có tinh thần hơn trước, giống như hai ngọn kim đăng? Sở phong, ngươi không sao chứ, lâm nặc y tiến lên gương mặt tuyệt mỹ động lòng người sở phong nhìn cô giống như bị sặc nước vội ho khan mặc dù đã sớm quen biết cũng từng được xem là bạn trai trên danh nghĩa của cô nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cô một cách thông thấu như vậy trắng sáng dạng ngời cậu sao vậy không sao vừa rồi bị đốt hỏa khí trên người vẫn còn nhiều mà thôi răng rắc một tiếng sấm vang lên cơ thể sở phong kéo căng nguyền rủa nói đại gia chẳng lẽ muốn cho thiên lôi đánh xuống sao Cơ thể của hắn trở nên căng cứng, ngước nhìn lên trời, nhưng không có sấm sét đánh xuống, vẫn là tinh không vạn lý như cũ. Không phải trên trời mà là bên kia núi Tử Kim, trận vực gần đó truyền đến tiếng sấm sét. Có người nhắc nhở, "Ồ, như vậy sao? Vậy thì tốt rồi." Sở Phong thở một hơi nhẹ nhõm. Cái gọi là có tật giật mình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn bổ sung, "Ta bị thoái hóa nghiêm trọng rồi, đã bị tàn phế, cho nên thần giác cũng không còn nhạy cảm nữa." Sở Phong vừa nói vừa nhìn vào bên trong cơ thể, tiến một bước để năng lượng bên trong cơ thể hạ xuống, rót vào cối say đen trắng. Một đám người bất kể là có ý kiến với Sở Phong hay không, tất cả đều tán thành tạo nghệ trận vực của hắn là mạnh nhất. Trên trái đất không có ai bằng hắn, còn cần phải hợp tác với hắn. Thế lực có người chết oan đều thổ huyết. Một đám người bồi tiếp Sở Phong một lần nữa đến khu vực núi đó, đứng từ xa quan sát. Ngôi mộ lớn dưới mặt đất quá yêu tà, dẫn đến lôi điện trên hư không, lôi đình vừa rồi rõ ràng là chấn nhiếp sinh vật dưới mặt đất. Có người biểu hiện ngưng trọng nói. Sở phong quan sát thật lâu, nơi này tạm thời không thể ở lâu. Cân bằng đã bị phá vỡ, lần sau nói không chừng sẽ có cổ thi từ trong quan tài leo ra. Giải đất kia chuyển đến tiếng hừ đau đớn, sau đó là một cục than di động đang dùng sức leo ra, khiến một đám người phải run rẩy. Nhìn kỹ lại, thì ra là bà lão của sinh vật thiên thần. Bà ta thế mà không chết, bị mất nửa thân dưới, tuy nhiên lực sinh mệnh lại quá ngoan cường, Bà ta vẫn còn sống. Gã thanh niên mi tâm có ấn ký màu đỏ lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Phong, sau đó nhanh chóng vọt đến đỡ bà lão dậy. Cả đám vây lại. Bọn họ biết, khả năng đây là một sinh linh vực ngoại, địa vị cực lớn, ai cũng không nghĩ đến, xuất sư chưa xong suýt chút nữa đã chết toi. Bà ta chỉ vừa mới xuất thế thôi mà, thế mà đã bị đốt đến tàn phế. Nhưng thế lực khắp nơi vẫn rất thận trọng, mang theo kính ý muốn kéo quan hệ với bà ta, lưu lại một con đường về sau. Tiền bối bà đúng thật là kỳ tích lực sinh mệnh cường đại sở phong bước đến giả bộ lấy lòng sau đó nghiêm túc lên tiếng các người ở chỗ nào của thần sơn ta muốn theo các người lên núi nghiên cứu trận vực hiện tại hắn thật sự muốn đi thực lực của hắn đã khôi phục trong tay lại có kim cương trác hắn chẳng cần phải sợ cái gì hắn nhớ đám người bà lão này cất giữ thư tịch trận vực muốn đóng gói tất cả để mang đi đương nhiên nếu những người này có ác ý hắn không ngại đại khai sát giới bên trong sinh vật thiên thần trong lòng bà lão có một luồng khí nóng thật là oan uổng mà bà ta mới rời núi cứ như vậy mà bị hủy đi hiện tại sở phong yêu cầu lên núi với bà ta bà ta thật sự có chút nghi ngờ thậm chí còn sợ hãi bà ta hoài nghi vừa rồi ánh lửa trận vực bát quái ngập trời đốt cháy kẻ địch tứ phương rốt cuộc có liên quan đến chàng trai này hay không mọi người cùng nhau rời khỏi chỗ này trở lại thành phố giang ninh trong thời gian ngắn chỗ này không cách nào bố trí lại nhưng các bên vẫn còn muốn nhờ lực của sở phong để dưỡng quân, tăng phẩm gia của thần binh nhà mình lên. Lúc này, có người nhìn chằm chằm kim cương chắc của sở phong, ánh mắt nóng bỏng. Chúng ta có thể đổi địa điểm khác, một lần nữa bố trí lại. Có tài phiệt lên tiếng. Đến phong thiện chi địa đi. Còn có chỗ nào kinh người hơn so với chỗ đó chứ? Ừm, nhất là tạo nghệ trận vực của sở phong huynh đệ rất kinh người. Nói không chừng còn có thể mở ra một con đường ở đó, mang theo chúng ta tiến vào tế đàn. Ở đó có không gian thánh thụ thần bí, biết đâu lại thu hoạch được một cơ duyên to lớn. Có người đề nghị như vậy, bởi vì có lẽ trước kia có mùi thuốc bay ra từ Thái Sơn, nhưng mọi người lại không tìm được cửa vào. Thế nhưng, một chỗ quan trọng như thế, đến bây giờ có rất ít người thu hoạch được cơ duyên. Điều này rõ ràng không được bình thường. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Phong Thiện Chi địa chính là đệ nhất thánh địa. Một khi tìm được con đường chính xác, tiến vào không gian trồng chất cổ xưa, thu hoạch nhất định sẽ rất kinh khủng sắc mặt cung chủ cung ngọc hư thay đổi. Ông ta hy vọng người khác đừng đến đó. Sở phong nghe xong, nói, được, vậy thì đến đó đi. Bởi vì hắn thật đúng là muốn thử một lần, tìm hiểu thực hư của phong thiện chi địa. Núi tử kim có lò bát quái thái thượng, còn phong thiện chi địa thì sao? Dưới chân núi Thái Sơn, trong một quán rượu. Sở phong toàn thân đen xì xì, hiện tại vẫn còn dấu vết bị bỏng. Hắn cũng không nóng lòng xử lý thương thế. Với thực lực của hắn bây giờ mà nói, cùng với phương pháp hô hấp cứu cực, trên người không có khả năng lưu lại vết thương. Khi hắn còn ở cảnh giới thức tỉnh, hắn đã từng thể nghiệm, sau khi bị thương sẽ không để lại vết sẹo, vết thương sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Thế thì lại càng không cần phải nói bản lĩnh mà hắn có được sau khi xé rách gông xiềng trái tim, sức khôi phục lại càng kinh người. Hắn đã ở dưới chân núi Thái Sơn, yên tĩnh chờ người của các bên chạy đến. Tiến quân phong thiện chi địa là chuyện lớn, ai cũng không vọng động hiện tại sau khi đạt thành nhận thức chung, người của các bên đều trở về để chuẩn bị. có mạo hiểm quá hay không? ngươi và bọn họ hợp tác với nhau, không khác nào bảo hộ lột ra. lão tông sư võ đang cau mày. ông thật sự lo lắng cho sở phong. bởi vì cho đến bây giờ, ông phát hiện sở phong chơi càng lúc càng lớn, thanh thế làm ra ở núi tử kim đủ kinh người. hiện tại lại còn muốn đến phong thiện chi địa. có chuyện ta còn chưa nói cho tiền bối biết. sở phong mỉm cười, sau đó phát ra một chút ba động năng lượng rất nhỏ nhưng lão tông sư vẫn cảm nhận được ngươi ông đứng bật dậy ông cảm nhận được rõ ràng sở phong đã khôi phục huyết khí ẩn chứa rất khủng bố có thể xưng là cao thủ tuyệt thế lão tông sư sợ ngây người sở phong xuống núi muốn đến thế tục tìm kiếm đường ra muốn mượn lực tài phiệt để khôi phục lúc đó ông còn đủ chuyện lo lắng cho hắn trên thực tế cũng đúng như vậy khi ở núi tử kim có bao nhiêu cường giả muốn giết sở phong chứ nếu không phải nhờ ngọn lửa bát quái thiêu đốt ai có thể ngăn cản nhưng sở phong lại có thể thành công hiện tại thực lực còn hồi phục như cũ cho đến bây giờ hắn thật sự đã rồng về biển lớn hồ gầm sơn lâm chiến lực sở phong đã từng được kiểm nghiệm một người có thể quét ngang một đám vương giả đỉnh cấp hiện tại hắn đã khôi phục lại cho dù đứng chính giữa đám tài phiệt bên cạnh có người có địch ý hắn cũng không cần phải lo lắng điều gì nữa lão tông sư im lặng ông biết sở phong đang muốn lừa gạt người khác sở phong ở trong phòng diễn dịch thái cực quyền bây giờ đã khác, một cánh tay trắng như tuyết, một cánh tay đen như mực vẽ thành hình tròn, phiêu giật mà nhẹ nhàng, thư giãn mà có đạo vận. Sau đó, năng lượng phát sáng nhưng được khống chế rất tốt. Quả nhiên, người luyện quyền đã có thành tựu, tạo nghệ kinh người. Lão Tông Sư vui mừng. Bên trong cơ thể sở phong không có năng lượng khi hắn mới bắt đầu luyện thái cực quyền. Nhưng sau khi khôi phục, đúng là không gì sánh nổi. Vừa rồi ông nhìn thấy sở phong luyện quyền sinh ra thần thông, đen trắng khác biệt, tuyệt đối kinh khủng nếu giao thủ với người khác đánh ra thái cực chính là đánh đâu thắng đó bởi vì bản thân ông đã sớm luyện ra được thần thông cho nên ông biết một bước sau này sẽ cường đại đến cỡ nào lão tông sư đã hoàn toàn yên tâm sở phong diễn dịch quyền pháp xong bắt đầu kiểm tra bên trong cơ thể nghiên cứu hỏa nhãn kim tinh hắn muốn biết có cách nào để làm biến mất nó khi không cần thiết không nếu không thì cũng quá khổ não rồi nhìn cái gì cũng đều nhìn được bản chất của nó giữa trời đất này cảnh vật tuyệt mỹ thì xác thực là cảnh đẹp ý vui nhưng vẫn còn rất nhiều cảnh vật không được đẹp thật sự là làm bẩn con mắt ừm năng lượng yếu bớt là được chỉ đơn giản như vậy sao biểu hiện sở phong trở nên cổ quái hắn phát hiện mắt của hắn tràn ngập năng lượng cao đến không hợp thói thường nhưng hắn chỉ cần áp chế hỏa nhãn kim tinh sẽ biến mất sau khi trở về từ núi tử kim mọi người đã trực tiếp lên đường ngồi trên người cầm vương chạy đến chân núi thái sơn đến tận bây giờ hắn mới có thời gian thể ngộ bản lĩnh đặc biệt như hỏa nhãn kim tinh bản thân nó đã rất cường đại trong thế giới tinh thần trong truyền thuyết đã hiếm thấy từ rất xa xưa loại năng lực này mở ra rất thần bí rất khó mà nói rõ tiếp theo sở phong bắt đầu nghiên cứu trận vực trải qua sự đồng ý của long nữ hắn hủy đi tấm bia đá dưới đáy biển tất cả nội dung đều được hắn ghi nhớ trong đầu chủ yếu là sợ ghi chép về lò bát quái thái thượng bị lộ ra ngoài ánh sáng hắn im lặng nhớ lại nội dung khắc trên bia đá Bên cạnh hắn còn có một số quyển sách cũ kỹ, đều là tàn thiên, nhiều thì được hơn 20 trang, ít thì khoảng vài trang, đều do các thế lực lớn đưa đến để hắn nghiên cứu. Sau khi trải qua nấu luyện bên trong lò bát quái thái thượng, nhìn trận vực cổ đại khôi phục, sở phong thu hoạch rất lớn. Bây giờ nghiên cứu những tàn thiên này, lĩnh ngộ của hắn càng thêm thấu triệt. Mấy ngày sau đó, tạo nghệ trận vực của hắn rõ ràng đã có sự tinh tiến chỉ trong mấy ngày mà thôi, các thế lực lớn đã chuẩn bị đầy đủ, không ít người đã tập trung dưới chân núi Thái Sơn. Cung chủ Cung Ngọc hư, cung chủ cung bắt cảnh không vui chút nào, bởi vì đây là đạo trường mà bọn họ đã định muốn toàn lực ứng phó lấy xuống, kết quả bây giờ lại bị một bầy vương chia cắt. Mấy ngày qua, vết bỏng trên người Sở Phong lành lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc này, hắn đang ăn một quả trái cây đỏ mọng, thơm nức như muốn tan vào trong miệng, chất lỏng mang theo mùi thơm như thấm vào lòng người. Đây chính là dị quả là một tên chuyên ăn hàng nhưng đến bây giờ sở phong mới ăn được dị quả hắn cảm thấy hơi xấu hổ về điều này đây là tâm ý do tài phiệt đưa lên cả một dương nhưng lại bị hắn ăn như ăn trái cây bình thường để hợp tác với hắn những người kia đã đưa lên không ít lễ vật chân quý trước đây hắn chỉ dùng phấn hoa để tiến hóa không dám ăn dị quả bởi vì hoàng ngưu nói nó có tác dụng phụ hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thành tựu về sau nhưng bây giờ thì khác rồi sau khi cối say đen trắng thành hình, hết thảy đều không thành vấn đề. Có ăn dị quả cũng không làm trở ngại con đường tiến hóa của hắn. Điểm không được hoàn mỹ chính là, cối say vẫn còn đang thay đổi. Để duy trì bên trong cơ thể được yên tĩnh, hắn không dám ngông cuồng xé rách gông xiềng, muốn bình yên vượt qua giai đoạn này. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những khu vực không cách nào đặt chân ở Thái Sơn nhất định là có rất nhiều dị quả đến lúc đó ta sẽ hái sạch sẽ, đưa đến lò bát quái thái thượng để luyện đan dược. Sở phong bước ra bên ngoài. Hắn đã nghiên cứu trận vực xong, bây giờ muốn ra ngoài tìm hiểu thực tiễn. Phong thiện, phong để tế thiên, thiện để tế địa. Hiển nhiên, khu vực tế thiên là đỉnh Thái Sơn, còn tế địa là nằm ngay chân núi. Sở phong bảo người ta mang nam châm, ngọc thạch đến để sẵn ở chỗ tế địa dưới chân núi. Hắn chuẩn bị nghiên cứu ở đây, sau khi trời đất biến dị địa phương dùng để tế trời tế đất cũng trở nên khác biệt to lớn hơn rất nhiều rất nhanh nơi này đã trở thành nơi thí nghiệm của hắn trước khi chính thức leo lên núi khu vực này không ngừng được hắn bố trí bình thường không cho phép người lạ tiến vào các đại tài phiệt có không ít thế lực lớn đến trước mắt đều thỏa mãn yêu cầu của hắn tận lực phối hợp để hắn yên tĩnh nghiên cứu đề cao tạo nghệ trận vực chỉ trong hai ngày vùng đất nơi này trở nên mông lung bởi sương mù người ngoài nhìn không thấu Sở Phong đã bày ra một trận vực ở đây, bao trùm khu vực, còn hắn thì im lặng ở bên trong khắc ký hiệu. Ồ, không tệ, bản lĩnh bất phàm đấy. Đúng lúc này, khi Sở Phong đang bày trận vực bên trong, một âm thanh bình thản truyền đến, có người cố ý xông vào tán dương tạo nghệ trận vực của hắn. Vốn khu vực này đã bị sương mù che lấp, khiến nơi này giống như bị ngăn cách với bên ngoài, nhưng bây giờ lại có vương giả đỉnh cấp tiến vào, thái độ không được thân thiện cho lắm. Người là ai, tại sao lại xông vào đây? Sở Phong hỏi. Ngươi quá tự tin vào bản lĩnh của mình rồi. Đây không phải trận vực có độ khó cao, chẳng phải chỉ khắc một số ký hiệu sương mù thôi sao? Ngươi cho rằng có thể làm cho tất cả mọi người đều mù mờ, không vào đây được." Người kia cười nhạo. Hiển nhiên người này cũng hiểu được ký hiệu trận vực. Mặc dù chưa nói đến tinh không, nhưng loại sương mù này vẫn không làm cho gã lạc bước được. "Ngươi muốn làm cái gì?" Sở Phong hỏi. Đây là một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, một vương giả cường hoành, đồng thời còn hiểu được trận vực. Ta đến đây là để tìm hiểu thực lực trận vực của ngươi, muốn tận mắt nhìn thấy, đồng thời càng muốn biết tai họa ở núi Tử Kim là do ngươi cố ý tạo thành hay không." Người đàn ông trung niên này hỏi. "Hiển nhiên, gã nghi ngờ lửa đốt cháy nhiều cao thủ ở đó có liên quan mật thiết đến Sở Phong. Ngươi cảm thấy thế nào?" Sở Phong hỏi. "Hiện tại xem ra, ngươi không có thủ bút lớn đến như vậy, dựa vào tạo nghệ của ngươi còn kém xa lắm." Người đàn ông trung niên nói, biểu hiện rất tự tin tiếp theo gã bổ sung nhưng bản lĩnh trận vực của ngươi xem ra không tệ quan trọng là rất có thiên phú ta đến đây là đặc biệt đón ngươi đi sở phong kinh ngạc người này đến đây là để tìm tòi nghiên cứu quan trọng hơn là để bắt hắn mặc dù ta đã bị phế nhưng bản lĩnh trận vực vẫn còn một ít ngươi cũng là nhà nghiên cứu trận vực ngươi muốn ra tay với ta sao sở phong hỏi ta là tiến hóa giả am hiểu một chút về trận vực trong khoảng cách gần như thế này ta muốn bắt ngươi cần chi phải sử dụng trận vực Ngươi chẳng có cơ hội nào đâu." Gã đàn ông trung niên cười nhạt. "Chỉ sợ ngươi không mang ta đi được." Sở Phong nói. "Ngươi muốn nhờ lão tông sư võ đang bảo vệ ngươi, ông ta đã bị người ta dẫn đi rồi." Gã đàn ông trung niên nói. "Điều này không công bằng." Sở Phong lên tiếng, đồng thời nói, "Nếu không phải ta bị phế bỏ, ta căn bản chẳng sợ ngươi." Đúng lúc này, một âm thanh khác vang lên, xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều rồi, cơ thể của ngươi hoàn toàn đã xảy ra vấn đề sự việc ở núi Tử Kim chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng như vậy cũng tốt, để ta mang ngươi lên núi. Sở Phong đã từng gặp qua người này, là người đến từ sinh vật thiên thần. Đi cùng với bà lão kia, mi tâm có một ấn ký màu đỏ, là một chàng thanh niên dung mạo anh Tuấn. Ngươi là người vực ngoại. Sở Phong co mày. Xem ra ngươi biết không ít. Không phải nặc y nói cho ngươi biết chứ. Ồ, nhưng ta khuyên ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Ngươi không xứng với nặc y đâu. Gã thanh niên có ấn ký màu đỏ cười nói, Sở Phong vẫn rất bình tĩnh, 21 năm trước ngươi vẫn còn nhỏ, không phải là đám hàng lâm giả kia, ngươi hẳn là hậu nhân của bọn họ, là hậu nhân của bà lão đó. Bà ấy chỉ là thị nữ đi theo cha ta mà thôi. Năm đó may mắn thành công giáng xuống." Gã thanh niên cười nói. Sở Phong chế nhạo, tuổi tác của bà lão đó không ít, nói như vậy, cha của ngươi cũng là lão quái vật, ngươi là do ông ta sinh ra với phụ nữ ở thế giới này, khi già mới có con." Gã thanh niên hơi bực bội chúng ta quý ngươi là người tài hy vọng ngươi đừng chọc giận chúng ta nặc y rất được đạo thống các ngươi coi trọng sao sở phong hỏi bây giờ ngươi còn chưa có tư cách để biết sau khi gia nhập vào chúng ta ngươi sẽ từ từ hiểu rõ gã thanh niên bình thản nói đồng thời y còn nhắc lại chuyện xưa nói bọn họ có rất nhiều thư tịch trận vực ví dụ như người đàn ông trung niên bên cạnh y nghiên cứu không ít nhưng lĩnh hội cũng chỉ chút gia lông mà thôi đi theo ta gã thanh niên nói xem ra địa vị của ngươi không cao Ngươi là con riêng của cha ngươi, cho nên vẫn có nhiều chuyện ngươi không thể hiểu rõ. Ngươi không muốn nói nhiều, chẳng qua là muốn che giấu việc ngươi không biết được nhiều. Sở Phong nói, ngươi làm càn. Ta muốn biết cha ngươi đã xuất thế chưa, có biết ngươi đến nơi này không? Sở Phong hỏi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ông ấy vẫn chưa đến lúc xuất thế. Đến đây mời ngươi còn cần kinh động lão nhân ra ông sao? Sở Phong cười nói, vậy thì ta yên tâm rồi. Sau một khắc, hắn trực tiếp đưa tay chộp về phía trước, bắt lấy gã đàn ông am hiểu trận vực rắc một tiếng hắn vạn gãy cổ gã đàn ông ngươi trước khi người này chết ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ gã đã kéo đứt được sáu đạo gông xiềng tại sao lại không chịu nổi một kích bị một tên phế nhân giết chết tưởng ta dễ dàng bị ăn hiếp à đối với trận vực mà nói ta thích ra tay hơn sở phong mỉm cười biểu hiện của gã thanh niên có ấn ký màu đỏ nơi mi tâm thay đổi lúc này y đã hiểu ra người này bị phế ở chỗ nào chứ rõ ràng cố ý dụ bọn họ đến cửa vì thế y quả quyết rút lui muốn nhanh chóng chạy thoát nhưng đã muộn rồi y bị sở phong thân ảnh như quỷ mị nhanh chóng đuổi kịp một tay nắm lấy cổ của y sau đó nhắc lên tại sao lại như vậy gã thanh niên có ấn ký kinh sợ và xấu hổ y cứ như vậy mà không chịu nổi một kích ừm chúng ta cùng nhau nói về chuyện vực ngoại đi nếu không ta không ngại một tay bóp chết ngươi sở phong lạnh lùng nói lúc này gã thanh niên đã mất hết can đảm y cảm thấy quá buồn cười. Một tên phế nhân nhưng lại tùy tiện bắt được một hậu nhân hàng lâm giả vực ngoại như y. Xem ra, đúng là hắn có thể một tay bóp chết. Đây là tên yêu nghiệt gì vậy? Quá kinh khủng. Hắn là thổ dân có thể tranh phong với thiên kiêu vực ngoại. Y nào có thể ngờ đến, sau khi bên trong cơ thể sở phong xuất hiện một cối say đen trắng, thực lực tăng lên, năng lượng bên trong cơ thể tinh thuần hơn trước rất nhiều, khiến cho chiến lực của hắn tăng vọt vực ngoại cũng chỉ có truyền nhân đạo thống vô thượng mới có thứ này trong cơ thể hơn nữa đều do tiền nhân lưu lại hàn phi chàng thanh niên có ấn ký màu đỏ chính giữa mi tâm cảm nhận được một sự thất bại thổ dân trong mắt y lại có thể so sánh hơn kém với thiên kiêu vực ngoại điều này quá bất hợp lý rồi nhất là trước đó y vẫn luôn xem người này là phế nhân điều đó thật sự quá buồn cười từ sâu trong đáy mắt của y hiện lên sự không cam lòng càng có sự lạnh lẽo nhưng y rất giỏi che giấu chuyện này nhất định phải bóp chết ngay từ trong trứng nước ở trái đất này ai có thể chiếm cứ tiên cơ đoạt được tài nguyên đỉnh cấp người đó mới có thể từng bước dẫn trước chỉ là làm cách nào y mới thoát được đó mới là vấn đề lớn mặc dù trong lòng hàn phi cảm thấy bất an nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn gương mặt nở nụ cười ấm áp nói bọn họ không có ác ý chỉ là yêu quý nhân tài muốn mời sở phong đến đó nghiên cứu trận vực theo như lời y nói sinh vật thiên thần có bí sách chiếm cứ lao sơn sở phong không thèm quan tâm chỉ hỏi những vấn đề khác hàn phi bị sở phong kẹp cổ chẳng khác nào một con vịt chết điều này khiến cho hàn phi tức giận trong lòng dâng lên sát cơ mãnh liệt cũng như cảm giác bị sỉ nhục sâu sắc sở phong không ngừng đặt câu hỏi ví dụ như cha hàn phi ở đâu đến từ truyền thừa vực ngoại nào thực lực cao thâm ra sao hàn phi trả lời không được trôi chảy bởi vì có một số việc chính y cũng không được rõ ràng tạm thời xuất hiện một số lỗ thủng bị sở phong nhạy cảm vạch trần trong chớp mắt, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra trên người Hàn Phi. Xem ra địa vị đứa con riêng như anh không cao. Sở Phong nói. Trong lòng Hàn Phi có sát ý nhưng không dám lộ ra. Y âm thầm thể thốt, về sau sẽ nhờ người đến bóp chết Sở Phong, sớm giải quyết cái tên thổ dân này. Nhưng Y vẫn cố mỉm cười, đồng thời chủ động đề cập đến Lâm Nặc Y, muốn rút ngắn quan hệ. Rắc, trong ánh mắt hoảng sợ của Hàn Phi, Sở Phong trực tiếp vặn gãy cổ của Y, không chút lưu tình, giải quyết ngay tại chỗ. Ta hận, vào phút cuối cùng y chật vật phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng thân là hậu nhân của người giáng lâm y vẫn tự cho mình là truyền nhân vực ngoại về sau sẽ trở về hành tinh mẹ sẽ có được cuộc sống sáng trói kết quả lại chết trong tay một thổ dân bịch một tiếng sở phong ném hàn phi như ném con chó chết vứt y xuống đất nhìn y chết thẳng cẳng những gì cần biết hắn cũng đã biết nhưng người này biết không được nhiều sở phong thất vọng vô cùng hắn đại khái biết được cha của Hàn Phi rất có khả năng đang ở Bắc Cực, cũng có thể gần xào huyệt Kỳ Lân, đang tiến hành ngủ đông. Nhưng lại không có địa điểm cụ thể. Đồng thời, hắn cũng ngoài y muốn biết được trên người Lâm Nặc Y có bí mật, rất được coi trọng, có thể sẽ được đưa đến cái gọi là hành tinh mẹ. Sau đó không lâu, lão tông sư trở về, nói cho sở phong biết đã giải quyết được hai con cầm vương. Ngay cả cầm vương, sinh vật cấp vương trên trời cũng bị ông đánh xuống. Điều này quả thật kinh người. Người vực ngoại sắp xuất hiện, sẽ không gây phiền phức gì chứ. Lão tông sư cao mày. Không sao đâu. Sở phong lắc đầu. Điều này cũng không cần lo lắng, là do Hàn Phi tự chủ trương đến, không nói với ai khác. Hắn biết rõ điều này, nếu không cũng sẽ không một tay bóp chết Hàn Phi. Hắn chỉ có chút tiếc nuối, điều mà Hàn Phi biết lại không được nhiều. Hàn Phi âm thầm chui vào bên trong sương mù, muốn thần không biết quỷ không hay bắt hắn đi. Điều này cũng đã cung cấp cho sở phong sự thuận tiện, không cần phải suy nghĩ làm sao giải quyết tốt hậu quả. 2. Ta có chút hối hận sở phong lẩm bẩm thế nào lão tông sư hỏi chi bằng để bọn họ bắt ta đi đến lao sơn lĩnh hội thư tịch trận vực dựa vào thực lực của hắn bây giờ đến lao sơn cũng không cần lo lắng cái gì dù sao cha của hàn phi cũng còn chưa xuất thế hy vọng người của tài phiệt khác cũng đến bắt ta nếu bên trong sơn môn của bọn họ có nhiều chỗ tốt ta tuyệt không phản kháng để bọn họ bắt ta đi nghe hắn nói như thế lão tông sư vốn là người phúc hậu cũng không biết nên nói cái gì cho phải nếu là đại hắc ngưu hồ đông bắc ở đây nhất định sẽ vì cái gọi là chi kỷ một đám tai họa hợp tác với nhau sau đó sẽ đem cái gọi là nội tình trong núi lôi hết ra ngoài ngay ngày hôm đó khi dáng chiều chiếu xuống đầy trời lại có người xông vào các người muốn bắt ta đi gương mặt sở phong ánh lên vẻ chờ mong ánh mắt nóng bỏng tổng cộng có ba người xông vào nhìn thấy hắn như vậy cùng với ánh mắt đó tất cả đều cảm thấy lạ giật nảy cả mình rất nhanh ba người ổn định lại một cô gái trong đó nở nụ cười lạnh lẽo buồn cười cần ngươi làm gì giết là được bọn họ đến từ nam hải không cần nghĩ cũng biết bọn họ có liên quan đến hắc đằng hắc ly đã chết muốn đến báo thù sắc mặt sở phong sầm xuống tức giận lên tiếng không phải là người có bí bản trận vực không muốn bắt ta đi ta cần các ngươi làm gì đại gia ơi tình huống gì vậy ba người im lặng cái tên trời đánh này đang mong muốn bị bắt đi giết ba người cùng nhau đánh về phía trước kết quả của bọn họ đúng là rất đáng buồn, hẹn quá hóa giận, bị sở phong muốn được bắt đi đánh chết toàn bộ, hiện ra bản thể, bị hắn ném vào bên trong bình ngọc tịnh. Trải qua lò bát quái thái thượng tế luyện, không gian bên ngoài bình không có gì thay đổi, nhưng không gian bên trong lại lớn gấp nhiều lần, khoảng 800 mét khối. Sở phong hoài nghi nó có cấm chế. Lần trước bị phá một phần ở núi Tử Kim, cho nên bên trong mới trở nên lớn hơn như vậy. Tại sao không có ai đến bắt ta thế? Hai ngày sau đó, trong lòng sở phong tràn đầy oán niệm chuyện mà hắn mong chờ hoàn toàn không phát sinh, tình huống sóng êm biển lặng. Một ngày sau, lão hòa thượng thiên già trăm tuổi của bồ đề cơ nhân xuất hiện. Lúc trước, sở phong đã từng gặp qua ông ta ở núi Phổ Đà, bây giờ thực lực của ông ta đã mạnh hơn, trở thành vương giả tuyệt đỉnh. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão hòa thượng có làn da màu vàng nhạt, gương mặt hiền lành, đằng sau đầu xuất hiện Phật Quang. Ông ta nắm giữ phương pháp hô hấp kim thân là hán, bây giờ thực lực đương nhiên là kinh khủng rồi. Có ý gì thế? lão hòa thượng vừa mới gặp mặt đã thiện tai với hắn. Chuyện này là thế nào? Sở phong không hiểu, nhưng rồi rất nhanh đã hiểu ra, lão hòa thượng đang tranh công. Khương Lạc Thần đi theo bên cạnh lão hòa thượng, dáng người thon dài, đổi trội thuyết tha. Sau khi trở thành vương giả, cô càng lúc càng xinh đẹp. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khương Lạc Thần nói, sở phong, anh phải nên cảm ơn chúng tôi. Thiên gia đại sư đã giúp anh đánh nuôi bốn nhóm người có ý đồ xấu là ai vậy sở phong hỏi đừng lo lắng đoán chừng bọn họ chỉ muốn bắt anh đi không có sát cơ khương lạc thần mỉm cười đôi môi đỏ thật gợi cảm thậm chí cả răng cũng phát sáng sở phong nghe xong không khỏi bất mãn thì ra là bị lão hòa thượng này chặn mất cơ duyên hắn tức giận đến không có chỗ phát hắn còn đang muốn bị người ta bắt đi về phần thái sơn thì lúc nào cũng có thể đến được mà đương nhiên nếu để cho người ta biết suy nghĩ của hắn nhất định sẽ trợn mắt há mồm nguyền rủa trong lòng anh muốn cảm ơn chúng tôi như thế nào khương lạc thần luôn tự hào về cơ thể của mình gương mặt của cô trắng ngõn tuyệt mỹ lúc này sóng mắt lưu chuyển quyến rũ động lòng người đang muốn tranh công sở phong nước xéo hắn cảm thấy chuyện tốt của mình bị người ta ngăn cản bất mãn trong lòng khoác tay lên vai khương lạc thần hai mắt thâm tình nhìn cô cô đối với tôi quá tốt tôi hiểu tâm ý của cô khương lạc thần chịu không được cả người nổi da gà sợ run cả người cô biết tên nhóc này đang cố ý vội đẩy bàn tay heo ăn mặn của hắn ra. Lão hòa thượng thiên giả làm bộ như không thấy, miệng tụng Phật hiệu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, biểu hiện rất trang nghiêm. Đằng xa có người ồn ào. Sở phong quay đầu lại, phát hiện có rất nhiều người đến. Các thế lực đã chuẩn bị đầy đủ, người cũng đã đến đầy đủ, muốn cùng với hắn leo lên phong thiện chi địa. Lâm nặc y cũng đi theo, đứng cách đó không xa, gương mặt thành lệ, khí chất lãnh diễm, đang lẳng lặng nhìn sang bên này sở phong nhìn thấy cô cũng nhìn thấy lão ẩu kia bà ta được người ta dùng ghế khiêng lên mặc dù thiếu mất nửa cơ thể nhưng tinh thần vẫn quắc thước như cũ sở phong gật đầu với bọn họ ba ngày trước hắn giết hàn phi những người này không có cảm giác gì sao xem ra hẳn là không có vấn đề gì núi lớn không gì sánh bằng lịch sử cổ xưa không gì sánh bằng thái sơn bao la hùng vĩ sau khi thiên địa biến dị nó đã kiên quyết vượt lên tận trời không biết bao nhiêu dặm đứng sững sững giữa trời đất, bàng bạc động lòng người. Trên đường đi có thể thấy được vách núi phát sáng, những hình chạm khắc nở rộ, cảnh vật khắp nơi đều rất thần thánh. Nơi này hoàn toàn khác lúc trước, ánh sáng lưu động từ đỉnh núi dọc theo vách đá xuống phía dưới. Đám người sở phong leo lên núi, đến đỉnh ngọc hoàng của núi Thái Sơn. Sương mù vẫn còn. Trước khi thiên địa biến dị, đỉnh ngọc hoàng không lớn như bây giờ. Còn hiện tại, nó giống như không có điểm cuối, bao phủ sương mù, chẳng khác nào sương mù thiên gia trận vực tuyệt thế sở phong thở dài sau khi đến đây lần nữa ánh mắt của hắn đã có sự khác biệt có thể nhìn ra được bản chất vùng đất này tất nhiên là do không gian trồng chất mở ra quan trọng nhất là trận vực lan tràn kinh thiên địa khiếp quỷ thần toàn bộ khu vực đều rất phi phàm mơ hồ trong đó hắn cảm nhận được nơi này có vũ hóa phi tiên địa thế bay vút lên trời thậm chí mơ hồ trong đó còn truyền ra âm thanh tiên dân tế tự hai mắt sở phong phát sáng, vận dụng hỏa nhãn kim tinh, lập tức nhìn xuyên qua tầng đất được ký hiệu. Sau khi xem xong, hắn không khỏi kích động trong lòng. Quá huyền ảo rồi. Bố trí nơi này, có thể nói là quỷ phủ thần công. Tại sao ánh mắt của anh lại xuất hiện màu vàng nhạt? Khương Lạc Thần hoài nghi. Bị bỏng còn chưa khỏi. Lạc Thần, cô đừng lắc lư trước mặt tôi nữa. Tôi còn phải tập trung tinh thần làm việc. Sở phong nói trái lương tâm của mình. Sở phong vừa đi vừa nghỉ, có khi khai quật được một lớp đất đá, rất cẩn thận quan sát có khi cúi đầu không nói thời gian rất lâu vùng đất này cực kỳ phi phàm dưới mặt đất lại có ký hiệu trận vực cổ đại phức tạp kinh người cuối cùng bọn họ đi vào chỗ sâu nhất trong sương mù cũng là chỗ dễ dàng lạc nhất ở đây có hương hoa tràn ngập có mùi trái cây sông vỏ mũi tuyệt đối có không gian khó hiểu nhưng bọn họ lại không tìm được con đường hay cửa vào sở phong bắt đầu thôi diễn thỉnh thoảng khắc ký hiệu lên nam châm sắp xếp bố trí các loại thành ngữ cỡ nhỏ tiến hành khảo thí không được, nếu đi thẳng vào, có thể sẽ bước vào trận vực mất hồn. Đó chính là quỷ đả tường bản thăng cấp. Đi nghiêng cũng không được, sẽ đi vào thái dương hỏa tinh ngưng tụ trong hố huyệt, trong nháy mắt sẽ hóa kiếp thành cho. Sở phong lặp đi lặp lại nghiên cứu, không ngừng khảo thí, cảm thấy vùng đất này cứ cách một khoảng không xa là có trận vực, đều là kết tinh tâm huyết của cổ nhân, vô cùng coi trọng khu vực tế địa này. Tốn mất 8 ngày, sở phong sử dụng rất nhiều nam châm và ngọc, lúc này mới có được phát triển kinh người, cũng chỉ có các đại tài phiệt mới cung cấp nổi. Một con đường nhỏ bằng đá cuội hiện lên, giống như một cây cầu nổi. Bởi vì trên dưới trái phải con đường đá cuội đều là hư không, không nhìn thấy mặt đất, hướng đến một không gian mông lung. Thành công rồi sao? Mọi người giật mình, thầm than thủ đoạn sở phong đúng là nghịch thiên. Hắn đã thật sự mở ra được tạo hóa vô thượng của Thái Sơn sao? Sau khi thiên địa biến dị, cũng không biết có bao nhiêu cường giả tiến đánh chỗ này. Nhưng cho dù có sông đến bao nhiêu lần, đồ lấy được cũng có hạn mọi người đều biết về sau nơi này khẳng định sẽ không ổn nữa khi danh sơn tự động thu lại trận vực lộ ra bản thể nhất định sẽ có các loại thần thụ thánh quả chờ xuất thế ai cũng không nghĩ đến hôm nay sở phong đã mở ra được một con đường để mọi người tiến vào cung chủ cung ngọc hư cung chủ cung bát cảnh cũng ở trong đám người sắc mặt trầm như muốn chảy nước bọn họ coi nơi này là của riêng nhưng bây giờ lại phải chia năm xẻ bảy bọn họ rất hối hận biết vậy ngày đó không nên thả sở phong đi nếu giữ hắn ở lại cung ngọc hư nhờ hắn chuyên công trận vực bây giờ những tạo hóa này sẽ thuộc về riêng bọn họ lúc này ánh mắt của rất nhiều người nhìn sở phong cũng đã thay đổi danh sơn thiên hạ nhiều như vậy nếu có được sở phong sau này con đường tiến hóa sẽ quang minh sáng trói hạng người này bất luận thế nào cũng phải lưu lại nhà mình mới đúng nắm giữ trong tay dưới sự dẫn đầu của sở phong một đám người dọc theo con đường đá cuội huyền không đi thẳng về phía trước chung quanh đều là xương trắng bọn họ không dám khinh thường đều rất cẩn thận phòng ngừa rơi xuống rốt cuộc bọn họ cũng đã đến cửa vào không gian ở đây có một bệ đá có thể gánh nổi chúng vương kia là sở phong muốn chảy nước miếng ánh mắt của hắn sáng lên nhìn chằm chằm đằng trước hắn có hỏa nhãn kim tinh thị giác mạnh hơn người khác nhiều anh nhìn thấy cái gì vậy khương lạc thần hỏi ở bên cạnh đụng đầu vai của hắn sở phong quay đầu nhìn trước ngực cô một cái theo bản năng đáp thật lớn anh nhìn nơi nào vậy sao nói lung tung cái gì thế lần này cô thấy con mắt sở phong quá dị thường, toát ra kim hà, khiến cơ thể của cô như muốn nổi gai ốc. Tư tưởng không thuần khiết, nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Ý tôi nói là ở sâu bên trong có một quả trứng vàng, vừa đẹp vừa tròn. Sở phong nghiêm mặt nói. Lúc này những người khác cũng nhìn thấy. Khi sương mù được thổi tan, tất cả mọi người đều chấn kinh. Đó là một quả trứng thần sao. Gần đó có một số cây nhỏ màu vàng, chính giữa là một quả trứng vàng tròn trịa, quá thần dị, ánh sáng lóa mắt lưu chuyển mọi người nuốt nước miếng, hận không thể lập tức xông vào cướp, nhưng sau khi nhìn sở phong, mọi người đều không dám loạn động, sợ nơi này có cạm bẫy trận vực. Sở phong suy nghĩ hơn 2 tiếng, lúc này mới tìm ra được con đường an toàn. Hắn đi thẳng vào trong, một đám người lập tức hưng phấn, ầm ầm đi vào. Đằng trước tôi nhìn không thấu cho lắm. Có ai đi nhìn thử một chút không? Sẽ không phải một quả trứng rông chứ, ai có thể lấy được? Sở phong khuyến khích. Một đám người lập tức kích động, ma quyền sát trưởng muốn ra tay nhưng không ít người là lão yêu quái đầu óc có sạn, thấy sở phong đứng im, cả đám đều không dám tiến lên. Ta nói trước, các người không ra tay, lát nữa ta mò được trứng rồng, đừng có đoạt với ta. Sở phong lên tiếng. Yên tâm đi, sở huynh đệ lập được đại công, vốn nên để cho người chọn tạo hóa trước. Một số người nói lời dối trá, lập tức có âm thanh tán thành vang lên. Hàn Phi có đi tìm cậu không? Lúc này, Lâm Nặc Y bước đến bên cạnh Sở Phong, lặng yên hỏi. Không có, sở phong quả quyết không thừa nhận vừa trả lời xong sở phong lập tức tỉnh ngộ hắn đã bị lâm nặc y răng bẫy bị lừa nói ra chân tướng bởi vì trước đó hắn không biết chàng thanh niên có ấn ký màu đỏ nơi mi tâm tên là hàn phi cho nên căn bản không biết người này sở phong quay đầu nhìn người bạn gái xinh đẹp lúc trước tâm trạng phức tạp cô vẫn thông minh như trước đây thừa dịp hắn xuất thần nhìn chằm chằm quả trứng vàng mà trực tiếp đánh lén hắn khiến cho hắn sơ sẩy để lộ nội tình Mái tóc Lâm Nặc y bay trong gió, mang theo ánh sáng óng ánh, gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên sự khác thường, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Sở Phong quay đầu, cũng không giải thích hay che giấu. Cả hai đều là người thông minh, nhiều lời cũng vô dụng. Hắn nhìn về chỗ sâu không gian, bên trong ánh sáng từng điểm. Đây là một vùng đất thuần khiết trông rất yên bình. Gần đó, tất cả đều kích động, vô cùng hưng phấn. Bọn họ đi theo Sở Phong mở ra phong thiện chi địa, may mắn đều cùng tiến vào, vượt qua cả tưởng tượng tất cả mọi người đều cầm binh khí trong tay làm xong chuẩn bị ngắt lấy tạo hóa nhất thời có chút loạn lên cậu không tin tưởng tôi lâm nặc y nói đây là câu nói sau một lúc lâu im lặng của cô cô không nhìn sở phong chỉ nhìn vào chỗ sâu gương mặt trắng nõn mang theo ánh sáng giống như ngọc thạch tư thái rất cao duyên dáng yêu kiều sao lại thế sở phong hỏi tất cả mọi người đều đang chờ cậu nghĩ biện pháp cậu không phải muốn gặt người khác chứ lúc này khương lạc thần bước đến bên cạnh giò hỏi trên thực tế không ít người đều đang nhìn sở phong bọn họ đúng là đang lo lắng nơi này chỉ có một mình sở phong hiểu trận vực vạn nhất hắn mưu đồ chuyện gì đó nói không chừng có thể lừa giết cả một đám người sở phong bình tĩnh nói thật hắn muốn chôn sạch đám người ngứa mắt kia ở chỗ này bây giờ đám người kia hiển nhiên đang chột dạ vì những việc xấu đã làm với hắn trong quá khứ trong lòng cảnh giác sợ hắn gây ra chuyện xấu nào đó nói gì vậy tôi là hạng người như vậy sao Tôi sẽ làm chuyện đó a. À? Điều khiến cho hắn không nói nên lời chính là một số người theo bản năng gật đầu. Đương nhiên, bọn họ cũng ý thức được bọn họ làm cho hắn mất mặt. Sau khi bừng tỉnh, tất cả đều gượng cười, nhất trí nói tin tưởng Sở Phong, nói hắn có đức độ, phẩm cách cao thượng. Lời này khiến cho mặt mo của Sở Phong ửng đỏ, ho khan một tiếng, bắt đầu nghiên cứu trận vực. Sau đó, hắn rất ngạc nhiên nói cho mọi người biết, nơi này rất an toàn, đằng trước không có trận vực gì cả, có thể yên tâm xâm nhập nghe xong không ai cất bước ngược lại còn lùi lại phía sau đồng thời rất khẩn trương nhìn sở phong nhất là cung chủ cung ngọc hư cung chủ cung bát cảnh suýt chút nữa quay đầu chạy khỏi chỗ này ý của các người là gì vậy không phải các người nói phẩm cách của ta cao thượng rất đáng tin cậy sao tại sao lại rút lui vậy sở phong kéo dài âm thanh đại gia ơi đúng là buồn bực mà khó có lúc hắn nói thật có lòng tốt thông báo cho bọn họ biết kết quả không ai tin tưởng hắn bao gồm lão tông sư Sở Phong dùng hành động để biểu đạt, bước thẳng về phía trước, hắn nhìn chằm chằm đằng trước nhưng không để ý đến quả trứng thần vàng óng kia, bởi vì Hỏa Nhãn Kim Tinh của hắn đã nhìn ra được điểm cổ quái, đây là quả trứng không, sinh vật bên trong đã sớm ra đời, chỉ chắp vá vỏ trứng lại, tạo thành quả trứng tròn trịa mà thôi. Thấy hắn cất bước, mọi người cùng nhau đi theo, tin rằng chỉ cần đi theo hắn, dừng ở chỗ nào cũng không có vấn đề lớn. Vèo một tiếng, khi mọi người rời khỏi lối ra, một vệt kim quang liền xông ra ngoài quá nhanh vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mọi người hình như có sinh linh muốn chạy trốn đuổi theo ngăn nó lại khả năng là một con chân long con sở phong kêu to hắn thầm kêu mình đã tính sai thì ra hắn tưởng sinh vật bên trong quả trứng thần màu vàng đã xuất thế nhiều năm trước chỉ để lại vỏ trứng bây giờ thì hoàn toàn không phải như vậy có lẽ sau khi thiên địa khôi phục thì mới sinh ra đám người đỏ ngầu cả mắt cùng nhau chạy về một hướng muốn đuổi theo nhưng vật kia chạy quá nhanh nhảy lên con đường đá cuội hóa thành một luồng lưu quang sông vào trong sương mù tất cả mọi người đều gấp lên bọn họ đuổi không kịp chỉ biết đấm ngực rậm chân ai cha má ơi đây là thứ gì vậy đúng lúc này trên con đường đá cuội huyền không chuyển đến tiếng kêu sợ hãi có người bị đụng chúng suýt chút nữa rơi xuống ngăn lại đi là chân long con mọi người lại vui mừng có người vẫn còn đi trên con đường đá cuội sau bọn họ lâu như vậy sao tổ phụ cẩn thận có giọng thiếu nữ kinh hô Đồ quỷ, mày trốn chỗ nào? Mọi người nhìn lại là hai ông cháu lão đạo sĩ. Hai tay lão đạo sĩ phát sáng, là do chụp được sinh linh kia, ngay cả cô bé có thân hình đường cong chập trùng cũng đang hoa hoa kêu to. Lão đạo sĩ bị cháy bỏng cái mông ở núi tử kim vậy mà lặng yên đi theo đằng sau, mang theo đứa cháu gái ngỗ nghịch đi cùng. Bịch một tiếng, kim quang nổ tung, lân phiến vỡ vụn và lông vũ bay múa. Lão đạo sĩ suýt chút nữa thì ngã xuống. Thật là khủng khiếp. Thần thú vảy vũ, đổi lại người khác, chắc chắn hắn ta sẽ chết ngắt cũng may là lão nhân ta tọa chấn. Không đúng, nó đâu rồi? Chạy trốn rồi sao? Lão đạo sĩ kêu to, sau đó tìm kiếm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên thực tế, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Vật kia không còn thấy nữa. Chỉ có sở phong là lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy rất rõ ràng đây chẳng qua chỉ có lân phiến và lông vũ sau khi đụng vào lão đạo sĩ thì giải tán thứ nổ tung thật ra không phải là sinh linh kia sở phong biết bên trong không gian này có sinh linh muốn chạy trốn hy vọng ve sầu thoát xác chẳng qua chỉ lấy xác dò đường khiến cho người ta tưởng rằng nó chạy trốn sở phong cho rằng sinh linh kia vẫn còn từ cách nó muốn chạy trốn hắn biết thực lực của sinh linh này chưa hẳn đã mạnh lão đạo sĩ nguyền rùa giận dữ đi tới sở phong bảnh trai sau khi cô bé nhìn thấy sở phong mắt to chớp chớp lắc bờ eo thon bước đến lại càng khiến lão đạo sĩ bất mãn chừng mắt với hắn có lông vũ và lân phiến vậy đó là vật gì một đám người hoài nghi đồng thời thỉnh giáo lão đạo sĩ đương nhiên không ít người đều kiêng rẻ lão ta khi tra hỏi rất cẩn thận đây tuyệt đối là một cao thủ khủng bố ngay cả hai loại lửa thái âm và thái dương đốt chết người khác ở núi tử kim nhưng lại đốt không chết được lão ta người khác hóa thành cho tàn, còn lão ta thì vẫn nhảy nhót được ra ngoài. Ta làm sao biết? Chẳng nhìn thấy rõ gì cả, nhưng nhất định là thần thú con. Lão đạo sĩ tức giận, lão ta tiếc đến muốn đâm đầu xuống đất. Lão ta vẫn luôn đi đằng sau mọi người, muốn trà trộn vào phong thiện chi địa mưu đoạt tạo hóa. Nào ngờ được vừa rồi chỉ sơ sẩy một chút đã lỡ mất một cơ duyên to. Nếu thật sự là thần thú, thánh thú con, đúng là không dám tưởng tượng. Một khi để chúng trưởng thành, đủ để càn quét cả một thế giới tinh thần. Lúc này sở phong bước đến gần quả trứng thần màu vàng mọi người nhìn thấy đều kích động lão đạo sĩ là người đầu tiên di chuyển từ sau nhảy ra trước ôm lấy quả trứng màu vàng răng rắc một tiếng quả trứng vỡ ra quả nhiên như sở phong đã nhìn thấy bên trong trống không hoàn toàn không có thứ gì vật kia đã chạy trốn rồi sở phong bình tĩnh nói mọi người thở dài biết chính là sinh linh đã bỏ trốn vừa rồi đây là cây gì vậy tất cả mọi người vây quanh chung quanh vỏ trứng có rất nhiều cây nhỏ màu vàng đáng tiếc khi mọi người chạm vào chúng lập tức nát ra là thần thụ dùng để cung cấp năng lượng cho quả trứng hào hết tinh túy bây giờ đều đã vỡ nát biểu hiện của lão đạo sĩ vô cùng khó coi nhất là khi lão ta nhìn thấy cháu gái nhà mình cười cười nói nói với sở phong lại còn dính chặt lão ta quả thật rất muốn đánh người tiền bối ngài đến rất đúng lúc bây giờ sở phong tinh thông trận vực lại có cao thủ như ngài tọa trấn chúng ta sẽ vạn vô nhất thất có người nhắc nhở lão ta dẹp ngay suy nghĩ giải quyết sở phong. Dù sao cũng còn phải nhờ hắn phá giải trận vực. Lúc này sở phong đang chăm chú tìm kiếm. Hắn yêu cầu lão tông sư chặn ngay lối ra. Hắn tin rằng sinh vật kia vẫn còn bên trong. Rất nhanh, hắn đã phát hiện được sự dị thường. Bên trong khu vực này có một trận vực cỡ nhỏ, nhưng khí cơ đã bị che lấp. Vèo vèo vèo. Sở phong lấy ra nam châm, trực tiếp nghiêm phong khu vực. Hắn đi một vòng nơi đó, trong lòng hiểu rõ, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra sinh vật kia đang ở bên trong quả nhiên khi hắn tìm kiếm vận dụng trận vực mơ hồ đã cảm ứng được gì đó cuối cùng hắn vẫn không ra tay chỉ lưu lại một số khối ngọc có khắc ký hiệu triệt để phong bế nơi này phòng ngừa sinh vật đào tẩu nếu thật sự là thần thú thánh thú con bây giờ hắn bắt ra nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn cho dù hôm nay có thể ra về nhưng về sau sẽ bị các thế lực ghi nhớ sinh linh vực ngoại giáng lâm khẳng định sẽ tìm hắn đầu tiên Mọi người không hiểu, còn tưởng rằng hắn giống như trước kia, bày ra trận vực cỡ nhỏ để thăm dò chỗ này, tiến hành thôi diễn, muốn tìm ra con đường đáng tin cậy. Sở Phong giả vờ giả vịt khắc phù văn, sau đó ném ra nam châm rồi chờ đợi. Cuối cùng, hắn vung tay lên, "Tiến lên đi, nơi này rất an toàn." Dứt lời, hắn cất bước đầu tiên. Nơi này xanh um tươi tốt, lá cây đều phát sáng, ngay cả cỏ dại cũng giống như bích ngọc điêu khắc mà thành, mang theo quang huy. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ thần thụ màu vàng đã chết ngoài kia, còn lại thì không nhìn thấy cây cỏ khác lạ nào cả. Đừng có gấp. Ta có dự cảm phong thiện chi địa có đại cơ duyên, nằm ngay chỗ sâu đằng trước. Sở phong nói. Chỉnh thể không gian này đều tản ra kim mang, trông rất thần thánh. Tiến lên chưa được bao lâu, một luồng khí tức hùng vĩ đập vào mặt. Mọi người biến sắc, dự cảm được bọn họ đã đến một nơi không được bình thường. Quả nhiên, sau khi đi xuyên qua rừng gai, ba động bảng bạc phía trước đúng là kinh thiên động địa, Giống như có một vùng tinh hải đang phập phồng, lại giống như đang có từng ngôi sao lớn rơi xuống. Chuyện gì xảy ra thế? Rất nhiều sinh vật cấp vương đều run rẩy. Rốt cuộc bọn họ nhìn thấy, sau khi xương trắng tản đi, đang trước hiện ra một tế đàn hùng vĩ, lớn đến mức quá phận, giống như một thành trì đứng sừng sững nơi đó. Cùng lúc đó, âm thanh tiên dân thượng cổ tế tự vượt qua thời không, từ đại địa viễn cổ truyền đến. Tế đàn rộng rãi, khí thế bằng bạc, có thể bao phủ cả núi lớn. Tế đàn bình thường so với nó chẳng khác nào một đống đất nhỏ. Bên trên tế đàn có bàn ngọc thạch năm màu, tỏa ra ánh sáng lung linh giống như sóng nước chảy xuôi nơi đó. Có tế phẩm. Mọi người không khỏi kinh hãi. Bàn ngọc thạch năm màu rất khổng lồ, bên trên bày đầy tế phẩm, cái nào cũng phát sáng, xem ra chính là vật thần thánh. Lúc này, không ai dám vọng động, bởi vì uy áp tế đàn truyền đến quá mênh mông, là tế phẩm dâng lên lúc tế trời sao. Tế phẩm này toàn là thứ nghịch thiên. Lão đạo sĩ cười hắc hắc không ngừng, rất nhiều người cũng rúng động hãi hùng khiếp vía ở đây bọn họ cảm thấy tinh thần của mình đang run sợ muốn quỳ bái muốn dập đầu sở phong đứng thất thần hắn nhìn chằm chằm tế phẩm trên bàn ngọc thạch năm màu luôn có cảm giác cộng minh với chiếc cối say đen trắng bên trong cơ thể của hắn hắn lại có cảm giác đói bụng sắc mặt của hắn trở nên khác thường vô cùng chờ mong lúc này mây mù trên bầu trời cũng đã tản ra hiện lên cảnh tượng chấn động khiến tất cả đều ngẩn người trên bầu trời có rất nhiều tinh thể hợp thành một tuyến nằm ngang phía trên tế đàn sắc thái lộng lẫy cẩn thận đếm lại tổng cộng có 100 ngôi sao có đỏ trói có xanh biếc có tim ong ánh bọn chúng hợp lại chỉ to bằng cái cối say nhưng khí tức truyền đến rất kinh khủng có thể đập nát vũ trụ mạnh quá là top 100 thế giới tinh thần sao lão đạo sĩ kinh hô thế giới tinh thần mạnh nhất 100 thế giới tinh thần đứng đầu có mặt tại nơi này mặc dù tiếng kinh hô của lão đạo sĩ không cao nhưng lại khiến cho không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, hai lỗ tai vang lên tiếng ong ong, giống như đang có hoàng trung đại lữ rung lên. Ồ, thế cái nào mới là hành tinh mẹ của chúng ta? Cô bé có gương mặt non nớt nhưng dáng người thành thục đến rối tinh rối mù lên tiếng. Sinh linh trên trái đất, đại đa số người đều không biết cái gọi là top 100 thế giới tinh thần, chỉ có rất ít người đã từng nghe đến. Ví dụ như lão ẩu bị đốt cháy mất nửa cơ thể. Bà ta đến từ chỗ sâu trong tinh hải, tất nhiên hiểu được chỉ tiết lộ qua với một số cao tầng của sinh vật thiên thần mà thôi lúc này sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi mặc kệ trước đó bọn họ có biết hay không bây giờ nghe thấy đều cảm thấy mơ màng nhìn chằm chằm lên bầu trời khí tức phát ra từ một trăm hành tinh quá kinh khủng sắc thái lộng lẫy có đỏ tươi như muốn nhỏ máu có sinh cơ xanh biếc tràn đầy bọn chúng treo trên bầu trời là một loại biểu tượng nào đó hay đây là một con đường thông đến một trăm hành tinh mạnh nhất Lúc này, tư duy của đám sinh vật cấp vương đều rất sinh động, nghĩ ra đủ loại hình ảnh. Phụt. Đột nhiên, có sinh vật cấp vương kêu lên một tiếng, ho ra máu, sau đó không nhịn được lào đảo rút lui, thậm chí có một vài người ngã xuống đất. Hết thảy đều do bọn họ ngưỡng vọng bố trí của một trăm ngôi sao kia. Đây là nơi tế thiên, ai dám bất kính xem quá kỹ chư thiên, coi chừng nhục thân tan rã, tâm thần sụp đổ. Lão đạo sĩ nhắc nhở. Mọi người nghe xong, trong lòng run rẩy, đây là một nơi đáng để cho người ta kính sợ ngay cả ngẩng đầu nhìn trời cũng không được cái gọi là chư thiên cái gọi là đối tượng tế thiên chẳng lẽ chính là một trong hành tinh năng lượng nồng đậm nhất kia điều này thật khiến cho người ta miên man bất định sắc mặt rất nhiều người trở nên trắng bệch chỉ nhìn có một lát lại giống như đối mặt thần ngục uy nghiêm mà dọa người chấn áp tinh thần của mọi người có người nhớ đến một đoạn sử ký trời cao không thể với tới tại thái sơn lập phong thiện tế chi chính là để gần với thần linh nơi này tiếp với vực ngoại có thể nhìn thấy thần ma bên trong tinh hải sao có người hoài nghi hỏi sở phong cũng ngẩng đầu lên nhìn trời nhưng lại không bị sung kích bởi vì trong thời khắc mấu chốt cối say nhỏ bên trong cơ thể hắn đã hấp thu từng luồng tinh quang rủ xuống kia giữa ban ngày ban mặt quang huy từ một trăm ngôi sao có sắc thái lộng lẫy kia rơi xuống không được rõ ràng nhưng lại bị hắn cảm nhận được thú vị đây trong lòng sở phong khẽ nhúc nhích một lần nữa lặng yên nhìn chăm chú ồ bên trong ngôi sao có cái gì đó hắn kinh ngạc trong một số tinh thể hắn nhìn thấy có kỵ sĩ ngồi ngay ngắn trên thần thú kinh khủng hình dáng mông lung chấn động tâm hồn hắn dự cảm được vừa rồi ngước đầu lên không những chỉ có tinh huy áp chế rơi xuống mà còn có khí cơ của những người này trấn trụ chư vương sau đó hắn lại nhìn thấy một cô gái trong một ngôi sao mặc dù chỉ có hình dáng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác phong thái tuyệt đại giống như có thể uy áp vũ trụ tinh hải trấn nhiếp cổ kim những người khác cũng có cảm giác này, có một số người một lần nữa ngẩng đầu thăm dò, nhìn thấy sinh linh bên trong tinh thể. Nhưng bọn họ rất nhanh cúi đầu xuống, tâm thần bị chấn nhiếp, tinh thần đều muốn băng tán. Đó là người gì vậy? Tại sao bọn họ lại ở trong sao trời? Không ít người run lên, người và tâm đều phát run, muốn dập đầu, muốn quỳ bái. Tóc 100 thế giới tinh thần, sinh vật mạnh nhất đều đứng sừng sững ở đó, chiếu rọi chư thiên, được các vực cúng bái. Lão đạo sĩ lên tiếng, lời này giống như có ma tính, khiến cho tâm linh mọi người đều chập chờn. Người mạnh nhất trong tinh thể của mình. Hơn nữa còn có thể chiếu dọi chư thiên. Sau đó, mọi người cùng nhìn về phía tế đàn hùng vĩ, nghĩ đến phong thiện, nhất thời trong lòng nổi sóng, rúng động vô biên. Cái gọi là tế thiên, chẳng lẽ là nhằm vào bọn họ? Đây là một trăm hành tinh chân thực sao? Có người run giọng hỏi. Làm sao có thể? Đã nói, đây là top 100 sao trời, sinh vật mạnh nhất, chiếu dọi chư thiên lão đạo sĩ thở dài vì sao lại như vậy ngay cả sở phong cũng không nhịn được mà hỏi thăm bởi vì chỗ tốt quá nhiều chư thiên trung tế vạn vực cùng bái các người có nhìn thấy tế phẩm bên trên tế đàn không chúng có thể giúp cho cường giả mạnh mẽ hơn nữa mọi người nhìn chăm chú bên trên bàn thờ tế đàn quang huy mông lung thần hà nở rộ hiển nhiên đều là vật phẩm thần thánh chúng ta cách bọn họ bao xa cảnh giới tranh lệch nhiều ít có người lên tiếng hỏi bọn họ rất muốn biết sự tranh lệch có thể đuổi kịp hay không lão đạo sĩ lắc đầu nụ cười có chút miễn cưỡng cảm xúc rất sâu đừng có mà vọng tưởng đồ tử đồ tôn của bọn họ có thể tung hoành tinh vực hiệu lệnh sao trời các nơi làm sao so với bọn họ người cũng dám nói sao tranh lệch xa như vậy à sắc mặt rất nhiều người trở nên khó coi cảm giác vô cùng thất vọng bọn họ dự cảm được khoảng cách này căn bản rất khó đuổi theo không cách nào với tới không cách nào trở nên siêu việt được sao Khương Lạc Thần hỏi. Nếu có người đạt đến độ cao đó, tất nhiên có thể tiến vào top 100 thế giới tinh thần. Đến lúc đó cũng có thể chiếu dọi chư thiên, dẫn đến vạn vực cùng bái. Chỗ tốt vô tận, được hưởng rất nhiều tế phẩm, từ đó càng trở nên mạnh hơn. Ánh mắt lão đạo sĩ trở nên phức tạp, nhìn chăm chăm 100 thế giới tinh thần mạnh nhất. Lúc này, cảm xúc của mọi người đều chập trùng, có thất vọng, có chờ mong, có ước mơ, cũng có tuyệt vọng. Tâm tư của từng người đều vô cùng phức tạp bởi vì bọn họ dự cảm được, nếu bản thân rời khỏi trái đất tiến về những nơi khác, với thực lực trước mắt của bọn họ, quả thật vẫn còn rất nhỏ bé. Đồng thời, so sánh với cường giả có thể chiếu dọi chư thiên, được hưởng sinh linh vạn vực tinh hải trung tế, đừng nói kiếp này, ngay cả trăm ngàn kiếp cũng đuổi theo không kịp. Có thể tưởng tượng, đó chính là những sinh linh khủng bố nhất. Bất kỳ người nào cũng có thể áp chế tinh không các vực, chấn nhiếp cao thủ, tộc đàn cường đại. Có lẽ, thần ma đối với bọn họ cũng không tính là gì. Loại sinh vật này, bất kỳ người nào cũng được tôn làm thánh, là người mạnh nhất sau những cuộc kịch chiến, trải qua thời đại huy hoàng, sáng chói cả người. Đây là những nhà vô địch đã trải qua dòng sông lịch sử kiểm nghiệm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây quả thật là sự xếp hạng của tinh không. Từng thời đại qua đi, cuối cùng đã chọn ra được 100 sinh vật siêu thoát nhất. Các người sẽ không bao giờ gặp được họ, bởi vì các người còn kém quá xa. Nhưng bọn họ đều có đạo thống của riêng mình. Trên con đường tiến hóa của các ngươi, nếu về sau có thể đủ mạnh có thể thoát ra khỏi trái đất, có lẽ các người sẽ có cơ hội gặp được đệ tử tiểu bối của những đạo thống đó. nhưng đoán chừng sau khi nhìn thấy, nếu có phát sinh xung đột, các người cũng chỉ bỏ chạy mà thôi. ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi. viết liền không giấu nhé. lời này của lão đạo sĩ đúng là khiến người ta cảm thấy tự tôn bị tổn thương, khiến một đám người không còn gì để nói. tranh lệch thật sự xa như vậy sao? mục tiêu của chúng ta là quật khởi, không nói nhất định sẽ phải thay vào đó, nhưng cứ cố gắng đuổi theo một ngày nào đó sự tranh lệch sẽ được thu nhỏ. Có một người lên tiếng, cổ động cho bản thân. Lão đạo sĩ lại nói, cố gắng tiến hóa 100 năm, người cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bóng lưng thế hệ trẻ tuổi của những đạo thống đó. Cứ không ngừng cố gắng nhé. Mọi người lại càng im lặng. Lão già này không thể không đả kích người ta được không? Lão đạo sĩ nhìn sở phong, thấy hắn đang thất thần, liền hỏi. Nhóc con, nghe nói cơ thể của ngươi xảy ra vấn đề, ngươi đang suy nghĩ lung tung gì đó. Sở phong liếc mắt nhìn lão, nói, ta đang nghĩ, sinh vật chiếu dọi chư thiên trong top 100 thế giới tinh thần đó phải chăng vẫn còn đang độc thân. Lần này đến phiên lão đạo sĩ ngẩn người nhìn hắn, dùng tay điểm chỉ, ngươi đúng là lời gì cũng dám nói, không sợ thân ảnh chiếu dọi nơi đây chấn sát ngươi sao. Bao nhiêu năm không có ai hiến tế, hoang phế nhiều năm như vậy, ai còn đến chiếu dọi chứ. Ngươi cũng đừng nói lung tung với ta, ta có gì mà không dám. Đây chẳng qua chỉ là tế đàn trái đất bị vứt bỏ mà thôi. Sở phong nói, lão đạo sĩ chỉ tay vào hắn, không dám nhiều lời, bởi vì lão ngẩng đầu nhìn một trăm sao trời to bằng cái thất chiếu rọi ở đây, có chỗ kiêng kỵ, lo lắng bị một số tồn tại nghe được. Những người khác cũng rất cẩn thận, không nhắc đến chuyện này nữa. Có người hỏi, chẳng lẽ top 100 thân ảnh chiếu rọi chư thiên này là 100 sinh vật mạnh nhất đại diện cổ kim sao? Cũng chưa chắc. Có thế giới tinh thần hạng 2, hạng 3, rất kinh khủng, không thể ước đoán, không thể lý giải được. Lão đạo sĩ nói, Mọi người kinh ngạc, điều này thật đúng là kinh người. Vực ngoại khiến bọn họ hướng đến, nhưng cũng khiến bọn họ sợ hãi. Lão đạo sĩ không đề cập đến chủ đề này, bởi vì trong lòng có kiêng kỵ. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tế đàn to như ngọn núi kia, nhìn tế phẩm trên bàn thờ, đều đánh chú ý nào đó, bởi vì đây là vật hiến tế ngày xưa, còn chưa bị sinh vật chiếu rọi chư thiên lấy đi. Có chút kỳ lạ, tế thiên thất bại sao? Lão đạo sĩ lẩm bẩm, ánh mắt nhấp nháy đây chính là tế phẩm tối cao, làm sao không khiến cho người ta đỏ mắt chứ? Tế đàn quá cao, rộng như thành trì, nhìn không rõ ràng, có chư vương không nhịn được muốn bay lên trời quan sát. Phụt! Kết quả, chư vương kêu thảm, vừa mới bay lên giữa không trung mấy mét đã bị áp chế cắm đầu rơi xuống đất, phun máu phè phè, lộ ra bản thể. Lão đạo sĩ khuyên bảo, đừng lộn xộn, tiên dân hiến tế là một nghi thức thần thành cổ xưa, làm sao để cho chim tước bay lên, phải giữ gìn trang nghiêm chứ? Mọi người kinh sợ, đứng từ dưới mặt đất nhìn lên tế phẩm rất nhiều nhưng đều bị quang mang bao phủ đều là thần vật hiếm thấy khiến hai mắt người nhìn có chút đau nhức hơn nữa vật phẩm đặt trên bàn thờ được bày bên trong dụng cụ bị che kín một phần rất khó nhìn thấy rõ ràng đó là cái gì đó có người kinh ngạc bởi vì bên trên tế đàn có một tấm bia giống như ghi chép lại thứ gì đó điều này rất quỷ dị ở một nơi thần thánh trang nghiêm như thế lại có một tấm bia và bàn thờ đặt chung một chỗ long trọng đến mức không thể không khiến cho người ta hoài nghi ghi chép xếp hạng của tinh thể lão đạo sĩ giật mình lộ ra sắc mặt khác thường lão chăm chú quan sát không khỏi kinh sợ những người khác đều đang ngóng nhìn nhưng hoàn toàn xem không hiểu văn tự đó quá cổ xưa giống như giáp cốt văn nhưng lại hơi khác trong số những người ở dây cũng chỉ có lão ẩu bị đốt cháy nửa thân hình là có ánh mắt nhấp nháy trong lòng nhảy dựng bà ta có thể đọc hiểu bởi vì bà ta đến từ vực ngoại xếp hạng qua từng thời kỳ đều có ghi chép kỹ càng đúng là không đơn giản Lão đạo sĩ than thở, bên trên tế đàn hùng vĩ, những hàng văn tự ghi lại tinh thể hưng suy, rất khó lường. Thời kỳ huy hoàng nhất đã từng xếp hạng bao nhiêu? Trong lần ghi chép cuối cùng, là xếp hạng thứ mấy? Mọi người đều ước ao, đều rất muốn biết tình huống của trái đất là gì. Lão đạo sĩ hơi dừng lại, sau đó nói ra một xếp hạng khiến người ta phải sợ hãi, hạng thứ 11. Sau khi nói xong, lão hơi im lặng suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Xếp hạng này tuyệt đối huy hoàng vô cùng kinh người, khiến cho tất cả mọi người đều rúng động không hiểu. Ngay cả sở phong đã sớm từ miệng Hoàng Ngư biết được, trái đất ngày xưa rất phi phàm, đã từng xếp hạng trong top 100 thế giới tinh thần, nhưng lúc này hắn vẫn phải giật mình. Trên thực tế, Hoàng Ngư cũng không biết vị trí xếp hạng cụ thể, suy đoán chắc trong vị trí thứ mười mấy. Những gì mà nó căn cứ, hết thảy đều có nguồn gốc từ trong những bản chép tay của tiền nhân. Lão đạo sĩ cũng như vậy. Trước kia lão biết trái đất xếp hạng rất cao, nhưng lại không nghĩ đến lại cao đến cấp độ này, viễn siêu hơn lão đã dự liệu. Vũ trụ chư thiên, đứng thứ 11 trong những tinh cầu cường đại, đúng là quá trói lọi. Không hề nghi ngờ, không biết bao nhiêu năm trước, nơi này đã có thánh nhân, có cường giả có thể chiếu rọi chư thiên, nhìn xuống tinh hải mênh mông, uy trấn vạn giới. Nhưng cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói. Nơi này không còn cường thịnh, hoàn toàn xuống dốc. Cho dù là chuyện ngày xưa, đại diện cho thời kỳ đã từng huy hoàng, sinh vật cấp vương ở đây cũng đều kích động, mừng rỡ không thôi, thậm chí có một số người thậm chí hò reo, cười ha hả không ngừng. Trái đất đã từng cường thịnh như vậy, có cường giả có thể chiếu dọi chư thiên, đó là sự sáng chói và kinh khủng đến cỡ nào. Cho dù bây giờ trái đất xuống dốc, trở thành đất chết, nhưng mọi người tin rằng, nhất định vẫn còn để lại những đồ vật khó lường. Suy nghĩ một chút cũng khiến người ta phấn chấn phát cuồng. Không nói những danh sơn đại xuyên, những cổ thụ đang chờ đợi khôi phục, ngay cả những cổ phủ bị tuế nguyệt phủ bụi trôn giấu dưới mặt đất, nếu xuất thế cũng đủ khiến người ta phải điên cuồng. Lại nghĩ đến, trái đất đã từng là cổ địa phồn thịnh đứng thứ 11 trong vũ trụ, cường giả chiếu dọi chư thiên kia lưu lại đạo thống, phương pháp tiến hóa của người đó sẽ kinh người đến cỡ nào. Con đường tiến hóa của người đó, truyền thừa của người đó hẳn còn ở trên trái đất này. Khi tất cả mọi người đều nghĩ đến khả năng này, nhiệt huyết của ai cũng đều khuấy động lên, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tràn ngập chờ mong, trong lòng run rẩy. Trước kia, bọn họ nghe lời lão đạo sĩ nói, bị đả kích không nhẹ, đều rất uể oải, cho rằng xuất thân trái đất rất khó mà tranh hùng với thần tử, thánh nữ vực ngoại. Về phần muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, một ngày thành thánh, sánh vai với 100 người bên trong 100 tinh thể, không cần phải suy nghĩ, chính là người si nói mộng. Nhưng bây giờ, bọn họ hiểu, vị cường giả có sức mạnh cao hơn bọn họ, đã từng xếp hạng trong vạn giới chư thiên, đứng thứ 11 có thể nào là đơn giản chứ? Bọn họ được xem là hậu duệ trên tinh thần trí cường hiển nhiên tổ tông của riêng từng người đã sáng trói đến cực điểm khinh thường chư thiên vạn vực đánh cho rất nhiều độc đàn tinh thần không ngẩng đầu lên được mảnh đất này trong quá khứ đã từng được sinh linh chư thiên cúng bái được vô số tộc đàn tinh hải trung tế huy hoàng vô cùng đồng thời bọn họ cũng hiểu được vì sao sinh linh vực ngoại đều nghĩ đủ biện pháp để giáng lâm ngay cả thần tử thiên nữ ở những thế giới khác biệt cũng đều muốn đến bởi vì nơi này có thứ không tầm thường đáng để bọn họ tranh đoạt xếp hạng thứ 11, đúng là cao hơn rất nhiều thế giới. Rất nhiều người kích động, phấn chấn, lập tức cảm thấy có một loại tín nhiệm nào đó. Sự thành tựu về sau của bọn họ nói không chừng sẽ rất kinh khủng dị thường, bởi vì khi trái đất khôi phục, ai cũng khó mà nói sẽ có tạo hóa nào xuất hiện. Những gốc cổ thụ kinh người sẽ xuất hiện liên tiếp. Đại động chôn sâu dưới tuế nguyệt cũng sẽ dần dần mở ra. Nếu đạo thống tuyệt thế kia cũng xuất hiện, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong lúc có một số người kích động, gieo hò vui sướng, cũng có người đang trầm tư sắc mặt ngưng trọng bởi vì góc độ suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn khác biệt ví dụ như lão đạo sĩ gương mặt của lão ngưng trọng cực kỳ sau khi lão nói xong xếp hạng cũng không lên tiếng nữa ví dụ như lâm nặc y cô vô cùng thông minh trước tiên nghĩ đến rất nhiều chuyện trong lòng bừng tỉnh hiểu ra không ít sự việc khó trách ngay cả cô bé nhỏ tuổi cũng như vậy còn có lão ẩu bị đốt cháy nửa cơ thể ánh mắt nhấp nháy âm thầm nhẹ gật đầu về phần sở phong, hắn cảm nhận được trái đất huy hoàng vô cùng, hiểu được tại sao đám người kia lại vui sướng, nhưng rồi cũng than nhẹ. Hắn không phải người bình thường, trong khoảnh khắc hiểu ra được rất nhiều chuyện. Xếp hạng thứ 11. Bài vị quá kinh người, còn muốn viễn siêu hơn bài vị mà Hoàng Ngư đã từng đề cập. Hoàng Ngư đã từng nói qua, chư thiên trong vũ trụ, người thế giới tinh thần mạnh nhất từ trước đến giờ vẫn luôn cố định, chưa hề có sự thay đổi. Điều này có ý gì? Ở trong đó bao hàm quá nhiều tin tức nhưng cũng không khó suy luận ra, bọn họ quá mạnh, mạnh hơn sự lý giải của tộc quần tinh hải, không thể tưởng tượng được. Còn nữa, đã nhiều năm như thế, không còn cường giả ở những tinh cầu khác có thể khiêu chiến địa vị của bọn họ sao? Điều này có lẽ không có khả năng, nhưng 10 ngôi sao mạnh nhất đúng là không có sự thay đổi. Ở trong này có lẽ bao hàm luôn huyết tinh. Trong huy hoàng trói loại kia cũng có cảnh tượng huyết tinh tràn khắp tinh không. Trái đất đã từng xếp hạng thứ 11, là việc hoa mắt đến cỡ nào? chư thiên vạn giới cộng tôn, kết quả đột nhiên xuống dốc, cuối cùng trở thành vùng đất chết. Điều này thật sự đáng sợ. Ở đây không thiếu người nhạy cảm. Một số sinh vật cấp vương tỉnh táo lại, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, không còn phấn khởi như trước, chỉ còn cảm giác lạnh người. Chỉ một bài vị, nhưng có thể thấy rõ rất nhiều chuyện. Có thể nói, trái đất đã từng vô cùng huy hoàng nhưng cũng đã từng trải qua chuyện rất đáng sợ. Rất nhiều người cao mày, hoàn toàn yên tĩnh lại, hỏi thăm lão đạo sĩ vị trí xếp hạng của trái đất về sau, muốn tiến thêm một bước hiểu rõ tình trạng. Xếp hạng thứ 11, sau một khoảng thời gian sán lạn, trực tiếp rơi xuống vị trí 97.452. Lão đạo sĩ trầm giọng nói, tất cả mọi người đều há to miệng, vô cùng ngạc nhiên. Trái đất đang giống như mặt trời ban trưa, đột nhiên rơi xuống hơn 90.000 vị trí. Điều này không khỏi quá kinh khủng. Sau đó thì sao? Trái đất bây giờ xếp ở vị trí thứ mấy? Có người nhỏ giọng hỏi. Sau đó, không có sau đó. Lão đạo sĩ nói, trong vũ trụ chỉ ghi nhớ xếp hạng của 100.000 thế giới tinh thần, vượt quá sau 100 thì không còn ghi chép nữa. Nói cách khác, sau khi trái đất rơi xuống vị trí hơn 90.000 đã tiến thêm một bước hạ xuống, đã không còn tư cách tham gia bài vị, bây giờ cũng không biết đã rơi xuống nơi nào. Lúc này, tất cả mọi người đều yên tĩnh, nghĩ đến nhiều chuyện hơn. Từ vinh quang vô thượng hóa thành đất chết, nó rơi thẳng trực tiếp mà không trải qua một sự chậm chạp nào. Điều này có ý nghĩa gì? kết quả khiến cho tất cả mọi người run rẩy không rét mà run trong những năm tháng đó nhất định đã xảy ra một chuyện rất khủng bố đại hắc ám đại huyết tinh trái đất trước đó nền văn minh tiến hóa hẳn rất phát triển nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã biến thành vùng đất chết chuyện này kinh khủng đến cỡ nào chứ so với một số đại thế giới có năng lượng nồng đậm trái đất có lẽ đã sớm bị xem là vùng đất cằn sõi một mảnh hoang vu các tộc thoái hóa vạn vật long đong tai họa ngập đầu trong lòng tất cả mọi người đều không kìm được mà hiện ra mấy chữ như thế. Hành tinh mẹ đã từng trải qua đại họa 10 phần đáng sợ, tất cả tộc đàn đều bị đánh đến thoái hóa. Nếu suy nghĩ sâu hơn nữa, một số cầm vương, còn có thú vương nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ chỉ hiểu được những chuyện vụn vặt rất đáng buồn cười. Nguyên nhân sâu xa bên trong liên quan đến hành tinh mẹ, tổ tiên bọn họ thoái hóa, có lẽ có liên quan đến thủ đoạn tàn nhẫn kia, áp chế huyết mạch bọn họ, khiến cho bọn họ không rét mà run. Sở Phong cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện cho dù trái đất biến thành vùng đất chết, nhưng vẫn sẽ giữ lại rất nhiều cổ thụ thần thánh. Điều này tuyệt không đơn giản, thậm chí, dưới vùng núi này còn có những động phủ truyền thừa vô thượng. Năm đó, khi chiến dịch qua đi, những vật này còn chưa bị mang đi, vẫn còn được giữ lại. Đến nay, bọn chúng đã được khôi phục, dẫn đến người vực ngoại giáng lâm, đủ để chứng minh vấn đề. Xem ra, xếp hạng thứ 11 thật không đơn giản, nhất định rất thê thảm, nhưng cuối cùng cũng có thủ đoạn tự vệ hành tinh mẹ cuối cùng vẫn chưa bị tuyệt diệt vẫn còn để lại truyền thừa tân hòa còn có hậu duệ huyết mạch cẩn thận suy nghĩ lại sẽ khiến cho người ta sinh ra rất nhiều suy nghĩ ta cũng không nhịn được muốn rong chơi trong vũ trụ dần dần lĩnh giáo thủ đoạn của những thần tử thánh nữ kia chinh chiến từng sao trời một quyết chiến với người cổ tinh thần bí nhất sở phong lẩm bẩm nhiệt huyết cuồn cuộn thật sự hắn rất muốn rời khỏi trái đất nhất là đã đoán được chuyện xưa không khỏi kích động trong lòng sở phong ngẩng đầu nhìn trời Hắn phát hiện 10 cổ tinh mạnh nhất không giống bình thường, bên trong không hề có hình dáng cường giả nào cả, chỉ có sương mù hỗn độn bao phủ, trông rất mơ hồ. Ý là những người đó đã siêu thoát rồi sao? Sở phong nhìn chăm chú. Vẫn còn một hàng chữ cuối cùng, các người có muốn nghe không? Lão đạo sĩ lên tiếng, nói cho mọi người biết trên tấm bia đá vẫn còn một hàng chữ. ủng hộ kênh qua link com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mọi người tất nhiên là muốn nghe rồi, nhất trí gật đầu mời lão đọc lên. Sau khi xuống dốc, thời kỳ thượng cổ, bài vị của trái đất rơi xuống hơn 90.000 tên. Thời kỳ đó, tiên dân đã từng tế thiên ở chỗ này, long trọng hiến tế, nhưng không được chư thiên đáp lại, trái đất đã bị từ chối, bị vứt bỏ. Trên tấm bia đá toàn là cổ văn, tối nghĩa khó hiểu. Lão đạo sĩ dịch qua cũng rất đơn giản, khiến người nghe xong đều im lặng. Cường giả chiếu dọi chư thiên cũng không để ý đến nơi này. Sự thật quá kinh người. Nơi đây đã bị vứt bỏ, đáng chết vậy tại sao bây giờ hậu nhân của bọn họ lại muốn đến muốn đoạt chỗ tốt khi trái đất khôi phục sao lúc đó không phải những cường giả kinh khủng đó cũng gặp phải áp lực không hiểu chứ mọi người bàn tán có chút oán hận lão đạo sĩ và cháu gái của mình hơi xấu hổ cảm giác giống như bị tổn thương tương đối mà nói lão ẩu mất đi một nửa cơ thể lại rất bình tĩnh sắc mặt không thay đổi chuyện cũ chính là như vậy cuối cùng lão đạo sĩ thở dài một tiếng kéo tất cả mọi người trở về hiện thực chuyện ngày xưa đã qua đi cần chi phải xa vào oán giận kích động thì có lợi ích gì đâu chứ bây giờ phải bước lên con đường tiến hóa cố gắng quật khởi đó mới là căn bản suy nghĩ nhiều về những thứ đó làm gì về sau thiên nữ hoàng tử từ vực ngoại đến cố gắng bắt lại là được thiên nữ thì làm áp trại phu nhân hoàng tử thì làm tôi tớ sở phong nói một câu khiến cho tất cả đều ngạc nhiên hai mắt nhìn nhau không khỏi im lặng mọi người không dám đáp lại nhìn thoáng qua lão đạo sĩ còn có lão ẩu, đều cảm thấy có chút bất an, bởi vì nghĩ đến hai người này khả năng chính là từ vực ngoại đến. Tiểu yêu nữ lườm nguyết, trừng mắt với sở phong một cái, nhưng rất nhanh trên gương mặt non nớt xinh đẹp tràn ngập mị hoặc, sở phong bảnh trai, ngươi đến bắt ta sao? Ta nhất định sẽ không trốn đâu. Lời này khiến cho lão đạo sĩ tức đến mặt đen lại. Lão không muốn đánh cháu gái, nhưng lại muốn thu thập sở phong. Dừng lại, nơi này có trận vực khắp nền đất. Nếu ta bị ngươi kích thích, vạn nhất kích động, dẫn đến trận vực nơi này khôi phục, hình thành cảnh tượng hủy diệt, ngươi cũng đừng hối hận. Nghe Sở Phong nói như vậy, sắc mặt lão đạo sĩ càng đen hơn. Mọi người lại tranh thủ thời gian khuyên bảo. Thiếu nữ phản nghịch kéo tay áo của lão, lớn tiếng uy hiếp, còn dám không nể mặt cô bé, dám ra tay với sư phụ Sở Phong của cô, bảo đảm cô sẽ tuyệt giao với lão đạo sĩ. Tiểu yêu nghiệt ngươi. Lão đạo sĩ bị tức không nhẹ. Mọi người muốn cười nhưng lại không dám cười. Rất nhanh, suy nghĩ của mọi người một lần nữa bị kéo lại nhìn chăm chú tế phẩm trên tế đàn, trong lòng nóng lên, hận không thể xông lên đoạt sạch sẽ. Bọn họ biết, đây là tế phẩm được sử dụng khi trái đất rơi xuống hạng hơn 90.000. Tế phẩm có thể nói là đỉnh cấp nhưng những sinh vật có thể chiếu dọi chư thiên kia lại không nhận lấy. Một số thú vương vào đầu bứt tai, hận không thể trực tiếp xông lên. Thứ này có sức hấp dẫn quá lớn, có trời mới biết một khi bọn họ có được, sẽ thu được thành tựu như thế nào. Lúc này, có người không ngừng thăm dò, rốt cuộc thấy được một số vật phẩm bên trên bàn thờ ngọc thạch nước bọt như muốn chảy ra có con dấu màu vàng phù văn dày đặc không cần nghĩ cũng biết khả năng không phải vật tầm thường còn có đỉnh đồng thau hết thảy chín cái sắp xếp cùng với nhau mọi người hít một hơi khí lạnh cửu đỉnh kia không phải là cửu đỉnh trong truyền thuyết cổ trung quốc chứ đây chính là đại diện cho giang hà xã tắc thiên hạ quy nhất rất nhanh có người ít thấy rõ một số vật phẩm bên trong dụng cụ bên trên một cái khay ngọc có mấy quả bàn đào to đến giờ vẫn còn đỏ tươi như cũ bao phủ ánh sáng mông lung không bị hư thối đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng bọn chúng vẫn còn rất tươi ngay cả lão đạo sĩ cũng động dung sẽ không phải là bàn đào núi côn luân chứ sau khi trái đất xuống dốc còn có thể kết được mấy quả đúng là khó lường là côi bảo trong mắt tiến hóa giả tiếp theo có người nhìn thấy vật phẩm bên trong một dụng cụ khác giống như búp bê xứ trắng sinh động như thật mẹ nó đừng nói cho ta biết đó chính là quả nhân sâm nhé có đại yêu không nhịn được mà cười to lên những tế phẩm kia quá phi phàm tất cả đều phát sáng khiến mắt người đau nhức có số thì còn có thể thấy rõ nhưng vẫn có không ít bị dụng cụ che chắn căn bản nhìn không thấy các loại tế phẩm rực rỡ muôn màu chủng loại phong phú dù vậy năm đó tế thiên có thất bại có bị từ chối hay không bắt đầu từ thời đại đó hành tinh mẹ đã bị vứt bỏ tất cả mọi người đều đang nghĩ biện pháp leo lên tế đàn hùng vĩ như ngọn núi kia muốn đoạt lấy tế phẩm mỗi một loại đều là tạo hóa lớn nếu có thể đi lên ăn trái cây trên bàn đào có thể tiến hóa một cách nhanh chóng tế đàn trong mắt mọi người quả thật là bảo tàng vô thượng thực sự quá hấp dẫn người khiến cho người ta phải sôi máu bên trong cơ thể sở phong cối say đen trắng đang bị rung động vô cùng khát vọng thứ gì đó nó rất muốn cộng minh với một vật ta có lẽ sẽ có được sở phong có một loại dự cảm mãnh liệt Sở Phong động tâm, rất muốn leo lên tế đàn, nhưng hắn biết không hề đơn giản như vậy. Uy áp chỗ này quá nặng, cho dù lấy tư cách tiến hóa giả như hắn tiếp cận, cũng cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông. Toàn bộ tế đàn rộng đến mức khổng lồ, giống như một thành trì đứng sừng sững đằng trước, các loại tế phẩm trên bàn thờ ngọc thạch đều đang hiển lộ tài năng của chúng. Lúc này có người gầm nhẹ, tùy tiện tiến về phía trước. Sau khi đến gần tế đàn, trực tiếp dọc theo thềm đá xông lên, kết quả lại bị áp chế đến khóe miệng chảy máu. Cơ thể run rẩy. Ầm, cuối cùng, người kia lăn xuống, thân hình lảo đảo, thần hồn bất ổn, sắc mặt trắng bệnh. Hiện tại, tất cả cường giả đều đỏ mắt, nhìn đồ vật trên tế đàn, ai có thể không động tâm chứ? Để ta. Lại có người bước nhanh, muốn leo lên tế đàn, chính là lão hòa thượng Thiên già của Bồ đề cơ nhân. Ông ta cũng đã động tâm. Lão tăng sống đến trăm tuổi mà còn như vậy, những người khác càng không cần phải nói. Dụ hoặc nơi này quá lớn kim ấn, cửu đỉnh, nhân sâm. Tất cả đều quá kinh người. Ví dụ như bàn đào óng ánh đỏ tươi, cho dù đã trải qua rất nhiều năm, vẫn còn tươi giói bên trong dụng cụ đựng, ngay cả lão đạo sĩ cũng phải chảy nước miếng. Loại vật này đối với tiến hóa giả mà nói, chính là côi bảo. Tương truyền, trong thời kỳ thượng cổ, khi trái đất còn chưa triệt để xuống dốc, thường cách một khoảng thời gian, tiến hóa giả sẽ mở tiệc bàn đào, hưởng dụng loại kỳ chân thiên địa này. Loại trái cây này, có trái thì một năm nở hoa một lần, nhưng cũng có trái 10 năm, trăm năm, thậm chí 3.000 năm mới nở hoa một lần. Đương nhiên, mẫu thụ trong truyền thuyết đó đã khô cạn rất nhiều năm, có lẽ chỉ trong thời kỳ trái đất phồn thịnh nhất, khi còn đứng thứ 11 trong vũ trụ tinh hải, sinh cơ mới bừng bừng, sinh sản ra từng đống quả lớn. Bàn đào, chỉ có thần tiên lục địa cổ đại mới có thể hưởng dụng. Những truyền thuyết dân gian liên quan đến Tây Vương Mẫu cũng đều có loại trái cây này. Có người thở dài, ánh mắt nóng rực, tại sao chỉ có thể đỏ mắt nhìn mà không lên được tế đàn sở phong huynh đệ ngươi có biện pháp nào không ngươi chính là nhà nghiên cứu trận vực cường đại nhất trái đất hiện nay cũng chỉ có ngươi mới dẫn chúng ta lên đó được có người lên tiếng tất cả đều nhìn sở phong lộ ra vẻ ước ao sở phong lắc đầu kiên nhẫn giải thích ta thật sự không có biện pháp nơi này không chỉ là vấn đề trận vực chủ yếu là tồn tại một loại khí thế sơn hà tiên dân cổ đại tế thiên bọn họ đã để lại một ý vị trấn áp thiên địa áp chế các loại cường giả hắn nói cho mọi người nghe. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt không hề có trận vực mang tính sát thương. Tất cả mọi người có thể leo lên tế đàn, hưởng dụng tế phẩm. Nhưng khí thế thiên địa nơi này quá kinh khủng. Trên cùng tế đàn gần với thần linh chi địa tồn tại một sự trang nghiêm mà hùng vĩ. Vèo vèo vèo. Cứ như vậy, chỉ trong khoảnh khắc, đã có một số người động đậy. Bọn họ cũng không phải là không tin tưởng sở phong, mà bọn họ nhận được mệnh lệnh, bất đắc di tiến lên phía trước, phụ trách thăm dò. Người của các đại tài phiệt thế lực đỉnh cấp đến không ít, bên nào cũng có nhiều hơn một vị cường giả cấp vương. Có một số người hiện tại đang phụ trách dò đường. Đáng tiếc, sau khi những người này tiếp cận tế đàn, toàn bộ đều bị ngăn cản. Khi dọc theo thềm đá leo lên, bọn họ giống như vác núi mà đi, ép cơ thể phải còng xuống, đầu đồ, đồ đầy mồ hôi. Cuối cùng, tất cả đều kêu lên thành tiếng. Có người lào đảo rút lui, có người ho ra máu, còn có người như hồ lô lăn xuống đất. Có mấy lời sở phong không nói khí thế kia có thể không tính là trận vực nhưng cũng có thể được coi là trận vực nó không phải bố trí của ký hiệu khắc trên nam châm loại thế này trực tiếp dẫn đạo lực núi sông ngưng tụ khí địa mạch và danh sơn câu thông trận thiên địa từ đó hình thành một loại từ trường phức tạp nếu muốn phá giải loại từ trường này cần phải có đại sư trận vực ra tay nhưng cũng có thể không cần phá giải không xem nó là trận vực cứ trực tiếp leo lên tế đàn nó không có gì thay đổi rất đơn giản không có lôi điện phong hỏa các loại, cũng chỉ áp chế sinh vật đến gần, khiến cho người ta có cảm giác như bị chấn áp. Sở phong huynh đệ, thật không có biện pháp nào sao? Có tài phiệt hỏi. Bọn họ không cam tâm, mắt nhìn thấy những tế phẩm, khoảng cách cũng không phải rất xa, nhưng lại không thể làm gì được. Sở phong lắc đầu, đạo hạnh của ta còn thấp, hiện tại không thể dung chuyển được tế đàn này. Các người hãy tự nghĩ biện pháp đi. Hắn nói không sai đâu, nơi này phải dựa vào thực lực cá nhân, ai có thể lấy được tạo hóa chỉ có thể nhìn vào cơ duyên của bản thân lão đạo sĩ nói tất cả tránh ra đúng lúc này lão ẩu chỉ còn nửa cơ thể đột nhiên hành động lăng không bay lên nhào về phía thềm đá tế đàn vèo 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 động tác của bà ta cực nhanh cũng không phải lăng không mà đi mà là hai tay chạm đất nhanh chóng leo lên ngay cả bà ta cũng ngồi không yên đối mặt với tế phẩm trên tế đàn bà ta muốn mạo hiểm ra tay cướp đoạt bởi vì bà ta thấy dị quả nhân đựng bên trên dụng cụ bằng ngọc trắng sáng như tuyết, cực kỳ giống quả nhân sâm, trong lòng không khỏi kích động. Đó là thứ đồ vật rất nghịch thiên. Bà ta cảm thấy, nếu có thể ăn vào, có thể tái sinh lại phần cơ thể bên dưới, thực lực tăng mạnh, lại còn không ngừng tiến hóa. Thực lực lão ẩu quá siêu phàm. Ai cũng không nghĩ đến, bà ta đã bị đốt đến tàn phế, nhưng vẫn có thể dẫm trên đất bằng, nhanh chóng leo về phía trước. Xoẹt. Trong thời khắc mấu chốt nhất, lòng bàn tay bà ta phát sáng, tế ra một thứ đồ vật kỳ lạ nó là một cái thang bằng ngọc, không lớn lắm, dài còn chưa đủ bàn tay. Nhưng cái thang này lại phát sáng, nở rộ phù văn, tràn lên thềm đá tế đàn, giống như trải đường, trông rất quỷ dị. Đây là vật gì vậy? Tất cả mọi người đều bị chấn trụ. Lão ẩu dọc theo bậc thang ngọc phát sáng, một đường hướng lên, nhanh chóng tiến lên bậc thang. Bà ta có thể đi lên sao? Một đám người đỏ ngầu cả mắt. Bậc thang thông thiên. Lão đạo sĩ kêu lên. Trong lòng sở phong hơi động. Hắn từ hải để thạch mà biết được, có đại sư trận vực có thể tạo ra được vật này có thể lấy danh sơn địa thế cho mình sử dụng giống như dẫm trên đất bằng nhà nghiên cứu trận vực đạt đến cấp độ này thật đáng sợ không đúng chỉ là chế phẩm cấp bậc thấp là hình thức ban đầu lão đạo sĩ nói nhỏ hiển nhiên lão ẩu cũng là liều mạng vận dụng vật này muốn xông lên danh sơn quả thật kinh người sở phong co mày lần trước khi còn ở núi tử kim lão ẩy khẳng định không mang theo vật này nếu không hơn phân nửa sẽ không thê thảm như thế hắn đang âm thầm quan sát, suy nghĩ sau khi hắn bày ra trận vực, lão ẩu này có thể nhảy qua bậc thang thông thiên hay không? Rắc! Đột nhiên, cầu thang ngọc trong tay lão ẩu dạn nứt, sau đó ánh sáng phát ra tán loạn. Lão ẩu kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống khỏi tế đàn. Giống như có một luồng sức mạnh khổng lồ nện xuống người bà ta, áp chế bà ta một đường rơi xuống, phịch một tiếng ngã xuống dưới chân tế đàn. Đồ trong tay bà ta cũng bị hủy. Sở phong âm thầm gật đầu, trong lòng hiểu rõ cái gọi là bậc thang thông thiên này còn kém xa lắm chỉ là chế phẩm nhập môn thô giáp hắn chỉ cần nghiên cứu một chút bày ra một số trận vực thì có thể ngăn lại để bần đạo lão đạo sĩ mỉm cười lão bước lên phía trước vèo một cái nhảy lên thềm đá xông lên tế đàn lão dựa vào sức mạnh bản thân chạy thật nhanh cho đến khi bị một luồng sức mạnh hùng vĩ áp chế lại lão mới tế ra một vật phẩm đó là một cầu đá nhỏ chỉ dài hơn một thước được lấy ra từ ống tay áo vèo một tiếng quang hoa lan tràn cầu đá nhỏ nở rộ phù văn trải thành một con đường giống như cầu nối đưa lão lên sở phong im lặng đây vẫn là tác phẩm của nhà nghiên cứu trận vực dùng bảo ngọc từ tinh thông linh làm nguyên liệu chế tạo ra có tên là cầu vượt giới tác dụng của nó không khác gì bậc thang thông thiên đáng tiếc thành phẩm trong truyền thuyết rất khó chế tác một khi thành công sẽ được các nơi xem là chân bảo hiếm thấy bất luận là bậc thang thông thiên của lão ẩu hay là cầu vượt giới của lão đạo sĩ tất cả đều rất thô thiển, thiếu hụt nghiêm trọng, cách thành phẩm quá xa. Bảo vật vực ngoại đúng là không ít, chính là chuẩn bị cho danh sơn đại xuyên. Một số người kinh ngạc, ra ra cố lên. Cô bé hô to, vì lão đạo sĩ mà động viên. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không thể không nói, thủ đoạn của lão đạo sĩ cực kỳ cao siêu và phi phàm. Lão một hơi xông đến, suýt chút nữa đã leo lên được tế đàn. Cuối cùng, lão hất ống tay áo ra tay với cống phẩm trên tế đàn mang theo một luồng gương phong đang bên trên tế đàn cửu đỉnh cách lão gần nhất một cái trong đó bị xúc động phát ra âm thanh sau đó phát ra một gợn sóng hùng vĩ bịch một tiếng cầu vượt giới trong tay lão đạo sĩ vỡ tan lão kêu lên một tiếng rồi lăn xuống chật vật không chịu nổi nhưng lão vẫn không bị thương tất cả đều kinh ngạc một khắc âm thanh đỉnh đồng vang lên thần hồn của mọi người đều rúng động thậm chí một số cường giả cấp vương còn run lẩy bẩy suýt chút nữa co quắp trên mặt đất thật là khủng khiếp ai nấy cũng đều giật mình đây chẳng qua chỉ là một trong chín cái đỉnh mà thôi nhưng nó lại bất phàm như thế vật phẩm hiến tế đúng là quá kinh khủng hai nếu là năm đó vật trên tế đàn sẽ thuộc về ta lão đạo sĩ than thở nhưng cũng không còn cách nào tất cả mọi người đều giống như bị trăm nghìn móng vuốt cào vào tâm bên trên tế đàn có rất nhiều thần vật nhưng lại không cách nào tiếp cận chỉ có thể đỏ mắt quan sát. Một số người lại tìm đến sở phong, nhờ hắn nghĩ biện pháp. Để ta thử một lần, lát nữa các người hỗ trợ ta. Sở phong đứng gần tế đàn, không ngừng suy nghĩ, sau đó bắt đầu khắc ký hiệu lên nam châm. Nếu thật có thể phá giải được thế của tế đàn, hắn tuyệt sẽ không ra tay, cũng không có nghĩa vụ mang theo đám ngư lòng hỗn tạp kia lên theo, một mình đi là được rồi. Sau đó không lâu, hắn bảo một đám cường giả cấp vương tương trợ, ném một số nam châm đã được khắc xong lên trời, sắp xếp có thứ tự, hóa thành trận vực giữa không trung. Hắn đang thí nghiệm, cẩn thận thăm dò, mà không phải ra tay thật sự. Oanh! Hiệu quả kinh người. Sau khi trận vực hình thành, dẫn đến tế đàn phát ra tiếng nổ. Thế đã bộc phát, hung mãnh chấn áp. Trên bầu trời, tất cả nam châm đều nổ nát vụn, hóa thành bột mịn. Nhưng khi tế đàn nổ tung, vật phẩm trên bàn thờ ngọc thạch lại bất ổn, có cái lăn xuống bàn. Ôi chao, là biện pháp tốt, có cái gì đó rơi xuống, tiếp tục dung chuyển, mọi người đầu tiên là ngẩn người sau đó kinh hỷ cảm thấy rất có khả năng đã có một số tế phẩm rơi xuống sở phong thử lại bảo người ta ném nam châm vào một hướng khác giữa không trung trong nháy mắt đã kết thành trận vực ở đó kết quả thế bên trên tế đàn bộc phát lần nữa nghiền ép xuống ma diệt phù văn trận vực khiến tất cả nam châm đều nổ tung một số người nhìn thấy rơi nam châm trời ném nhưng hoàn toàn vô dụng còn chưa đến gần đã bị cản về còn tế đàn thì vẫn không nhúc nhích chút nào chỉ có trận vực mới có thể dẫn dắt thế của tế đàn nổ tung tim sở phong đập bình bịch bởi vì trong quá trình này cối say nhỏ trong cơ thể hắn vốn đã không yên ổn lúc này chuyển động điên cuồng giống như đang kêu gọi thứ gì đó xuống hắn cảm thấy hơi hối hận cho rằng bản thân không nên tùy tiện ra tay như vậy nếu trước mặt những người kia hắn lấy được côi bảo nào đó từ tế đàn đoán chừng sẽ khiến cho tất cả phải đỏ mắt Oanh! nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó cối say nhỏ trong cơ thể rất kỳ quái trong tình huống không ai phát hiện, nó hình thành một lực dẫn dắt, lôi vật gì đó từ trên tế đàn xuống. Cứ như vậy, đồ trên đó đã rơi xuống. Cái đó là, mọi người trợn mắt há mồm, là một cái bát rất lớn, tương đương với cái bồn tắm từ trên trời giáng xuống. Mọi người ngẩn ra, đây là một cái bát đá vô cùng lớn, bên trong dường như có máu chó đen, đen xì xì. Trong quá trình rơi xuống bị lay động, có thứ chất lỏng muốn rớt ra, Ban đầu, đám người phản ứng rất nhanh, muốn xông về phía trước tranh đoạt, kết quả nhìn thấy cảnh này, giống như ông vỡ tổ trốn về phía sau. Mang nó ra xa ta đi. Sở phong kêu lên. Lúc này, hắn không động đậy được. Đây là đồ mà cối xe nhỏ trong cơ thể hắn dẫn dắt đến, giữa hai bên có lực hút vô hình. Hắn không biết vì sao hắn không thể động đậy được. Nhưng đám người kia rất không có nghĩa khí. Đừng nói là đám người tài phiệt, ngay cả cô bé hay gọi hắn bảnh trai cũng đang trốn như trốn tà, không muốn cho máu dính vào bởi vì khi thứ này rơi xuống cảnh tượng quá kinh người bên trong cái bát đá chuyển đến tiếng chó sủa còn chất lỏng đen nhánh kia thì quá khiếp người khi rơi xuống máu chó màu đen tóe lên trong hư không xuất hiện khói đen lão tông sư ngược lại muốn ra tay nhưng khoảng cách quá xa trước đó ông nghe theo lời của sở phong canh giữ cửa ra vào lo lắng con thần thú con kia chạy trốn sau đó ông chạy đến nhưng cũng không đến gần sở phong một bát máu chó thật lớn, đen nhánh, lại có tiếng chó sủa, thực sự quá quỷ dị, ai cũng không nguyện ý đụng đến. Vèo. Trong thời khắc mấu chốt, Lâm Nặc Y ra tay. Cô cách khá xa, đánh ra một cục đá, vừa lúc đánh vào bên trên cái bát lớn. Cong một tiếng. Mặc dù cái bát lay động, nhưng không thay đổi phương hướng, vẫn thẳng tắp rơi xuống phía sở phong. Bên trong cái bát, tiếng chó sủa không dứt, máu đen văng khắp nơi, đúng là rất cổ quái. Sở phong kêu thảm, khổ quá trời đi, cối say nhỏ trong cơ thể hắn quyết định chọn cái bắt lớn, giữa hai bên thu hút lẫn nhau, liều mạng dẫn dắt, hắn không muốn chúng chiêu cũng không được. Nhưng vào lúc này, hắn âm thầm vận dụng năng lượng tinh thần, muốn chuyển cái bắt lớn sang hướng khác nhưng cũng không làm được. Đây rốt cuộc là cái bắt gì, lại có thể khiến cho năng lực siêu phàm của nhục thân và tinh thần hắn mất đi hiệu lực. Phù một tiếng, cái bát lớn nện vào người sở phong, khiến cho mắt hắn nổi đom đóm. Máu đen văng khắp nơi, dính vào người hắn, tiếng chó sủa vẫn vang lên không ngừng. Thật sự là quỷ dị. Sở Phong muốn nguyền rủa, muốn chửi ầm lên, nhưng bất hạnh thay, hắn lại không cách nào tránh né, danh phủ kỳ thực bị dính một thân cẩu huyết, đúng là quá xui xẻo mà. Khu vực tràn ngập sương mù màu đen, máu chó văng khắp nơi. Mơ hồ trong đó còn có chó đen đang chơi đùa, chạy tới chạy lui, không ngừng sủa lên. Sở Phong cảm thấy kỳ lạ, bởi vì khi cái bát đập xuống người hắn thì bể nát, có thứ gì đó chui vào trong cơ thể của hắn. Rất nhanh, hắn hiểu ra vật kia là vật gì vật chất màu đen, cùng loại với cối say trong cơ thể hắn. Đối với một tiến hóa giả kim thân La Hán mà nói, đây là loại thuốc thần thánh, chỗ tốt đối với bản thân rất lớn. Nhưng đối với tiến hóa giả cấp bậc thấp, đây chính là độc dược chí mạng. Loại vật chất này bình thường đều giấu tại khu vực không người trong vũ trụ, cực kỳ khan hiếm, ngay cả yêu thánh cũng khó mà tìm được. Đồng thời thứ này bị da đá bao vây, nhìn không thấu. Cái bát lớn bằng đá này chính là da đá đặc biệt, bên trong cất giấu vật chất màu đen. Hiện tại cái bát đã vỡ vụn, thứ vật chất đặc biệt đó tràn ra, một mạch chui vào trong cơ thể sở phong. Sở phong rốt cuộc hiểu ra, vì sao cối xe nhỏ lại dẫn dắt cả hai cộng minh, thậm chí còn có cảm giác đói khát. Đây là vật chất đồng nguyên. Máu đen bốc khói, một con chó sổ lên không ngừng. Không ai chú ý đến, khi thứ chất lỏng màu đen kia văng khắp nơi, vật chất nồng đậm trong cái bát toát ra, như mây khói tiến vào bên trong cơ thể sở phong. Mọi người chỉ thấy ở đó một mảnh hỗn độn, sau khi máu đen rơi xuống không ngừng bốc hơi, sương mù cuồn cuộn, đồng thời âm thanh cổ quái, tiếng chó sủa vẫn không dừng lại. Anh bảnh trai, ngươi không sao chứ? Quá xui xẻo rồi, đúng là điển hình của cậu huyết lâm đầu. Cô bé chớp chớp đôi mắt to ngập nước, đứng ở nơi đó làm ra vẻ đồng tình. Nhưng vừa rồi cô bé lại là người chạy nhanh hơn so với ai khác, không hề nghĩ cách cứu viện, hoàn toàn chán ghét cái thứ chất lòng màu đen đó. Sở phong làm ra vẻ bi phẫn để che giấu sự dũng động trong lòng, hắn thật sự không dự liệu được thứ chất lỏng màu đen đó lại chạy vào trong cơ thể của hắn. Nhưng đối với hắn mà nói, nó không phải độc dược chí mạng, ngược lại còn trở thành thuốc bổ. Bởi vì cối say đen trắng kia đang điên cuồng xoay tròn, nhanh chóng hấp thu vật chất này. Hiện tại xem như đã nhìn ra, vật chất kết thành cối say nhỏ trong cơ thể vốn không nhiều lắm, nhưng bây giờ thì đủ rồi. Trên thực tế, muốn tìm loại vật chất này, vô cùng gian nan. Đi khắp thế giới tinh thần cũng chưa chắc có thể gặp được, nhưng trên tế đàn này lại có loại tế phẩm đó, Mặc dù bị dính một thân máu đen, nhưng Sở Phong lại âm thầm cảm thấy may mắn. Thứ này đối với cối xay nhỏ mà nói, giống như thuốc bổ vậy. Sở Phong hơi hiểu ra, trước kia cối xay nhỏ thành hình thì bất động, giống như bị lớp màng thai bao phủ, vẫn luôn được bồi dưỡng bên trong, có thể là do thiếu chất dinh dưỡng. Hiện tại vấn đề đã được giải quyết viên mãn. Lúc này, hắn chú ý đến bên trong cơ thể, sau khi vật chất màu đen được hấp thu, có một nửa tự động biến thành vật chất màu bạc, phi thường kinh người. Nên biết rằng, dựa theo những gì Hoàng Ngưu nói, nghĩ ra loại biến dị này đơn giản là không có khả năng, quá hiếm lạ, chỉ thấy trong truyền thuyết của người thế giới sao trời mạnh nhất. Với hắn bây giờ, cối say nhỏ lại có thể tùy ý chuyển hóa thành vật chất màu bạc. Đến cuối cùng, vật chất màu đen giống như mây khói, toàn bộ bị cối say nhỏ hấp thu, hóa thành hai màu đen trắng, ngưng thực đến mức độ không còn gì hơn. Nên biết rằng, loại vật chất này ban đầu xen lẫn năng lượng, bây giờ chỉ còn là thuần vật chất. Đến giờ phút này, sở phong có một cảm giác thỏa mãn muốn nợ một cái cối say đen trắng nhỏ một lần nữa trở nên mông lung xuất hiện một tầng sương mù tràn ngập từng tia tiên khí bao phủ nơi đó hắn biết cối say nhỏ cần chất dinh dưỡng nếu tiến thêm một bước chắc chắn rất nhanh nó có thể xuất thế hắn ngừng quan sát trong cơ thể bắt đầu chú ý bên ngoài đúng là thê thảm chật vật cả người đầy máu đen ẩm ướt toàn thân cao thấp không chỗ nào là không ướt người bên ngoài xem ra hắn đứng im nơi đó không nhúc nhích giống như bị đánh đến phát mộng. Sở phong huynh đệ, ngươi không sao chứ? Có người hỏi. Khương Lạc Thần, lão tông sư, lâm nặc y tiến về phía trước, không tim không phổi nhìn hắn. Ta còn có thể có chuyện gì chứ? Tắm rửa long huyết, phúc khí từ trên trời rơi xuống. Các người có hiểu không, đây chính là tạo hóa thiên đại. Sở phong nói hưu nói vượn một cách nghiêm túc. Mọi người im lặng. Cái gì là tắm rửa long huyết? Đó là máu chó đen đấy, vừa rồi còn có tiếng chó sủa, đúng là kỳ quái nhưng lúc này lại có người kêu to, chính là lão đạo sĩ, biểu hiện hơi kích động, nắm tay cháu gái của mình chạy về phía sở phong. Người gặp có phần, mau cho ta chút máu chó đen. Lão gào to, đảo mắt đã đến gần, đưa tay sở soạn thân người dính máu đen của sở phong. Cô bé hoa dùng thất sắc, ra sức dãy dụ muốn chạy trốn. Cứu mạng, lão già chết tiệt thả ta ra, buồn nôn quá đi. Đây là máu đen vạn năm, có rất nhiều chỗ tốt cháu không hiểu đâu, giá trị rất chân quý, nếu không làm sao được xem là tế phẩm chứ. Lão đạo sĩ nắm chặt không buông, vừa nói vừa sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái. Ai cha? Cô bé kêu thảm, rất muốn trực tiếp cắn người. Tình huống như thế nào vậy? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, biểu hiện cổ quái. Đây không phải là cầu huyết chân chính, mà là máu do viên đá ngưng rục ra. Huyết dịch sinh ra vạn năm sẽ có tiếng động vật kêu, ví dụ như chó, mèo, báo, người vạn năm trở lên sẽ có tiếng rồng kêu nói cho các người nghe các người cũng không hiểu đâu lão đạo sĩ vừa nói động tác rất nhanh chóng bôi máu đen từ trên người sở phong lên người mình đồng thời còn bôi lên người cô bé tất cả đều trợn mắt há mồm quả thật đang gặp quỷ sao nhưng nhìn lão đạo sĩ cũng không giống như đang gặt người không cần thiết phải buồn nôn như vậy dù sao trên người lão bôi nhiều máu đen nhất mọi người nhìn thấy cũng chỉ im lặng chỉ có cô cháu gái của lão là kêu thảm vừa đá vừa cắn chết cũng không chịu phối hợp chẳng lẽ là loại máu kia đúng lúc này lão ẩu chỉ còn nửa cơ thể lộ ra sắc mặt khác thường vèo một tiếng đã vọt đến cũng bắt đầu bôi máu đồng thời bà ta còn ra hiệu cho lâm nặc y làm theo bà ta một đám người không còn gì để nói vèo 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 lúc này một nhóm người vọt đến bọn họ nhìn thấy người vực ngoại mà còn làm như vậy cũng chẳng có gì phải do dự bắt đầu cùng nhau hành động các người là đồ biến thái sở phong kêu to Vốn hắn đã rất thê thảm, hiện tại còn bị người ta sờ túm lưng quần, chẳng ra làm sao cả. Không cần nhiều như vậy đâu, chỉ cần dính chút khí cơ là được rồi, làm quá cũng vô dụng." Lão đạo sĩ có lòng tốt nhắc nhở, kéo cháu gái của mình xông ra khỏi đám người. "Ta không sống nổi mà. Lão già chết tiệt, ông quá xấu rồi. Mặc dù ta thích Sở Phong bảnh trai, nhưng cũng không muốn dính cái thứ máu chó đen trên người của hắn." Cô bé kêu thảm. Sở Phong thật sự không hiểu thấu hắn bị người ta tranh đoạt là do lão già đó dẫn đến. Lão hòa thượng, ngươi cũng đã hơn 100 tuổi rồi, còn sờ loạn lên người ta nữa. Sở phong gào lên. Đồng thời hắn chừng mắt nhìn một số nữ vương giả, nói, các người thận trọng một chút. Sau khi yên tĩnh lại, mọi người hầu như chỉ bôi một chút máu đen, ngay cả lâm nặc y và khương lạc thần cũng không ngoại lệ. Gương mặt trắng muốt của hai cô có không ít vằn đen. Lão đạo sĩ, ngươi không lừa chúng ta chứ. Rốt cuộc cũng có người tỉnh táo lại đừng nóng vội, sẽ có thay đổi ngay. Có thể nói, đạo gia ta nhắc nhở các người chiếm được tạo hóa, nhưng còn phải nhìn xem các người có phúc khí hưởng thụ hay không. Lão đạo sĩ bình tĩnh nói, đột nhiên, sở phong là người đầu tiên phát sinh biến hóa. Trên người hắn dâng lên từng luồng ánh sáng đỏ, sau đó nhục thân trở nên óng ánh, bao phủ một tầng ô mang, khiến cho ngoài thân của hắn người phần sáng lóng lánh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé tất cả mọi người đều giật mình kêu to đúng là có thay đổi thật chuyện gì xảy ra thế mọi người kinh ngạc nhìn sở phong trên người hắn quang vũ từng điểm nếu không phải ô quang thì chẳng khác nào vũ hóa phi tiên vô cùng trói lọi đừng nói chỉ có cơ thể của hắn ngay cả tóc cũng giống như vậy tràn ngập một lớp ánh sáng mỏng bao phủ hắn lại mọi người đều kinh hãi tất cả nhìn rất chăm chú muốn biết rốt cuộc hắn sẽ biến hóa như thế nào chính sở phong cũng đang giật mình bên ngoài thân ấm áp cái gọi là máu chó đen đang trở thành một loại ánh sáng linh tính, muốn từ lỗ chân lông rót vào trong thân thể của hắn. Hơn nữa, theo thời gian lặng yên trôi qua, loại khí cơ này càng thịnh vượng hơn, càng thêm nóng hổi, sau đó thiêu đốt như hồng lô. Mới đầu hắn không có ngăn cản, mặc cho ánh sáng màu đen lưu chuyển. Đi vào bên trong cơ thể, cảm giác rất thư sướng, ánh sáng linh tính dọi khắp nơi. Nhưng mà, đúng lúc này, cối say nhỏ đen trắng trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động, cũng không nhanh, có thể nói là chậm chạp hơn nữa còn chuyển động dưới tình huống mây mù bao khỏa trong chốc lát ánh sáng linh tính màu đen tán loạn toàn bộ bị buộc đi ra ngoài thân thể trực tiếp bị nghiền ép ra cối say nhỏ đen trắng bá đạo vô cùng ừm sở phong lộ ra sắc mặt khác thường đây là có chuyện gì hắn bắt đầu cẩn thận hơn bởi vì cối say nhỏ đen trắng này nghiền ép cạn bã lưu lại tinh túy có thể nói là thần diệu dựa theo hoàng ngưu nói loại vật này về sau là đồ vật cực kỳ trọng yếu liên quan đến đạo quả của bản thân thế nhưng là nó bài xích ánh sáng màu đen, chướng mắt nó, trực tiếp xua tán đi. Mặc dù sở phong không có quay đầu, nhưng lại dùng thần giác chú ý lão đạo sĩ, lại phát hiện trên mặt lão gia hỏa này chợt lóe lên một nụ cười lạnh, giống như là đang xem kịch. Sở phong yên lặng, lão khốn nạn này quả nhiên không có ý tốt, đây là đang lừa dối người, cái gọi là dòng máu màu đen đản sinh tại trong kỳ thạch này chưa chắc là đồ tốt. Đúng lúc này, trên người lão đạo sĩ có bắt đầu phát ra ánh sáng đen, điểm điểm quang vũ, để cho ông ta nhìn rất tiên phong đạo cốt, giống như muốn đăng tiên mà đi. Bề ngoài của lão gia hỏa này cũng quá tốt. Ai u, đến phiên ta. Lão đạo sĩ quái khiếu, nhanh chóng lấy ra một que gỗ phong cách cổ xưa, toàn thân ông ta sáng trói, đem ô quang bức vào que gỗ. Sở phong xem xét, liền biết hỏng chuyện, lão già này quả nhiên không phải thứ gì. Đây mới là cách dùng thật sự, thế mà đang gạt hắn, lừa dối hắn dùng thân thể hấp thu ánh sáng đen bất quá lúc này hắn cũng không hoảng hốt bởi vì có cối say nhỏ đen trắng tại trong cơ thể căn bản cũng không sợ lão đạo sĩ hướng về phía thiếu nữ có vấn đề hô cháu gái người ngốc đó làm gì tranh thủ thời gian động thủ loại máu đen này là thần vật có linh tính sau khi hỗn hợp với huyết khí của tự thân thì có thể dùng để ôn dưỡng binh khí làm cho thông linh thậm chí nuôi ra thần chỉ đừng lãng phí mất lão đạo hắc tâm nhãn này giờ khắc này đừng nói sở phong ngay cả những người khác cũng đều muốn đạp ông ta Quá thiếu đạo đức, rõ ràng là dùng để dưỡng binh khí, ông ta lại lừa dối tất cả mọi người. Tổ phụ, ngươi quá xấu rồi, ngươi như thế có thể hố người như vậy? Sở Phong xoái oa oa sẽ xảy ra chuyện sao? Hắn hấp thu ánh sáng đen vào trong cơ thể. Thiếu nữ phản nghịch vẫn còn có lương tâm, của trách và oán trách ông nội của mình. Không có việc gì, thứ này tiến vào trong cơ thể cũng không sao, có thể đem ôn dưỡng một ít bộ phận của cơ thể hắn, khiến nó có linh tính. Lão đầu tử cười hắc hắc nói, ông ta vừa nói vừa đem toàn bộ ánh sáng đen rót vào trong binh khí gậy gỗ của ông ta để nó ánh sáng linh tính đại thịnh giống như có sinh mệnh lúc này cơ thể của thiếu nữ có vấn đề cũng bắt đầu phát sáng từng đợt ánh sáng đen hiện lên bên ngoài thân thể của thiếu nữ hỗn hợp có huyết khí nhiễm phải hơi thở của thiếu nữ dựa theo lão đạo sĩ nói bây giờ chính là thời điểm tốt nhanh lên không phải ngươi muốn tế luyện thân thể của mình thành binh khí chứ thứ này tuy tốt nhưng có chút di chứng lão đạo sĩ lo lắng thúc giục lão lỗ mũi trâu. Sở phong nguyền rùa, lão đạo chết tiệt này quá không phải thứ tốt, thế mà hại hắn. Tiểu tử, ngươi từng phóng hỏa ở núi tử kim đốt cháy đạo ra, đây là cho ngươi một bài học. Lão đạo sĩ cười quái dị. Lúc này, tranh thủ thời gian lần nữa thúc giục cháu gái của mình, nói, nhanh lên, trễ một bước nữa mà nói, nếu ánh sáng đen này cô động ở trên thân thể của ngươi, về sau xảy ra vấn đề, tỉ như xuất hiện tiếng chó sủa. Hố cha! Giờ khắc này, tất cả người ở đây đều bị dọa, Từng người sắc mặt trắng bệch, hiện trường lập tức gà bay chó chạy, tất cả mọi người đang cuống quýt tìm kiếm binh khí. Bởi vì, suy nghĩ một chút, hậu quả đó thật là đáng sợ, về sau trong thân thể phát ra chó sủa, cảnh tượng kia thật sự là không dám tưởng tượng. Thiếu nữ có vấn đề ngày thường không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ lại bị hù hoa dung thất sắc, gương mặt nhỏ trắng bệch, nhanh chóng lấy ra một cái linh đang trắng muốt, đem ánh sáng của máu đen bức vào trong đó. Một đám người đều muốn chửi mẹ, luống cuống tay chân, đây là cơ duyên nhưng là chậm một bước mà nói sẽ dẫn tới hậu quả kinh khủng có ít người nhìn trộm nhìn sở phong có đồng tình cũng không ít cười trên nỗi đau của người khác không có việc gì đừng sợ lúc này lão đạo sĩ an ủi đám người nói nam nhân không cần lo lắng thứ này có thể để cho thể phách của các ngươi cứng cỏi như binh khí có ánh sáng linh tính cường đại đến cấp độ nhất định có thể lấy thân là binh trong cơ thể xuất hiện một chút tạp âm cũng không quan trọng lão đạo khốn kiếp lúc này có người kêu to, bởi vì trên người hắn ta không có binh khí, ánh sáng đen thật muốn ngưng kết ở trên nhục thân. Về sau trong cơ thể có tiếng chó sủa, vậy thì thật sự là bi thảm. Cho dù lâm nặc y ngày thường lãnh diễm như vậy, bây giờ cũng đang nhanh chóng hành động, không thể bình tĩnh. Sở phong rất thong dong, bởi vì hắn biết đây là vật gì, các lộ tài phiệt đã từng đưa cho hắn một chút tàn thiên liên quan tới trận vực. Trong đó có mấy tấm giấy khô héo từng đề cập tới, đây là một loại bí dịch, Đản sinh ở trong viên đá cũng không phải là huyết dịch gì đó mà lão đạo sĩ nói, càng không khả năng là máu chó đen. Đây là một loại trong thiên tài địa bảo, có được linh tính cường đại, có thể làm cho binh khí thông linh, thậm chí dựng dục ra thần chỉ trong binh khí, sinh ra ý thức tự chủ. Bởi vì loại chất lỏng này chính là như vậy, thần bí khó lường, tự thân liền dưỡng dục lấy linh tính kinh người. Bí dịch sinh ra trong viên đá vạn năm trở lên, liền sẽ có các loại tiếng kêu của động vật, mà vượt qua 10 vạn năm, linh tính sẽ kinh khủng vô biên có thể truyền ra tiếng rồng gầm tiếng phượng hót các loại ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé đương nhiên cũng không phải niên đại càng lâu càng tốt bởi vì vượt qua niên hạn nhất định chất lỏng thần bí này sẽ khô cạn triệt để trôi mất tinh hoa sở phong lần nữa không nhịn được muốn nguyền rùa thật sự là hố người thứ này lẫn vào trong thân thể cùng lẫn vào trong binh khí không có khác nhau đem một bộ phận huyết nhục dưỡng ra linh tính nhà nghiên cứu trận vực đọc lướt qua quá rộng, trong đó tìm kiếm kỳ chân dưới mặt đất, trong danh sơn, chính là một trong công việc mà bọn họ phải làm. Cho nên, trong bản chép tay nghiên cứu trận vực sẽ đề cập tới những vật chất kỳ dị này. Sở phong có cối say nhỏ đen trắng, thứ này không xâm lấn được, hắn chậm rãi đem toàn bộ ánh sáng đen rót vào trong thanh phi kiếm xích hồng. Hắn không có triển lộ năng lượng vương cấp, bây giờ hắn chỉ là cái giác tỉnh giả. Bí dịch màu đen tuy tốt, nhưng là hắn không có cân nhắc rót vào trong kim cương trác, hắn cảm thấy còn chưa đủ xứng đôi nó bởi vì cối say nhỏ đen trắng trứng mắt nhưng dùng để ôn dưỡng phi kiếm cũng đủ nếu có bí dịch chuyển ra tiếng rồng gầm ngược lại là có thể cân nhắc kim cương trác sở phong tự nói lúc này tất cả mọi người rất dối ren ngay cả lão đạo sĩ cũng không ngoại lệ đang dùng ánh sáng đen tế luyện thanh thiêu hỏa côn kia sở phong lườm lão đạo sĩ một chút hắn nhanh chóng khắc ký hiệu vận dụng các loại nam châm yên lặng bố trí trận vực dưỡng binh xung quanh mình Khối trận vực này đem chén bể còn có chất lỏng màu đen rơi trên mặt đất bao phủ ở bên trong. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, căn bản không để ý tới những thứ vụn vật khác, ngay cả lão đạo sĩ cũng như vậy, ôn dưỡng và tế luyện binh khí của mình, rất chuyên chú. Bởi vì, cái này liên quan quá lớn, ông ta không dám phân tâm, binh khí có linh tính đối với tiến hóa giả mà nói, quá trọng yếu. Sở Phong hạ thấp tư thái, đi tới bên cạnh lão đạo sĩ tiến hành ôn hòa quấy rối, ngôn từ thành khẩn, nói mình trước kia không đúng. Xin ông ta hỗ trợ bỏ đi tai họa ngầm của ánh sáng đen. Lão đạo sĩ vội vàng, không muốn bị hắn quấy nhiễu, thuận miệng ứng phó, nói, không có việc gì, ngươi cũng không phải nữ nhân, trên thân ngẫu nhiên phát ra tạp âm, không tính là cái gì, ngược lại sẽ để cho thực lực ngươi tăng tiến. Đạo gia mặc dù tâm nhãn không lớn, nhưng bản tính không xấu, sẽ không hố ngươi. Lão đạo chết tiệt, cái này còn không hố người. Đây là lời trong lòng của Sở Phong, nhưng là mặt ngoài lại giả vờ khốn khổ, không ngừng cố ý quấy rối. Cuối cùng hắn càng là tiến một bước tư thế rất thấp cúc cung kéo lão đạo sĩ đi vào chỗ chén bể đạo gia mời tới bên này trên mặt đất còn có máu đen có thể giúp ngài tăng thêm linh tính cho thanh thiêu hỏa côn này ngài từ từ tế luyện tranh thủ để nó trở thành kim cô bổng đây là đả long côn có được hay không đi qua một bên lão đạo sĩ rất gấp gáp qua loa hắn sau khi xê dịch bước chân vắt tay để hắn đi ra cũng nói cho hắn biết xong việc sẽ giúp hắn nghĩ cách Sở Phong rất thức thời, lui ra ngoài một khoảng cách, đi dạo vòng quanh lão đạo sĩ, dáng vẻ muốn tiếp cận ông ta, cứ như đang muốn nói lại thôi. Trên thực tế, hắn không quá yên tâm, âm thầm không ngừng thả nam châm, khắc ký hiệu, đặt ở giữa loạn thạch chung quanh. Bây giờ, khu vực này bị hắn bố trí xuống 8 tầng trận vực dưỡng binh. Bởi vì, hắn căn cứ ghi chép trong trận vực bản chép tay tàn thiên, biết nó có thể dưỡng binh khí, cũng có thể nuôi người, bây giờ hắn đang dưỡng lão đạo đây. Lại đến một phần thôi hóa phủ văn đi. Sở Phong lẩm bẩm, hắn sợ dưỡng binh hiệu quả quá chậm, bắt đầu tăng lên hiệu suất cho nó, cấp tốc dưỡng lão đạo. Sau đó, khu vực này an tĩnh, tất cả mọi người đang chuyên tâm ôn dưỡng binh khí, không người nào dám phân thần. Sở Phong cũng bình tĩnh trở lại, không nhanh không chậm loay hoay phi kiếm màu đỏ, ánh sáng đen toàn thân đều rót vào đó, không để lại một chút nào trên người. Về phần tiến vào trong cơ thể đều bị cối xay nhỏ đuổi ra ngoài. Tiếp theo, hắn đi đến chỗ đủ xa, lại bắt đầu bố trí trận vực dưỡng binh, trực tiếp bố trí 10 tầng, sau đó, hắn ném phi kiếm vào đó. Sau nửa canh giờ, linh tính của phi kiếm tăng vọt, ánh sáng đỏ sán lạn. Sở phong kinh ngạc, cái gọi là máu đen các loại cũng không thay đổi nhan sắc của nó, đều bị hấp thu. Trong lúc mơ hồ, phi kiếm đang rung động nhẹ nhẹ, muốn bay lên. Hắn biết, tế luyện hoàn thành, đi qua nhặt lên. Sở phong không có sử dụng ngự kiếm thuật, dù sao ấn tượng của người ngoài với hắn là hắn đã bị tàn phế, rơi xuống khỏi vương cảnh, trở thành một cái rác tỉnh giả hắn dùng ngón tay nắm vuốt thanh kiếm nhỏ huy động nó nó phát ra biến hóa kỳ dị kiếm thể ánh sáng đỏ rực rỡ hơn nữa còn truyền tới từng tiếng chó sủa sở phong trợn mắt hốc mồm nói về sau có thể gọi phi cẩu ha ha đúng lúc này lão đạo sĩ cũng đang cười to cầm gậy gỗ trong tay khoa tay múa chân thật cao hứng bởi vì đại công có thành go 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 khi hắn luân động gậy gỗ, ngoại trừ ép hư không run rẩy, bản thân gậy gỗ đó cũng đang kêu, phát ra tiếng chó sủa. Quá có linh tính, ôn dưỡng tới mấy năm, gậy gỗ này nói không chừng liền sẽ đản sinh ra thần chỉ của bản thân nó. Đạo ra, cho dù xuất thần chỉ, cũng là con chó, không tốt lắm đâu. Sở phong tê liệt hắn, mở miệng nói chuyện, không muốn hắn đi ra khu vực kia. Người biết cái gì, thứ này có thể tiến hóa, có thể không ngừng thuế biến, đầu tiên là cẩu thần, về sau nói không chừng sẽ trở thành long thần các loại. Ân, nếu như tìm tới bí dịch màu vàng 10 vạn năm trở lên, lần nữa để cho binh khí của ta tiến hóa, vậy chắc chắn chính là tiếng rồng gầm. Lão đạo sĩ đắc trí đồng thời lại lẩm bẩm, thành công nhanh như vậy, hiệu quả tốt lạ thường. Sở Phong bĩu môi, âm thầm oán thầm, đều bố trí xuống 8 tầng trận vực dưỡng binh cho ngươi, đồng thời cấp dưỡng cho cả ngươi, hiệu quả có thể không tốt sao? Lúc này, Sở Phong liên tục nói, tê liệt lão đạo sĩ Ai u, đáng chết, đây là có chuyện gì? Lão đạo sĩ kêu to, ông ta không còn tế luyện binh khí, sau khi thu hồi lại, thần giác nhạy cảm, cảm giác tự thân bất thường. Ta, lão đạo sĩ nguyền rủa, bởi vì trên người ông ta có ánh sáng đen, hơn nữa còn rất có quy luật, hóa thành các loại đường vân. Cái gọi là trận vực dưỡng binh, hoạt động trong im lặng, đem máu đen trên mặt đất lạc ấn lên trên người của ông ta, tiến hành dưỡng binh lão đạo sĩ quá sợ hãi, cuống quýt tập trung tinh thần, vận chuyển năng lượng tự thân, muốn ngăn cản hết thảy. Tức chết ta vậy. Ông ta gầm thét. Bởi vì, cái này có tính hiệu lực trong thời gian nhất định, thứ này nhiễm đến trên người, cần tại trong thời gian nhất định bước ra, nếu không sẽ rất khó diệt trừ. Lão đạo sĩ tức hổn hển, ông ta rất khó bỏ đi loại ánh sáng đen này. Ông ta vận dụng bí pháp, nghĩ trăm phương ngàn kế làm dịu, dùng hết lực lượng đi khu trừ. Cuối cùng việc lão đạo sĩ làm cũng mang lại chút hiệu quả, rất nhiều đường vân ảm đạm, thậm chí tán loạn, nhưng một ít bộ vị hay vẫn hiển hiện, để lại lạc ấn. Tỉ như, về sau, cái mông bị thái âm và thái dương hỏa tinh đốt cháy qua, chính là nơi tai nạn nặng. Đạo ra, nhiều nơi trên người ngài đều phát ra ánh sáng màu đen, thật sự là quá có linh tính. Sở phong mở miệng, cười trên nỗi đau của người khác. Lão đạo sĩ gấp, nghĩ hết biện pháp, cuối cùng cái mông đột nhiên bộc phát ánh sáng, đồng thời truyền đến tiếng chó sủa. Thảm rồi, Ông ta tái mặt, cái chỗ này linh tính chắc chắn không trừ được. Lợi hại, muốn luyện bản thân thành bình khí, không đúng, nơi đó ra dày thịt béo mới đúng." Sở Phong nói ra. "Vô lượng thiên tôn, tức chết bản đạo." Lão đạo sĩ sắp nổi điên, cuối cùng ông ta ngồi xếp bằng xuống, muốn sử dụng bí pháp cấm kỵ tiến hành nếm thử. Nhưng mà, ông ta biết hy vọng không lớn, có chút bộ vị nhất định in dấu lên ánh sáng linh tính. "Đi nhanh lên." Sở Phong nói nhỏ với lão tông sư. Lão tông sư vẫn luôn rất bình tĩnh, bởi vì ông ấy không có đoạt lấy loại chất lỏng màu đen này, rời đi phong thiện chi địa. Lão tông sư hỏi: "Nhân cơ hội này, thử một chút xem có thể bắt được con thần thú kia không?" Sở Phong nói ra, đồng thời, hắn chuẩn bị chạy trốn, bởi vì một khi lão đạo sĩ tiếp nhận sự thật, sau khi an tĩnh lại, chắc chắn sẽ phát hiện trận vực dưỡng binh chung quanh, đoán chừng sẽ liều mạng với hắn. Sở Phong thừa dịp lão đạo sĩ ngồi xếp bằng bế quan, vắt chân lên cổ phi nước đại, sau khi đi vào rừng gai phát sáng, hắn tế ra phi kiếm thử một chút. Quảng, quảng, quảng. Tiếng chó sủa rất lớn, thanh phi kiếm đỏ tươi kia, ở giữa không trung nhanh như điện chớp, giống như muốn cắn người. Sở phong trợn mắt hốc mồm, kiếm thể này uy năng tăng vọt, tuyệt đối rất khủng bố. Nhưng là, quá quái dị, giống như con chó con muốn cắn người lung tung. Sở phong sắc mặt là lạ, nhìn xem phi kiếm hắn biết thứ này quá lợi hại vượt xa quá khứ bản thân nó có thể tản ra năng lượng kinh người nó có linh tính đáng sợ có thể tự động hấp thu năng lượng thừa số rời rạc trong hư không nhưng là thứ này quá quái lạ lúc giao chiến chó sổ một trận này sẽ khiến cho địch nhân bị hù dọa hay là sẽ cười vang đây về sau chẳng lẽ phải kêu ngươi là phi cầu thật sở phong lẩm bẩm sau đó cùng lão tông sư tiếp tục vắt chân lên cổ phi nước đại Đi vào chỗ lớp phòng ngự hình tròn màu vàng đã bị phá toái, hắn ngừng lại, chạy đến khu vực bị hắn bố trí trận vực, nhìn kỹ lại, không có bị phá hư. Hay là đi trước đi, sau đó lại đến bắt thánh thú ấu tử. Sở Phong suy nghĩ, bởi vì sợ lão đạo sĩ đuổi theo liều mạng với hắn. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn lại bố trí một phen ra cố trận vực, sợ sinh vật hư hư thực thực bị vây ở khu vực thần bí đó chạy thoát. Đi, đi, đi. Sở Phong vội vã, cùng lão tông sư cùng nhau chạy trốn về phần đồ vật trên tế đàn hắn rãnh bận tâm bởi vì bây giờ thật không có cách nào đi lên có thể đem cái bát đá kia lấy xuống cũng là nhờ vào công lao của cối say nhỏ trước tế đàn lão đạo sĩ nhắm mắt ngồi xếp bằng toàn thân đều đang bốc lên từ khí thực lực kinh khủng để bà lão gãy mắt một nửa thân thể cách đó không xa đều kinh hãi ông ta dáng vẻ trang nghiêm như là một lão thần tiên an tĩnh im ắng cơ thể oánh oánh lập lòe cả người có loại khí chất không minh nhưng mà trên người ông ta thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chó sủa bị áp chế, khiến cho một số người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Cuối cùng ông ta mở mắt, tức giận đến kêu to, bởi vì không thể trừ tận gốc ánh sáng linh tính trên người. Sau khi lão đạo sĩ đứng dậy, một gương mặt mo đen nhánh, đi tới đi lui, nhưng cũng không nghĩ ra cách nào. Sau đó, ông ta trợn tròn mắt, bởi vì nhìn thấy nam châm, giấu ở giữa loạn thạch. Sau đó ông ta trừng to mắt, phát hiện xung quanh cũng có không ít. Danh con, đạo gia ta không để yên cho ngươi, lão đạo sĩ nổi điên, không còn chút tiên phong đạo cốt gì, ông ta bắt đầu rơi chân, tức hổn hển. Người đâu? Móa nó, tiểu tử đó chạy trốn. Dám hô đạo ra người. Lão đạo sĩ tức gần chết, ngón tay đều run run, vốn là muốn dọn dẹp tiểu tử đó, kết quả bị mưu tính, chuyện này làm sao lão thần côn có thể chấp nhận được. Cháu gái, đi, chúng ta đuổi theo hắn. Lão đạo sĩ nắm cổ tay cháu gái của ông ta, có thể nói là nhanh như điện chớp, một đường điên cuồng đuổi theo, đồng thời nổi giận đùng đùng phản nghịch thiếu nữ thấy bộ dáng bi phẫn này của ông nội mình, cũng không dám làm trái ý, cũng chạy theo ông ta. Nhưng mà, khi lão đạo sĩ phi nước đại, vận chuyển năng lượng, tiếng chó sủa trên mông ông ta có thể nghe rõ được. Hơn nữa theo tốc độ của ông ta tăng lên, năng lượng vận chuyển mãnh liệt, tiếng chó sủa càng lớn hơn. Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn ông ta đi xa. Lúc này, thiếu nữ có vấn đề mở miệng nói, tổ phụ, đừng chạy như vậy, luôn cảm thấy đang bị chó rượt theo cắn, bối rối trốn, hãi hùng khiếp vía, Tiểu Nghiệt Trướng, ngươi muốn tức chết ta sao? Gương mặt của lão đạo sĩ tức giận biến thành màu đen. Vốn là như vậy, ai bảo ngươi hại người khác trước, gặp quả báo chứ? Ta nghe nói, loại vật này có quan hệ với nhà nghiên cứu trận vực, chuyện này ngươi đến cầu sở oa oa, dùng trận vực phù văn giúp ngươi giải quyết. Ta cầu hắn, ta không đánh chết hắn không thể. Lão đạo sĩ phi nước đại, tiếng chó sủa nơi cái mông càng lúc càng lớn, tức giận đến ông ta muốn đập đầu vào trên mặt đất. Nhìn xem lão đạo sĩ biến mất, đám người hai mặt nhìn nhau. Lão đạo sĩ này nhìn xem khí chất xuất trần, nhưng thực sự quá khốn nạn, bây giờ gặp quả báo, ha ha. Một đám người đều cười to, hiểu được, đoán chừng sở phong cũng không trúng chiêu, nếu không làm sao lại trột dạ chạy trốn, hơn nữa còn sớm tính toán lão đạo sĩ, hiển nhiên hắn hiểu rõ loại bí dịch này. Sau khi bọn họ cười xong, quanh quẩn một lúc ở trong này, cuối cùng cũng không có cách nào, rút lui, biết được có trận vực, hơn nữa sở phong cũng không có ở đây, bọn họ không dám tùy tiện xông loạn. Bây giờ, tất cả mọi người đều ý thức được, giá trị của Sở Phong quá cao, hợp tác với hắn, mở ra tất cả không gian thần bí của Danh Sơn, thu hoạch tuyệt đối kinh người. Có ít người đang do dự, sau khi trở về có cần để cho sinh linh ngủ say, cũng chính là nội tình thức tỉnh hay không. Cuối cùng, Thái Sơn an tĩnh, bọn họ dọc theo đường cũ mà đi, cũng rất thuận lợi, không có đi sai đường. Một số người đang không ngừng quay đầu, liệu nơi này có thể trở thành địa bàn của Sở Phong hay không? cống phẩm trên tế đàn phong thiện chi địa quá kinh người, đủ để cho người ta đỏ mắt phát cuồng. Sau này nếu kỹ thuật của sở phong tăng lên, không phải là đều sẽ bị hắn chiếm được vào trong tay chứ. Một số người trong lòng khó mà bình tĩnh. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một ngày này, trên Thái Sơn có một cái lão đạo sĩ phi nước đại xuống dưới, tung hoành 800 dặm, trên đường đi tiếng chó sủa không ngừng, rất nhiều người đều cho là ông ta bị chó rượt theo cắn. Ven đường, ông ta dừng lại nhiều lần, tìm hiểu tin tức, muốn đuổi theo đánh Sở Phong. Trên đường không ít người đều cự tuyệt ông ta, nói: "Đạo gia, ngài đừng tới đây, sao ta nghe được tiếng chó sủa, giống như là ngài đang bị chó rượt theo cắn, đừng tới đây." "Đạo gia, chớ liên lụy ta." "Kỳ quái, con chó kia đâu?" Lão đạo sĩ tức giận muốn nện người, cả giận nói: "Các ngươi đều không biết ăn nói, tất cả im miệng cho ta, đạo gia ta đang đuổi giết một tên khốn kiếp đây." Sở Phong không đi xa, còn trên núi Thái Sơn, bất quá là bố trí trận vực đem tự thân và lão tông sư che giấu mà thôi. Qua một lúc lâu, Sở Phong đoán chừng mọi người cũng đi hết rồi, hắn mới lên đường, lại đi vào vùng không gian trồng chất đó, đi bắt thần thú ấu tử. Hắn không có để lão tông sư theo vào vùng không gian thần bí đó, bởi vì sợ có biến cố gì. "Tiền Bối, ngươi canh giữ ở bên ngoài, nếu là vật đo chật vật trốn ra ngoài, ngươi liền xuất thủ chặn đứng nó, nếu như rất khủng bố, khí thế hung hăng đi ra, ngươi hãy trốn đi, đừng mạo hiểm." nếu như con thần thú ấu tử đó tuổi còn nhỏ, không lợi hại, một mình sở phong là đủ, nếu như thật sự rất khủng bố, có thần ma chi lực, dù là tăng thêm lão tông sư cũng không được. Mê vụ bốn phía, một con đường nhỏ bằng đá cuội lơ lững trong hư không, sở phong lẻ loi một mình thong dong đi vào. Cuối cùng là tộc đàn di, một quả trứng màu vàng, có lân phiến, cũng có lông vũ, thật đúng là cổ quái. Sở phong hồ nghi, sau khi trở lại nơi này, nhặt vỏ trứng lên, xem đi xem lại, phút chốc, sở phong ngẩng đầu, bởi vì hắn cảm giác được xung quanh có người đang ở trong cánh rừng, vừa mới đi tới. Đồng thời, những người đó cũng nhìn thấy hắn. Một người trẻ tuổi mang theo ý cười nói, đến, các ngươi mau nhìn xem, đây là ai trở về, sở phong, trận vực đại sư của chúng ta lại lặng yên trở về. Hắn tên là Chu Minh, nhân vật thiên tài mới gia nhập Ngọc Hư Cung. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc đồ thể thao, rất rộng rãi, quần áo hiện đại, nhưng trong tay lại cầm theo một cây vũ khí lạnh. Trường mâu màu bạc, hiển nhiên Chu Minh rất bất ngờ, như là nhìn thấy con mồi, cực kỳ mừng rỡ. Sở Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn biết người này là một một tên vương giả mới nổi, đầu nhập vào Ngọc Hư cung, bởi vì trước đây không lâu còn đi chung với cung chủ của Ngọc Hư cung. Không ngờ tới, đám người từ này rút khỏi núi Thái Sơn, hắn lại ở lại cùng với mấy người khác. Sở Phong, lá gan của người cũng không nhỏ, dám trở về một mình chu minh nở nụ cười lạnh lẽo nói ngươi xuất thân từ ngọc hư cung không bằng ta mời ngươi trở về chứ hắn ta cảm thấy hôm nay có thể lập được đại công bắt lấy sở phong đưa về ngọc hư cung về phần bên ngoài đang đồn đãi sở phong đoạn tuyệt quan hệ với ngọc hư cung chu minh cũng không thèm quan tâm bây giờ xem sở phong là con mồi ha ha thật có ý tứ sở phong ngươi lại một mình trở về xem ra là ngươi cảm thấy nơi này có thần vật thích hợp chứ một người khác mở miệng tên là lưu đồng Hắn ta tuổi tác không lớn, khoảng 25-26 tuổi, nhưng là ánh mắt sáng chói, mang theo ánh sáng màu tím, tản mắt ra dao động năng lượng mạnh mẽ. Lưu Đồng đầu nhập vào bát cảnh cung, cũng thuộc về cường giả vương cấp mới quật khởi. Sở Phong, nếu không ngươi cùng ta đi bát cảnh cung. Lưu Đồng cũng nở nụ cười nhạt, cho rằng đây là cơ hội tốt để bắt Sở Phong. Không nói ân oán giữa Sở Phong và Ngọc Hư Cung, bát cảnh cung. Riêng là bây giờ hắn trở thành nhà nghiên cứu trận vực, cũng đủ để cho hai đại cung chủ chờ mong, các ngươi muốn bắt ta rốt cục sở phong mở miệng nếu như ngươi hiểu như vậy chưa chắc không thể lưu đồng lười biếng nói ra ngô trước lúc này ngươi dẫn chúng ta đi tìm kiếm tạo hóa trước đi có thể leo lên tế đàn đó hay không biểu hiện tốt một chút chu minh cũng lên tiếng lần nữa ánh mắt lập lòe cực kỳ khát vọng sở phong nhịn không được cười lên những người này lại còn coi là hắn đã tàn phế thì có thể tùy ý áp chế hắn lãnh đạm nói khẩu khí của các ngươi cũng không nhỏ dám uy hiếp, đe dọa ta. Chu Minh cười ha ha nói, ngươi thật đúng là cho là mình còn sở ma vương chứ. Thời đại thay đổi, thiên địa lần nữa tiến hóa mãnh liệt, chúng ta trở thành cường giả đỉnh cấp, mà ngươi đã tàn phế. Sở Phong, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đứng yên ở đó, đừng có lộn xộn, nếu không cũng không có kết quả gì tốt. Lưu Đồng uy hiếp, bọn họ lo lắng Sở Phong bố trí các loại trận vực, bất quá thấy hắn hai tay chống chân, mà chung quanh cũng không có nam châm gì, cũng không phải rất lo lắng, cảm thấy hắn không có vật liệu có thể dùng. Lúc này, sở phong giận tái mặt nói, các ngươi tính là thứ gì, chính là cung chủ của Ngọc Hư Cung, cung chủ của bát cảnh cung tới cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi đang nói dỡn sao, tự mình biết mình, ngươi còn dám vanh váo hung hăng với chúng ta, ta rất không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Minh chế diễu, sắc mặt hơi lạnh, bước lên phía trước bước tới. Ha ha, mấy người khác đều cười to. Mấy cường giả này, có dị loại cũng có nhân loại, phụng lệnh của hai tên cung chủ của Ngọc Hư Cung và bát cảnh cung, thu ở chỗ này xem xem có ai đi mà quay lại hay không bọn họ có đột phá bốn đạo gông xiềng đến đột phá sáu đạo gông xiềng không giống nhau ngươi rất không cao hứng hậu quả rất nghiêm trọng lúc này sở phong mỉm cười cũng bước lên phía trước nghênh đón vèo một tiếng chu minh động ra tay với sở phong sợ hắn động tay động chân lên trận vực ở xung quanh chuẩn bị trực tiếp bắt hắn cho hắn một cái giáo huấn bằng máu nhưng mà sau một khắc dáng cười lãnh khốc trên mặt hắn ta động lại bởi vì sở phong càng nhanh hơn, một phát bắt được cổ của hắn ta, răng rắc một tiếng, trực tiếp vặn gãy. Hắn ta hoảng sợ, trong mắt đều là kinh hoàng, co quắp mà ngã trên mặt đất, không có chết ngay lập tức, nhìn tròng chọc vào sở phong. Cái gì, ngươi? Không phải đã tàn phế sao? Lưu đồng cảm giác lông tơ dựng thẳng, dù là bây giờ bọn họ có người cũng đột phá sáu đạo gông xiềng, trở thành vương giả đỉnh cấp, nhìn thấy thực lực của hắn cũng sợ hãi. Bởi vì, bọn họ đều từng ngưỡng mộ sở phong, gần đây mới quật khởi vươn lên, giắc một sát na lưu đồng bị đuổi kịp cổ bị vặn gãy bị sở phong ném xuống đất trốn mấy người kêu to thật sự là nhu nhược cũng xứng xưng vương sở phong truy kích oanh một quyền xuống dưới quang mang bao phủ thiên địa một người phía trước bạo tạc trực tiếp bể nát ầm um. sau một khắc hắn lại xuất hiện ở bên cạnh một người khác lại là một quyền người kia kinh sợ toàn lực đối kháng kết quả hai tay bị chấn đoạn thân thể chia năm xẻ bảy sau đó cũng nổ nát quyền phong gò thét ánh sáng trói lọi nơi này như là đại nhật hoành không chỉ vài quyền mà thôi mấy người bị đánh giết trên mặt đất chu minh lưu đồng mặt mũi tràn đầy kinh hãi mặc dù cổ gãy mất nhưng còn không có chết ngay nhìn thấy một màn này suýt nữa bị hù chết bọn họ mang theo vẻ sợ hãi gần chết tương đối mà nói ta càng ưa thích động thủ mà không phải nghiên cứu trận vực các ngươi quá yếu sở phong nói ra trên mặt đất hai người sợ hãi phanh phanh sở phong hai cước, toàn bộ đã chết, không muốn chờ bọn họ từ từ tắt thở. Cuối cùng, hắn đi vào một khu vực, bắt đầu nếm thử tan dã trận vực. Sư, hắn nghe được động tĩnh, sinh vật bên trong đã bị kinh động. Đừng sợ, ta đón ngươi về nhà. Sở phong cố gắng để cho giọng nói của mình hiền hòa một chút. Hắn chuẩn bị bắt thần thú ấu tử ấu tử, hắn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là sinh vật gì. Hắn cảm thấy, có lẽ sẽ là đồ vật trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ. Bụi gai phát sáng, có màu bạc trắng, cũng có màu vàng nhạt, thực vật ở chỗ này đều rất đặc biệt, ẩn chứa dao động năng lượng nồng đậm. Ngay cả nham thạch, tầng đất cũng là như thế, hào quang chiếu rọi, tràn ngập linh tính. Sở Phong đang tan dã trận vực, vô cùng cẩn thận, sau khi hắn hắn lên tiếng, bên trong an tĩnh, sinh vật đó cũng ẩn núp. Trận vực do hắn bày ra, không có vấn đề gì, không cần rút khỏi, chủ yếu là vì ngăn cản sinh linh đó chạy trốn, mà ở trong đó còn có các loại ký hiệu của trận vực cổ đại. Theo hắn xâm nhập có sương mù mịt mờ hiển hiện, nhưng là ánh sáng tường hòa cũng không có giảm bớt, nơi này một mảnh ánh sáng vàng nhạt, thậm chí các loại hồ suối, vũng nước mà hắn nhìn thấy cũng là như thế, sắc thái lộng lẫy. Người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ đây là tiên phủ, bởi vì nơi này năng lượng rất nồng nặc, ẩn chứa sức sống bừng bừng, khiến cho khi hắn hô hấp đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Nếu như tiến hóa giả sống ở đây, có thể dễ dàng tăng cường thể chất. Hiển nhiên, trận vực nơi này không tính là gì, không làm khó được Sở Phong ở phong thiện chi địa này, có thể nhìn thấy trận vực khắp nơi, nhưng chân chính đáng sợ là những cấm địa kia, tỉ như khu vực phía sau tế đàn, bao phủ ánh sáng vàng và sương mờ. Giải đất đó tất nhiên sẽ có trận vực kinh khủng, che khuất bầu trời, nếu như tùy tiện xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Khối khu vực phía trước tế đàn này, tương đối mà nói an toàn hơn nhiều, trước đó sở phong đã thành công dẫn đám người đi qua một lần. Cạch, hắn cẩn thận đào ra một khối ngọc thạch đỏ tươi từ trong lớp đất giống như đang dỉ máu, mang theo huyễn quang, bên trong có phù văn thần bí, đồ tốt. Nơi này có vật liệu mà người cổ đại thi pháp để lại, còn mạnh hơn nhiều so với các khối nam châm, ngọc của sở phong. Sở phong tan dã trận vực, thu lấy vật liệu, đều ném vào trong ngọc tịnh bình. Ẩm. Cuối cùng, hắn thành công giải trừ toàn bộ trận vực của khu vực này, đặt chân tiến đến. Hắn cảm thấy, con vật này hẳn không phải là rất khủng bố mới đúng, bằng không thực lực đủ mạnh cũng sẽ không giấu ở nơi này mà là xâm nhập phía sau tế đàn dù sao cũng là con non chính là thời điểm nó hư nhược nhất một khi hơi trưởng thành khả năng nó sẽ là thần ma trận vực do sở phong tự mình bày ra vẫn còn không có tan giã bởi vì hắn lo lắng con vật đó chạy thoát sau khi cẩn thận cảm ứng hắn không khỏi nhíu mày khu vực này không lớn không nhỏ có dòng suối nhỏ tỏa ánh sáng màu bạc nhấp nháy bên trong có cá sông bơi qua bơi lại có sinh vật sở phong kinh ngạc thế nhưng khi cẩn thận nhìn chăm chú mặc dù ẩn chứa năng lượng nhất định, nhưng vẫn còn kém xa thần thú, nhiều lắm là cũng là có mỹ vị tươi ngon mà thôi. Nơi đây cũng có cây ăn quả, phía trên mọc ra một chút dị quả, có đỏ tươi như mã não, cũng có vàng óng. Mùi trái cây sông vào mũi, có thể làm cho người bình thường thức tỉnh, nhưng chắc chắn không cách nào thuế biến đến vương cấp. Những này đối với người bình thường mà nói là cơ duyên, nhưng ở trong mắt sở phong, đây chẳng qua là hoa quả tươi non. Trước đây hắn không thể ăn, bây giờ có cối xay nhỏ đen trắng cũng không sao, đương nhiên hắn sẽ không khách khí ngắt lấy sau đó ném vào trong không gian của ngọc tịnh bình cẩn thận tìm kiếm không có phát hiện sinh vật tràn ngập linh tính tình huống như thế nào ấu thú kia trốn ừm rốt cục sở phong có chỗ phát hiện trên một mảnh đất bằng phẳng nhìn thấy trên một chỗ núi đá màu nâu có lân phiến pha toái tiếp theo hắn phát hiện chữ khắc trên một vách đá ở gần đó hắn cẩn thận phân biệt thế mà cũng không nhận ra giống như là giáp cốt văn lại như là trung đỉnh văn Sở Phong liên tục suy nghĩ, cũng không hiểu được ý nghĩa của nó. Hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Bất quá, ở bên cạnh còn có hình chạm khắc, siêu siêu vẹo vẹo, giống như là một con non vẽ, nhìn một lúc lâu, Sở Phong đại khái hiểu được ý tứ trong đó. Trong lúc nhất thời, hắn thất vọng vô cùng. Hình chạm khắc trên vách đá này, đại ý là một con ấu thú xuất sinh, bị nhốt trong phong thiện chi địa, cuối cùng nó cũng tìm được biện pháp thoát khốn, nó cứ thế mà đi. Đã thoát khốn, đã sớm chạy trốn. Sở Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không có máu chó đen suối đầu, sao vận khí lại kém như vậy? Thật sự là quá thất vọng rồi, hắn cao hứng bừng bừng xâm nhập, chuẩn bị bắt sống thần thú, kết quả nó đã sớm không có ở đây, thật sự là mất hứng. Sở Phong đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một con cóc leo ra từ trong nước, gặm cắn cá sông, sau đó nhảy vào trong bụi gai. Nó kích cỡ không nhỏ, nặng chừng 4, 5 cân, cũng có dao động năng lượng, mạnh hơn cá sông, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều, Sở Phong không để ý đến, sau đó thân thể hóa thành một đạo điện quang, nhanh chóng ẩn hiện trong vùng đất này, tìm kiếm càng nhiều manh mối hơn. Nhưng mà, hắn thất vọng, lại không có bất kỳ manh mối gì. Sau khi quan sát một lần nữa, Sở Phong vèo một tiếng, nhanh chóng phóng về hướng lối ra, không có gì dị thường, không có sinh vật phá hư trận vực của hắn. Hắn hồ nghi, cuối cùng lại tìm đến con cóc kia. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào con cóc đo, thấy sau khi nó ăn hết cá sông, kêu rụt rụt vài tiếng tiếng kêu rất nặng nề ngột ngạt. Tiếp theo, sở phong cười hắc hắc mấy tiếng. Su su su. Hắn không quan tâm, ném ra mấy khối nam châm, vây quanh con cóc, đây là đang bố trí trận vực. Con cóc bị kinh sợ, vừa nhảy vừa nhót, muốn chạy trốn, nhưng là bị trận vực ngăn cản lại. Đừng sợ, ta không có ác ý với ngươi, muốn dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Sở phong cố gắng để thái độ của mình ôn hòa, tiến tới, nói chuyện với nó. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé nhưng mà con cóc này xin ngốc ngơ ngác cũng không có phản ứng gì quá bình thường người rất thông minh đã khắc chữ còn vẽ lên đá khiến cho người ta tin tưởng thần thú ấu tử đã sớm rời đi cũng không đơn giản sở phong mỉm cười tiếp tục nói chuyện với nó nhưng mà con cóc không phản ứng chút nào chỉ khi hắn tiếp cận nó mới trốn không khác gì những con cóc bình thường sở phong đưa tay muốn bắt nó phốc nó đột nhiên phun ra một ngụm chất lỏng phun về phía sở phong hắn nhanh chóng trốn qua một bên nói đừng ẩn giấu nữa nơi đây cũng chỉ có một mình ngươi không có hình thành tộc đàn ngươi từ nơi nào tới cho đến giờ phút này trong mắt đờ đẫn của con cóc mới chuyển động sau đó há to miệng rộng điên cuồng phun nước bọt về hướng sở phong con mẹ nó sở phong tránh né con cóc này trở mặt quá nhanh vừa há miệng quả thật là mưa rào xối xả hắn suýt nữa bị xối ướt sũng may mắn phản ứng cấp tốc phốc con cóc này há mồm đánh ra cùng phong, chất lỏng văng khắp nơi. Biến hóa này cũng quá nhanh, mới vừa rồi còn xinh ngốc, bây giờ nó cùng phun nước bọt. Hơn nữa, chàng diện rất hùng vĩ, giống như mưa to. Thần thú, ngươi thật là buồn nôn, có thể không như vậy được không? Đừng nôn. Sở phong quái khiếu. Trong chốc lát, hắn cũng không biết chất lỏng này có độc hay không, chỉ có thể tránh thoát. Bất luận nhìn thế nào, con cóc này cũng không giống như là đang phóng độc, thật giống như là đang nhổ nước miếng, từng ngụm phun về hướng sở phong ông nội ngươi. Sở phong cảm giác quá quái lạ, con cóc này có chút hiếm thấy. Nó một hơi phun hai mươi mấy ngụm nước bọt về phía sở phong, bứt hắn lùi lại. Tiếp theo, nó chính thức chạy trốn, mấy khối nam châm hình thành trận vực đơn giản cũng không ngăn được nó. Mặt đất vỡ tan, nam châm nổ tung. Hơn nữa, tốc độ của nó quá nhanh, giống như là một cơn gió bão, lại như là một tia chớp. Làm cho sở phong không còn gì để nói là nó không có nhảy, mà là dùng tứ chi nằm dạm trên mặt đất dùng cả tay chân nhanh chóng bò về phía trước tứ chi của nó xoay tròn lên nhanh không thể tưởng tượng nổi đây là con cóc gì sở phong trợn mắt hốc mồm nhanh chóng đuổi theo sau sinh vật này nhổ nước miếng tứ chi tề động mà bò tư thế cổ quái không giống bình thường phanh phanh đến nơi xa con cóc này cùng đụng muốn xông ra khỏi phạm vi mà sở phong bày ra trận vực nhưng nó bị ngăn lại không thể lao ra Sở Phong cười to, bây giờ hắn xác định, cái gọi là thần thú hẳn là con cóc này. Chỉ là, chuyện này cũng quá tà môn, lân phiến màu vàng đâu, lông vũ đâu, đều mọc ở chỗ nào? Hắn xem chừng, con cóc cũng không phải là nguyên hình của nó. Qua. Cuối cùng, con cóc này quay đầu trở về, phát ra một tiếng kêu trầm muộn, chấn cho tinh thần của Sở Phong nổ vang một trận. Hiển nhiên, con thần thú này vô cùng ghê gớm, tinh thần lực rất mạnh, vượt xa sinh vật vương cấp bình thường. Đồng thời, nó phát ra dao động tinh thần chất vấn sở phong nó không oán không cừu với hắn tại sao muốn ra tay với nó đều nói rồi ta không có ác ý chỉ là muốn làm bạn với ngươi sở phong mở miệng con cóc thu liễm khí tức trong mắt rất tinh khiết dáng vẻ rất ngây thơ hỏi sở phong là thật sao tự nhiên là thật sở phong ra vẻ hiền lành vô hại mang theo dáng tươi cười lấy ra một chút dị quà đưa tới trước mặt bất luận nhìn thế nào hắn đều giống như bọn buôn người cầm kẹo que muốn lừa bán tiểu bằng hữu Hoa! Wow. Đột nhiên, khi sở phong tiến đến gần để đưa dị quả, con cóc này bạo phát, năng lượng màu vàng óng bành trướng, giống như là thiên lôi nổ tung, vò tới sở phong. Kinh khủng nhất là, năng lượng tinh thần của nó, cùng với tiếng ếch kêu, kịch liệt chấn động, như cửu thiên lạc lôi, muốn phá hủy tinh thần của sở phong. Đây là một loại sóng năng lượng cực kỳ khủng bố, xung quanh, núi đá sụp đổ, hóa thành bột mịn, dòng suối nhỏ bị trưng khô, trở thành hơi nước trong chớp mắt. Ngay cả mặt đất đều đang chìm xuống, nứt toác ra. Con cóc này rất mạnh, suýt nữa là trọng thương sở phong, mới vừa rồi còn rất non nớt ngây thơ, trong nháy mắt phát động cộng kích như cuồng phong sậu vũ với sở phong. Đồng thời, lúc nó vọt lên, lại giống như nhân loại, nó xuất trưởng, ra chiêu liên tục, bộc phát lôi quang. Sở phong đối trưởng với nó, lộ ra kinh sợ, trưởng lực của con cóc này rất hùng hồn, ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người. Oa oa oa, thân thể của nó biến lớn, đứng thẳng người, cao ngang với sở phong, song trưởng oanh ra liên tục, dễ như trở bàn tay, cực thạch xung quanh vỡ nát, vách đá đứt gãy. Trong lúc nhất thời, nó giống như là có lôi đình chi uy, có thể đối công với sở phong. Ở trong kim quang, con cóc này vô cùng tà môn, giống như là cao thủ võ đạo, đôi bàn tay không ngừng đập, tựa như là Âu Dương Phong trong truyền thuyết, biết các mô công. Hơn nữa, lúc này nó dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân đều đang phát ra kim quang thịnh liệt vô cùng, đại chiến sinh tử với sở phong. Sở phong kinh dị, con cóc này cũng quá tà dị, còn giống cao thủ võ đạo hơn cả nhân loại, đứng thẳng thân thể, chỉ lấy chi sau chạm đất, một đôi chân trước vũ động, trưởng ấn bay tán loạn, ánh sáng vàng rực rỡ. Con cóc này toàn thân phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm. Nó đột nhiên dựa vào lúc tiếp xúc với sở phong, mặt đối mặt, há mồm liền phun ra từng ngụm từng ngụm nước. Phốc, ta, Sở Phong nghiêng đầu tránh né, đây thật đúng là trải nghiệm chưa từng có, hai đại cường giả tranh phong, bên trong một người nhổ nước miếng vào người còn lại. Hắn xem như đã nhìn thấu, đây không phải là nọc độc, chỉ là nước bọt bình thường, con cóc này quá hèn mọn, đây là cố tình. Phốc, quả nhiên, một khi tiếp cận, nó liền nhổ nước miếng. Ngươi là loại thần thú gì, hiện nguyên hình cho ta, ông nội ngươi, thật là buồn nôn, lại nhổ nước miếng, ta sẽ nướng ngươi. Sở Phong uy hiếp. Ừm nước bọt của con cóc này có tính xuyên thấu kinh người vách đá đều có thể chấn chia năm xẻ bảy cũng coi là một loại thủ đoạn công kích rất nhanh sở phong mặt mũi tối sầm bởi vì nước bọt này lại biến thành mưa to phanh phanh hắn liên tục nặng tay muốn chấn áp con con cóc mạnh mẽ này hiện nguyên hình cho ta mù chữ ta coi thường ngươi không muốn nhiều lời ngay cả chữ viết của ta viết cũng không đọc được rốt cục con cóc này mở miệng dùng tinh thần truyền âm trực tiếp khinh bỉ sở phong sở phong lập tức có chút cạn lời giáp cốt văn của ngươi ai mà đọc được xem hôm nay ta có đánh chết ngươi hay không sở phong giận phi mù chữ con cóc lại nhổ nước miếng đại chiến với hắn không thể không nói con cóc này quá lợi hại sở phong hao hết khí lực mới có thể áp trên nó con cóc gào thét phun ra ánh sáng vàng lôi quang nở rộ thực lực cực mạnh nhưng kịch chiến với sở phong một lát sau vẫn không địch lại phịch một tiếng nó bị một bàn tay của sở phong vỗ trúng bay ra ngoài bàn tay sở phong mang theo năng lượng nồng đậm, đủ để có thể đập sụp đồ đỉnh núi. Đáng sợ cỡ nào, nếu như đánh vào trên thân thể máu thịt, uy lực chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn. Nhưng mà, con cóc này da dày thịt béo, bị đánh run rẩy kịch liệt, nhưng cũng không có bị trọng thương, còn có thể nhảy nhót. Giống. Hơn nữa, đúng lúc này tiếng kêu của nó không còn là tiếng oa oa nữa, mà là giống như thú giống. Tương đương kinh người, cánh rừng nổ tung, cỏ cây trở thành mảnh vụn, tảng đá mấy ngàn cân cũng bay lên không trung nó vọt tới lần nữa liều mạng với sở phong lại không thần phục ta sẽ nướng người thật đó sở phong nói ra phanh phanh lần này hắn cũng không có lưu tình ra đòn mạnh ngón tay phát ra ánh sáng hừng hực ẩn chứa năng lượng kinh người giống như mang theo phóng xạ để vách đá chung quanh vặn vẹo sụp đổ rốt cục con cóc bị đánh không thế nào nhúc nhích khóe miệng chảy máu có phục hay không sở phong ngồi xuống hỏi nó phốc từng ngụm từng ngụm nước nôn đến hắn nhanh chóng tránh né vẫn không phục hà vậy thì ta đánh tiếp sở phong nói ra hắn cũng không muốn cái gì lấy đức phục người con cóc hiếm thấy này hết nhổ nước miếng tới khinh bỉ hắn là mù chữ thoạt nhìn cũng không phải là có thể lấy thủ đoạn bình thường hàng phục nó còn không bằng dứt khoát một chút trực tiếp lấy lực phục người phanh phanh con cóc ỉu xỉu nhưng sở phong còn đang xuất thủ đánh đập nó ta liều mạng với ngươi con cóc giận dữ nhảy nhót sau khi tránh thoát được thì bắt đầu tiếp tục khai chiến với sở phong rất đáng tiếc, nó không phải là đối thủ, lại bị đánh cho một trận tê người nữa. Cứ như vậy, đánh một trận ngừng một trận, sở phong không ngừng dọn dẹp nó, đánh nó không còn cách nào khác. Mù chữ, ngươi có gan cho ta hai năm thời gian, đến lúc đó ta một tay có thể đánh người cái ngươi. Con cóc này toàn thân bốc lên kim quang, con mắt bốc lên liệt diễm, hướng về phía sở phong hô to. Ta cũng không cần ngươi cho ta thời gian, bây giờ thì có thể một cái đánh người cái ngươi. Sở phong không ngừng hạ nặng tay, con cóc ngao ngao thét lên ngươi quá vô sỉ không thể biểu lộ khí khái anh hùng một chút sao thả ta đi hai năm sau chúng ta lại quyết chiến đến lúc đó nếu là ta lại bại thì sẽ thần phục dưới chân của ngươi tiểu thí hài chớ cùng ta nói nhảm sẽ không để ngươi đi ta hỏi lại lần cuối có phục hay không không thần phục liền nướng chín ăn hết sở phong nói ra phịch một tiếng con cóc lần nữa bị đánh bay lần này bị sở phong đem tới bờ sông cọ rửa cho nó tiếp theo lòng bàn tay phải của hắn phát sáng trực tiếp thoát ra hỏa diễm, vận dụng năng lượng ánh lửa, bắt đầu nướng con cóc này. Ngao! Con cóc kêu to, đau đến mắt trợn trắng, ra sức dãy ruộng. Nhưng mà, sở phong áp chế nó, năng lượng toàn thân sôi trào, bắt lấy nó không buông tay, trực tiếp dùng lửa đốt. Chín, chín, mau buông ta ra. Con cóc kêu thảm. Ngươi phục sao? Phục. Con cóc này uể oải, bởi vì nó cảm thấy sở phong thật sự muốn nướng chín nó mà sinh vật chân tuột như nó, làm sao có chịu đựng được nỗi thống khổ ra thịt. Con cóc cùng thổ nước bọt trong đại chiến, tuyệt sẽ không vì khí tiết mà để cho mình trở thành một cục thịt chín. Cuối cùng, sở phong ngồi xuống, bắt đầu nướng cá, nếm thử hương vị mười phần tươi đẹp, hắn đưa cho con cóc một con cá hỏi, đến cùng thì bản thể của ngươi là cái gì? Nhắc tới chuyện này, con cóc này liền ủ rũ, cực kỳ buồn rầu, gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết chính mình là cái gì. Muốn bị nướng chín sao, sở phong cảm thấy gia hỏa này quá không thành thật, chính là thiếu bị đòn. Thật, không có lừa ngươi. Lúc ta vừa ra đời, toàn thân lân phiến, giống như là một con chân long. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, ta liền biến thành một con chim. Ai có thể nghĩ tới, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền biến thành cái dạng này. Tức chết ta rồi, người ta đều là càng biến đổi càng mạnh, ta càng biến đổi càng thảm, thành con cóc. Nó phẫn uất, hung hăng ăn cá nướng. Sở phong hoài nghi, còn có loại biến hóa này. Bất quá, hắn nghĩ tới lân phiến màu vàng, còn có lông vũ đó thì lại bình thường trở lại, gia hỏa này đúng là rất cổ quái. Bây giờ cũng thảm như vậy, lần sau ngươi còn có thể biến thành cái gì nữa, biến thành con rán. Sở phong cười nói, đi chết, đi chết. Con cóc này cả giận nói, trong lúc há mồm, lại muốn nhổ nước miếng vào người hắn. Ta cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép nhổ nước miếng, buồn nôn chết mất. Nhất khi đang ăn uống mà ngươi còn dám như thế, ta trực tiếp ném ngươi vào trong lò lửa nướng chín. Con cóc than thở nói, Ngươi nói, ta một lần biến thảm hơn một lần, lần sau sẽ không thật sự sẽ biến thành đồ vật càng kỳ quái hơn chứ. Nó rất bất an, chính mình còn ghét bỏ chính mình, cảm thấy thân thể bây giờ quá kém. Trong lòng sở phong có rất nhiều nghi vấn, nói, ngươi sinh ra tới giờ đã bao lâu rồi. Ta làm sao biết, nơi này không phân rõ ban ngày và đêm tối, căn bản là không có khái niệm thời gian. Không ai dạy ngươi thì sao người lại biết viết giáp cốt văn. Sở phong hỏi nó, con cóc lần nữa xem thường nói, mù chữ, ngươi không hiểu đi đó là năng lượng văn tự nên tính là chữ viết thông dụng của tiến hóa giả dám nói ta mù chữ không phải chỉ biết chút chữ cổ sao sở phong trực tiếp đánh nó đánh con cóc này quay cuồng cuối cùng cầu xin tha thứ hắn mới dừng tay quá thô lỗ đều nói bụng có thi thư khí từ hoa ngươi quả nhiên không có nó không dám nói thẳng mù chữ gián tiếp khinh bỉ phanh phanh ta phục phục sở phong lấy lực phục người đánh cho con cóc không biết đông tây nam bắc, cuối cùng mặt ủ mày trao cúi đầu, không dám cao ngạo. Ngươi tử trong quả trứng màu vàng ấp đi ra, ai dạy cho ngươi những văn tự này, ngươi cũng biết không ít, con biết tiến hóa giả. Trong lòng sở phong có các loại nghi vấn. Con cóc ủ rũ, nhưng vẫn nói ra một số việc. Năm tháng dài đằng đẵng trước, nó đã ở trên núi Thái Sơn, chờ đợi được ấp ra ở phong thiện chi địa này. Lúc đó, nó liền có một chút ý thức, bất quá chỉ là ngẫu nhiên tỉnh lại, phần lớn thời gian đều nằm trong trạng thái ngủ say, có một khoảng thời gian, nơi này tiến hành tế thiên, có ít người phát hiện nó, giảng đạo cho nó, dạy nó các loại văn tự, xuyên thấu qua vỏ trứng, truyền đến trong đầu của nó. Sở phong giật mình, cổ đại tiến hóa giả tế thiên, đây chính là năm tháng rất xa xưa. Có một ngày, lại có không ít người phát hiện ta, bọn lại vì đó mà đánh nhau, nói ta là một viên thần noãn bị nguyền rủa Có trời mới biết có thể ấp đi ra cái gì, sau đó. Liền không có sau đó. Một lần đó, nó liền triệt để ngủ say, cho đến một thế này mới thức tỉnh, cuối cùng phá xác mà ra. Sở phong giật mình, một viên thần noãn bị nguyền rùa, rốt cuộc là thứ gì? Nó ở năm tháng xa xưa thì đã ở trên núi Thái Sơn, trải qua năm tháng mà cường giả cổ đại phong thiện hiến tế. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái này thực sự có chút kinh người và kinh khủng. Sở phong hỏi, thần thú, không phải đều có huyết mạch truyền thừa sao ngươi không thể cảm thụ một chút huyết dịch ký ức của bản thân ngươi hay sao không có ta bị nguyền rủa không có phát hiện bất kỳ huyết dịch lạc ấn gì con cóc lắc đầu nó cảm thấy nó là một con chân long cũng có thể là một con côn bằng còn có thể là một con phượng hoàng càng có thể là một con kỳ lân đương nhiên đây là nó tự luyến nói một hơi rất nhiều đều là đỉnh cấp sinh vật thần thoại không có giống loài cấp bậc thấp ta thấy ngươi chính là con cóc sở phong nói ra hai năm sau ta đánh ngươi thành con cóc nó kêu gào bởi vì tức giận bất mãn vẫn rất có tự tin sở phong cười đó là đương nhiên bởi vì nơi này mặc dù không phân ban ngày cùng đêm tối khó mà tính toán thời gian nhưng bằng trực giác ta cảm thấy từ khi ta được ấp đi ra tới giờ vẫn chưa tới một năm xuất sinh trong thời gian ngắn như vậy chỉ yếu hơn ngươi một chút nếu qua hai năm nữa không chừng ta có thể đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra con cóc chết tiệt ngươi thích ăn đòn phanh phanh con cóc kêu thảm lại bị ác độc mà trừng trị một trận trong lòng sở phong không thể bình tĩnh bởi vì hắn cảm thấy con cóc nói có đạo lý có thể nó thật sự mới ấp đi ra không bao lâu có lẽ không đến một năm bởi vì điểm thời gian này đúng lúc là thời khắc thiên địa dị biến bắt đầu cái này còn có thiên lý sao mới xuất sinh một năm thì có thể mạnh như vậy siêu việt rất nhiều sinh vật vương cấp huyết mạch này cường đại có chút không hợp thói thường bất quá hắn nghĩ tới lời Hoàng Ngưu nói, có một ít sinh vật trên tinh thần cường đại kinh khủng vô biên, cho dù là còn nhỏ, đi vào địa cầu cũng có thể sừng sững tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Sở Phong hoài nghi, con vật trước mắt này có thể là cường giả trên sinh mệnh tinh thần xếp hạng rất cao để huyết mạch ở trên địa cầu. Có lẽ là, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một loại khác khả năng, địa cầu từng xếp hạng thứ 11 trong vũ trụ tinh hải, đó là một đoạn năm tháng huy hoàng nhất. Chẳng lẽ viên chứng này là cường giả ở địa cầu thời kỳ đó để lại? vậy thì vấn đề sẽ lớn lắm. Ngươi tin chắc mình bị nguyền rủa rồi, cho nên không biết sự thật bản thân là cái gì. Sở Phong hỏi. Con cóc lại cảm xúc xa sút nói, vâng, trước khi ta còn không có xuất sinh, nơi này có người tế thiên nói, ta xảy ra vấn đề, cuối cùng không biết lại biến thành cái gì. Tốt, đừng thương cảm, đều thành con cóc, con có thể kém đến đi đâu, lần sau nói không chừng liền có thể đến thời khắc chuyển vận, lột xác thành một con rùa đen, một con chuột, một con run dế. Đừng nói nữa, có kiểu an ủi người khác khốn nạn như ngươi sao? Còn không bằng không biến đổi, liền giữ lại cái hình dạng này đây." Con cóc phẫn uất. "Tốt, tốt, tốt, không nói." Tranh thủ lột xác thành một tiên tử. "Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Sở Phong đứng dậy. Hắn dẫn theo con cóc đi ra khỏi khu vực này, dọc theo con đường nhỏ bằng đá cuội, hoành độ hư không, cuối cùng đi vào ngoại giới. "Đây chính là con thần thú kia." Lão tông sư ngẩn người, vẫn luôn chờ ở bên ngoài nhìn thấy sở phong dẫn ra một con cóc, thật không biết nói cái gì cho phải. Nhìn cái gì vậy? Xú lão đầu, chưa từng thấy con cóc đẹp trai như vậy sao? 50 vạn năm trước, ta là chân long, ta là côn bằng, ta là kỳ lân. Con cóc chính trực vỗ ngực nói, khinh bỉ lão tông sư của núi võ đang. Sở phong trực tiếp quất nó một bạt tay nói, đây là sư phụ của ta, ăn nói phải tôn trọng. Tôn trọng cọng lông, ta trốn đây, hai người các ngươi đi một bên chơi đi. Cóc quái gọi, cười ha ha. Nó đứng thẳng thân thể, Vèo một tiếng liền xông ra ngoài, hai cái đùi chạy trốn, toàn thân phát ra kim quang, giống như là một tia chớp, chạy như điên. Tốc độ của nó quá nhanh, đạt tới tốc độ còn nhanh hơn một chút so với gấp 5 lần vận tốc âm thanh, tương đương với sở phong trước kia. Bất quá, sau khi được cối xoay nhỏ chiết xuất năng lượng, bây giờ nếu như sở phong liều mạng, trong thời gian ngắn có thể tiếp cận gấp 6 lần vận tốc âm thanh, nhanh dọa người. Mù chữ, bái bai. Con cóc này đều sắp chạy mất dạng, tiếng nói mới vang lên, nó cười thư sướng có loại cảm giác rồng về biển cả, nhưng mà nó không có cao hứng được bao lâu, vừa vọt tới dưới chân núi Thái Sơn, đầu vai liền bị người vỗ một cái. Tính toán đến đâu rồi? Đáy biển Long cung, ngươi. Con cóc theo bản năng đáp lại, kết quả nó thét lên sợ hãi, tốc độ của Sở Phong quá nhanh, trực tiếp đuổi kịp nó, nắm chặt nó. Phanh phanh, lại là đánh cho tê người một trận. Chờ khi lão tông sư xuống núi, Sở Phong ngồi ở trên thân con cóc, đem nó trở thành tọa kỵ, đang dùng hết khả năng để nó cúi đầu đánh chết ta ta cũng sẽ làm tọa kỵ của ngươi ta là thần thú là thánh thú là tồn tại trí cao vô thượng chờ ta trưởng thành loại tiến hóa giả cấp bậc yêu thánh nhìn thấy ta cũng phải khách khí ngươi dựa vào cái gì để cho ta làm tọa kỵ cho ngươi nếu bây giờ ngươi làm tọa kỵ cho ta chờ sau khi ta thành thánh sẽ nhớ tới tấm lòng của ngươi ban cho ngươi trường sinh bất lão đánh chết cũng không khuất phục vậy ta đánh tiếp sở phong nói ra đừng đánh nữa ngươi muốn lấy lý phục người mới được như thế quá táo bạo quá thô lỗ ta lấy lực phục người. Ta phục. Con cóc lần nữa khuất phục, thế mà đồng ý làm thú cưỡi, bởi vì thật sự bị sở phong đánh sợ. Xương cốt đều sắp gãy mất, hơn nữa nhìn tình huống bây giờ, nó cho rằng tên ma đầu này chuyện gì đều làm được, sẽ nướng nó thật. Không phải ngươi nói đánh chết cũng không phục, không làm thú cưỡi cho ta sao? Sở phong hỏi. Đây không phải là không có đánh chết sao? Con cóc không có tiết tháo chút nào, tuyệt không xấu hổ. Sau đó trên đường, sở phong tốc độ của con cóc, lão tông sư cũng leo lên ngồi, bởi vì khi thân thể nó biến lớn, có diện tích lớn như một căn phòng. Toàn thân nó đều là kim quang, ánh sáng vàng chảy xuôi, nhìn tương đối thần thánh. Sư. Sở Phong im lặng, bởi vì nó nhảy cũng quá cao, mỗi lần nó vọt lên đều giống như là đang đằng vân giáo vũ, không đi đường thường, chuyên môn vọt đại sơn. Ngươi nhảy lên nhảy xuống như thế, thật sự là không thoải mái, người bình thường ngồi ở trên thân thể ngươi như thế, cả người cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Sở Phong nói ra, con cóc tuyệt đối là cố ý nhảy lên nhảy xuống, không muốn chờ bọn họ. Nói, trạng thái thân thể của ta bây giờ là như vậy, chờ ngày nào ta biến thành chân hoàng, vậy chắc chắn sẽ dương cánh bay lượn, bay ở trên bầu trời. Ngươi nhảy đi, ta không sợ. Ngươi cũng coi là thần thú, về sau ta chính là thần kỵ sĩ. Sở Phong nói ra, con cóc phồng má lại muốn nhổ nước miếng, thật đúng là muốn làm tọa kỵ lâu dài hả? nó muốn ăn sở phong đáng tiếc đánh không lại hạ quyết tâm tìm tới cơ hội thì sẽ chạy trốn sở phong và lão tông sư sư không dám về núi võ đang bởi vì vừa xuống núi không bao lâu thì nghe nói có một vị lão đạo sĩ sắp bị giận điên lên muốn tìm sở phong tính sổ sách nhắc tới lão đạo sĩ người trên đường lộ ra sắc mặt khác thường người đó đi tới đâu cũng giống như là đang bị chó rượt theo cắn nhưng lại không nhìn thấy chó giữ ở chỗ nào ông ta cũng thù dai quá đi sở phong lẩm bẩm lão tông sư im lặng có thể không mang thù sao mỗi lần vận chuyển năng lượng trên mông liền sẽ phát ra tiếng chó sủa ai chịu nổi chắc chắn sẽ muốn báo thù con cóc khẩu thị tâm phi nói lão đạo sĩ ở nơi nào ta ghét nhất đạo sĩ chúng ta tìm ông ta đi tính sổ sách đánh không chết ông ta nó rất tích cực hỏi thăm người qua đường muốn một đường đuổi theo sở phong ngồi trên người nó gõ nó nói ngươi đừng nghĩ mượn tay của ông ta để chạy trốn ta cho ngươi biết lão đạo sĩ kia ác hơn sau khi nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ ném ngươi vào trong lò luyện, nỗ luyện thành thần thú đan. Thế giới này thật là đáng sợ, được rồi, ta vẫn đi theo ngươi. Con cóc ỉu xìu. Sở phong cưỡi con cóc cùng lão tông sư trở lại núi võ đang. Sau khi trở về, hắn trực tiếp bố trí xuống các loại trận vực, toàn diện vũ trang cho núi võ đang, bởi vì sợ lão đạo sĩ tới tìm hắn tính sổ sách. Bây giờ, trên người hắn có rất nhiều nam châm, khối ngọc, trong bình không gian có chất đống như một ngọn núi nhỏ, ở núi tử kim còn có khi ở núi thái sơn các lộ tài phiệt mang đến quá nhiều vật liệu rất nhiều đều bị hắn nhét vào trong ngọc tịnh bình lạc thần phụ thân ngươi nói muốn chiêu sở phong làm con rể bản thân ngươi thấy thế nào một ngày này khương lạc thần nhận được điện thoại của mẹ trực tiếp mắt trợn tròn đồng thời các đại tài phiệt một chút đỉnh cấp thế lực lớn đều có động tác bởi vì chuyến đi đến núi thái sơn trùng kích quá lớn đối với bọn hắn một khi nắm giữ sở phong theo trận vực tạo nghệ của hắn tăng lên tất cả danh sơn sẽ giống như là hậu hoa viên của bọn họ, về sau có thể thu hoạch tạo hóa kinh khủng. Nặc y, viết một phong thư cho sở phong đi, mời hắn đến thiên thần sinh vật. Trên núi núi phổ đà, vách đá ong ánh, cây bồ đế liên miên, sương mù vàng nhạt bốc hơi. Đỉnh núi, từng tòa cổ tháp, Phật quang phổ chiếu, chuông lớn ung dung. Cái gì, lấy chồng? Khương lạc thần nghẹn ngào kêu lên. Một bộ váy dài bao phủ thân thể hoàn mỹ, phác họa đường cong chập trùng, xinh đẹp mà mị hoặc. Không phải lấy chồng, là chọn rể. Mẹ của cô ta uốn nắn. Khương lạc thần thân ở trên núi Phổ Đà, gần đây đang tu thần dưỡng tính. Loại mỹ nữ cấp bậc này, nữ thần quốc dân này, cầm trong tay một quyển kinh Phật, có một loại phong tình khác. Nhưng mà, bây giờ cô ta lại là hoa dung thất sắc, bị hù quá sức, liên quan tới tình yêu. Đương nhiên cô ta cũng có ước mơ, nhưng hôm nay được người nhà báo cho một tin như vậy, thực sự đột nhiên. Ta không có động tâm với hắn. Khương lạc thần nhanh chóng từ chối. Chỉ là đề nghị, có thể làm bạn trước mà. Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười ôn hòa của một người phụ nữ. Núi Lao, danh sơn mà chiếm cứ hiên thần sinh vật, một số người cũng đang bàn luận. Ai có thể nghĩ tới, sở phong này lợi hại như vậy, sau khi con đường tiến hóa bị gãy mất, đi nghiên cứu trận vực, lại đạt đến cấp độ kinh người như vậy, hẳn là nên tiếp cận, quan hệ của hắn với Nặc Y vốn rất tốt, mời hắn ta tới núi Lao chúng ta cũng tốt. Có người khuyến khích, nhất định phải có hành động, nếu không có thể sở phong sẽ bị nhà khác mời đi. Mấy ngày trôi qua, ngoại giới sóng lớn vỗ bờ, phong vân khuấy động. Tất cả đều là bởi vì chuyến đi đến núi Thái Sơn, đi vào vùng đất tế thiên của tiến hóa cổ đại giả, nhìn thấy tế đàn hùng vĩ thời kỳ thượng cổ lưu lại, dẫn tới vô biên sóng gió. Bàn đào, chín tòa đỉnh đồng, nhân sâm quả. Những tế phẩm này kinh thế hãi tục, chỉ xuất hiện ở trong thần thoại, kết quả lại lại lộ ra bóng dáng trong không gian trồng chất ở trong núi Thái Sơn, rung động các nơi. Đây cũng không phải là bí mật gì, bởi vì ngày đó có quá nhiều người các phương đều đã biết về tòa tế đàn khổng lồ như thành trì đó biết nó chân thực tồn tại trời ạ à, bàn đào dị quả mà tây vương mẫu mở tiệc chiêu đãi chư tiên vậy mà thật sự có loại vật này nếu ta có thể ăn được một viên có thể phi thăng lên trời hay không vô số người hướng tới một nhóm người chạy tới núi thái sơn đừng nằm mơ chư vương đều vô phúc tiêu thụ bàn đào trong thần thoại càng không nói đến chúng ta hơn nữa, đây chỉ là dị quả, suy cho cùng cổ đại có Tây Vương Mẫu hay không còn chưa chắc được đâu, đều là tiến hóa giả, cũng không phải là tiên ma. Bất kể nói gì, các nơi sôi trào. Phàm là tiến hóa giả có chút năng lực, nhao nhao khởi hành, dù là biết rõ không chiếm được cái gì, cũng muốn đi phong thiện chi địa nhìn một chút. Đối với loại tình huống này, cung chủ của Ngọc Hư Cung, cung chủ của bát cảnh cung sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, bọn họ xem nơi đó là đất riêng của mình, thế nhưng là bây giờ ngăn cản không được đây là một dòng lũ lớn, một mảnh chiều cường, cả thế gian chú ý, nơi đó trở thành nơi mà các tộc hướng tới. Có thể nói bây giờ không có cỗ thế lực nào có thể độc chiếm núi Thái Sơn. Cung chủ của Ngọc Hư Cung rất hối hận, lão ta sắc mặt âm trầm, chuyện ngày đó lão ta làm quá tuyệt tình. Bỏ lỡ sở phong, mất đi một cái nhà nghiên cứu trận vực thiên tài, chuyện này đối với bọn họ mà nói tổn thất quá lớn. Bây giờ, vô số người chú ý tới sở phong, chuyến đi đến núi Thái Sơn, phá vỡ nhận biết của mọi người, Tất cả mọi người ý thức được nhà nghiên cứu trận vực còn quan trọng hơn cả tưởng tượng của mình. Dù là Sở Phong đã tàn phế, bây giờ hắn cũng là nhân tài cấp chiến lược, nắm giữ hắn chẳng khác nào có được một thanh chìa khóa mở ra danh sơn. Cống phẩm trên tế đàn kia, ai không động tâm? Bất luận một loại nào cũng đều là chân bảo hiếm thấy, chỉ cần đạt được một viên bàn đào, liền có thể tạo ra được cao thủ không thể tưởng tượng. Mà đây chỉ là bắt đầu, những danh sơn khác thì sao? Các nơi đều có thần sơn, nếu có thể dần dần mở ra, xâm nhập vùng đất thần thoại, tất nhiên có thể thực hiện điên cuồng tiến hóa. Chỉ trong mấy ngày, rất nhiều người đều đang bàn tính, không ít người đang hành động, muốn sử dụng các loại thủ đoạn tạo dựng quan hệ với sở phong. Bắt đi, đây là một lựa chọn rất trực tiếp, bởi vì đơn giản mà bạo lực có lẽ thấy hiệu quả nhanh nhất. Không ít nhân mã đều xuất động, tìm tung tích của sở phong, muốn tìm tới hắn, lặng yên bắt cóc. Bọn họ biết, sở phong có quan hệ rất tốt với lão tông sư, đã cứu kim sĩ sí đại bằng, sơn quy, Mấy vị trưởng giáo, cho nên loại chuyện này tốt nhất là nên bí mật tiến hành. Nếu như có thể bắt được Sở Phong, bỏ ra cái giá gì đều giá trị. ủng hộ kênh qua Linh com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bởi vì cử thị, trước đây không lâu còn có người muốn giết Sở Phong. Nhưng bây giờ dù là đối thủ cũ cũng không muốn hạ tử thủ, đều muốn bắt sống hắn. Ý nghĩa lớn hơn. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, ngày đó Sở Phong từ núi Thái Sơn trực tiếp chạy trốn là đã dự kiến trước tất cả không riêng gì vì tránh né lão đạo sĩ vẫn là sợ bị người của các phương nhớ thương đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều muốn bắt cóc cái này quá thô bạo thủ đoạn không có nghệ thuật theo ý kiến của một số người hẳn là bệ một cái lưới để cho hắn tự rơi vào cam tâm tình nguyện hợp tác thậm chí phục tùng mấy ngày này trên núi thái sơn tiến hóa giả vô số đen nghịt lít nha lít nhít chật ních một mảng lớn rất đáng tiếc, hơn 9 thành người đều không tìm thấy chỗ của tế đàn, dù là Sở Phong đã từng phá giải trận vực, mở ra con đường an toàn, bây giờ người tới cũng không thể tìm được dễ dàng như vậy. Phải có người đã từng tới nơi đây dẫn đường cho thì bọn họ mới có thể thâm nhập vào trong. Nhưng mà, cuối cùng nhóm người này đối mặt tế đàn, vẫn như cũ là thất bại tan tác mà quay trở về, căn bản không có đối sách. Đến tận đây, mọi người mới ý thức được, giá trị của Sở Phong quá cao cho tới bây giờ trên địa cầu chỉ có một cái sở phong có trận vực tạo nghệ cao minh những người khác rất khó nhập môn dù là có bí sách tương ứng cũng nghiên cứu không ra cái gì viện nghiên cứu tiên tần thả ra tiếng gió bọn họ khai quật ra một khu di tích thượng cổ đạt được một bình dược dịch rất thần bí chỉ cần một giọt mà thôi là có thể trị các loại bệnh nan y đồng thời trải qua kiểm nghiệm của bọn họ loại dược dịch này càng có hiệu quả tốt hơn đối với tiến hóa giả thậm chí có thể khiến người ta gãy chi tái sinh Sở Phong là một kỳ tài ngút trời, ngoài y muốn tàn phế, đây là một loại tổn thất, chúng ta nguyện y nếm thử giúp hắn khôi phục con đường tiến hóa. Đây là lời tuyên bố của Viện Nghiên cứu Tiên Tần. Sau đó, một con rồng già của Đông Hải mở miệng, ông ta là cha của Long nữ, công bố ông ta ngay tại truy tìm và tranh đoạt Hóa Long quả, nếu là đắc thủ sẽ đưa cho Sở Phong một viên, giúp hắn khôi phục. Hóa Long quả thần diệu khó lường, không chỉ có thể để giao xả hóa rồng càng có thể làm cho cường giả kịch liệt thuế biến, có thể ma diệt các loại mầm tai họa trong cơ thể. trong mắt một số người, dù là ứng kiếp, nhưng còn chưa chết đi, một viên hóa long quả cũng đủ để giải quyết ách nạn. ngay cả đông hải long tộc đều dính vào, không sợ đắc tội hắc long nhất mạch của nam hải sao? mọi người nhao nhao kinh hô, soi đến đấy, nói chính xác hơn là rồng tới, hải tộc đều muốn tham dự tranh đoạt sở phong, càng làm rõ thêm tầm quan trọng của nhà nghiên cứu trận vực ai cũng biết, mục đích của Đông Hải Long tộc, bọn họ muốn mở ra chân Long xào huyện, muốn mượn nhờ lực lượng của Sở Phong. Mấy ngày sau, rốt cục có tin tức của Sở Phong, một số người tin chắc hắn đã trở lại núi Võ Đang. Trong chớp mắt, các lộ nhân mã đều ngồi không yên, tất cả đều có hành động. Hoàng Ngưu, ngươi sao rồi? Trên núi Võ Đang, Sở Phong đang liên hệ với Hoàng Ngưu, hỏi thăm trạng huống của nó. Một đám đại yêu của núi Côn Lôn ẩn núp đã một thời gian, đến nay chưa xuất hiện không thành vấn đề, đã khôi phục, chúng ta đang tìm dị quả có phẩm chất siêu tuyệt, chuẩn bị phá quan." Hoàng Ngưu nói cho Sở Phong, nhóm người bọn nó đều rất không cam tâm, bởi vì, sau khi thiên địa một lần nữa dị biến mạnh mẽ, một ít kẻ đến sau thực lực tăng vọt, ngược lại bọn nó lại gặp nạn, tiến hóa bị ngăn trở, lãng phí thời gian. Những ngày gần đây, bọn nó khôi phục, nhưng là không có vội vã đi ra, mà là ở tìm kiếm trong danh sơn ở Tây Bộ, muốn tiến hóa đến tầng thứ cao nhất trước mắt. Hiện nay sinh linh trên lục địa sau khi đột phá sáu đạo gông xiềng thì con đường phía trước gãy mất, bởi vì còn chưa có xuất hiện trái cây cao cấp hơn. Bọn nó phải thừa dịp cơ hội này, tất cả đều đột phá đến lĩnh vực đỉnh cấp vương giả. Tốt. Sở phong gật đầu, hắn cũng nên có chỗ chuẩn bị, mặc dù cảm thấy, dựa vào tự thân thì có thể đột phá đạo gông xiềng thứ sáu, mà nếu có trái cây đỉnh cấp tương trợ thì sao? Có lẽ sẽ tiến hóa mãnh liệt hơn. Bây giờ, hắn còn không thể vọng động, bởi vì cối say nhỏ đang niết bàn, như bị vật chất giống như thai màng bao khỏa có lẽ có thể cố gắng tiến lên một bước khoảng thời gian này nếu như dựa vào tự thân đột phá đạo gông xiềng thứ sáu mà nói khí huyết trong cơ thể dày vò sẽ rất kịch liệt sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình thuế biến của cối say đen trắng ừm ta tìm một viên trái cây thần thánh trước nhờ nó đột phá đạo gông xiềng thứ sáu giữ lại tinh lực và huyết khí sau đó chính mình đi đột phá đạo thứ bảy trong lòng sở phong đã có quyết định có lẽ đến lúc đó hắn chính là cường giả đầu tiên trên lục địa đột phá đạo gông xiềng thứ bảy Hiện tại, phải im lặng làm việc. Hắn đã nghe được tiếng gió, các đại tài phiệt, thậm chí là đỉnh cấp thế lực ở phương Tây, còn có bá chủ trong biển đều muốn hợp tác với hắn, đưa quà tặng tới. Hắn cảm thấy, nếu như không cười nhận thì sẽ rất có lỗi với những người này, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Thậm chí, nếu như cái thế lực lớn nào yêu cầu hợp tác, có manh mối của dị quả đỉnh cấp, hắn khẳng định sẽ phối hợp, giúp bọn họ đi tiêu hóa mấy trái, từ đó để cho tự thân mãnh liệt tiến hóa bây giờ núi võ đang bị sở phong bố trí mấy chục tầng trận vực vững như thành đồng ngoại trừ từ lấy được vô số tài liệu từ trong tay tài phiệt còn có một ít nam châm linh ngọc hy hữu là từ núi thái sơn đào trở về loại vật này có thể lâu dài trèo chống trận vực lại thêm một chút trận vực đơn giản từ cổ đại còn sót lại trên núi võ đang bị sở phong phát hiện cũng hữu hiệu kích hoạt bây giờ nơi này như thùng sắt rất khó công phá hắn triệt để yên tâm dù là các đại thế lực hợp nhau tấn công hắn cảm thấy đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Lại nói, thật sự coi hắn là quả hồng mềm sao. Một khi hắn phát uy, lộ ra thực lực chân chính, đó chính là người chết như ngả dạ, nhất định chấn kinh thế gian. Hai ngày này, sở phong đang nghiên cứu núi võ đang, nếm thử mở ra không gian thần bí ở nơi này, nhìn thử xem có thể thu hoạch được thiên đại tạo hóa hay không. Chân võ đại đế, đây là tiến hóa giả cấp bậc gì? Sở phong đi dạo trên núi võ đang, dựa theo cổ tịch ghi chép nơi này là đạo tràng của chân võ đại đế hán lộ ra sắc mặt khác thường bởi vì chân võ đại đế lại tên huyền vũ đại đế mà trên núi võ đang có thể nhìn thấy một ít tượng đồng huyền vũ là một con rùa bị rắn quấn quanh cho tới bây giờ sở phong đã không tin vào tất cả truyền thuyết thần thoại tất cả đều lấy tiến hóa giả ánh mắt đến xem ủng hộ kênh qua linh halayji com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé huyền vũ tiến hóa kết quả là trở thành đỉnh cấp đại năng nơi này sẽ có dược thảo gì đâu nói không chừng có vườn thuốc mà huyền vũ cấp yêu thánh để lại sở phong suy nghĩ rất muốn đánh xuyên bí cảnh của danh sơn ngắt lấy trái cây thần thánh mà vào lúc này một số người vì hắn mà nhao nhao khởi hành chạy đến núi võ đang hoặc là xuất thủ hào phóng muốn cho hắn động tâm từ đó tiến hành hợp tác hoặc là đơn giản thô bạo muốn trực tiếp bắt hắn trong lúc nhất thời sóng gió nổi lên khắp nơi cùng bao phủ hướng về núi võ đang nơi này trở thành rất nơi hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người có quyết định nghe nói người của bồ đề cơ nhân lão tăng kia tự mình xuất phát có thể sẽ dẫn theo cái gọi là nữ thần quốc dân chạy tới núi võ đang núi lao danh sơn mà thiên thần sinh vật chiếm cứ một số người đang bí mật bàn luận đang thương lượng đối sách lão hòa thượng đó quả thực là kim cương bất hoại chi thể sau đầu đều sắp sinh ra phật quang thế mà lại làm loại chuyện này muốn làm bà mối sao mang hương lạc thần tới thiên thần sinh vật, thành viên trọng yếu xúc động rất lớn. Kỳ thật, chúng ta hẳn là nên chiếm cứ chủ động, đừng bảo là chúng ta, ngay cả ngoại giới đều biết Nặc Y và Sở Phong là bạn học thời đại học, hơn nữa quan hệ không tầm thường, sao không đẩy mạnh một bước? Một cái lão nhân mở miệng, ánh mắt nhấp nháy, không muốn đi lối rẽ. 21 năm trước, sai, hẳn là 22 năm, thời kỳ đó liền có người giáng lâm ở địa cầu. Bây giờ mặc dù đang ngủ say, nhưng đã từng nói cái gì, các ngươi không nên quên. Nặc Y không phải chúng ta có khả năng ăn bài, cô ấy bị đặc biệt coi trọng, vượt quá tưởng tượng. Cũng đúng, loại lời này thì không cần nói, Nặc Y chắc chắn là phải rời khỏi thế giới này, bây giờ cái gọi là kỳ tài ngút trời, so sánh với thần tử của vực ngoại thì vẫn kém xa, mà những người kia không lâu sau sẽ giáng lâm. Bọn họ đã từng đi thỉnh giáo bà lão, hỏi thăm loại người như Sở Phong ở vực ngoại thì sẽ như thế nào, được cho biết, nhà nghiên cứu trận vực vô luận là ở tinh thần thế giới nào đều rất thưa thớt. Bà lão nhắm con mắt lại, cũng không nói quá nhiều, bởi vì liên quan tới Lâm Nặc Y, chủ thượng của bà ta đã sớm có ăn bài, bà ta sẽ không nói lung tung. để Nặc Y đi gặp Sở Phong một lần, hắn cũng là một đứa trẻ tốt. Có người nói, núi võ đang náo nhiệt lên, các lộ nhân mã nhao nhao hiện thân. nơi đây núi non trùng điệp, ánh sáng xanh bành trướng, thanh tuyền cuồn cuộn phát sáng, thác nước rủ xuống, chút xuống thần mang. nơi này hoàn toàn khác với trước đó. Sở Phong tin chắc có trái cây mạnh mẽ hơn ở trong núi, ở gần, thậm chí có thể ở cách đây mấy chục thước. Tất cả đều là trận vực gây ra, nó che lại lối vào của không gian thần bí, thậm chí trực tiếp bao phủ một tòa đại sơn mơ hồ. Trên núi Võ Đang còn có núi. Đây là không thể nghi ngờ, một mảnh đạo thổ, một mảnh cổ lão thần địa, khẳng định có dựng dục rực điền thượng cổ, đại lượng tạo hóa. Nhưng mà, hắn bắt được khí cơ, trong lúc nhất thời lại không cách nào đi vào, hắn đang nghiên cứu, sơ bộ tìm tòi đến môn kính hắn tin tưởng cứ theo đà này tất nhiên có thể mở ra thần sơn càng hùng vĩ hơn tới lúc đó sinh vật đột phá đạo gông xiềng thứ bảy đều sẽ bởi vì hắn mà sinh ra thuộc về hắn và lão tông sư hoặc là lại thêm một con cóc bất quá mấy ngày qua núi võ đang không cách nào thanh tịnh bởi vì quá nhiều người tới chơi mới đầu sở phong còn tự thân tiếp đãi bởi vì hắn nhớ thương lễ vật của những tài phiệt đó căn cứ tâm thái không cần thì phí vui vẻ nhận một phen tâm ý của những đối thủ cũ này hắn không có áy náy chút nào bởi vì hắn hiểu được tâm tư của đám người này muốn lợi dụng trận vực thần kỹ của hắn chỉ là liên tục nhiều ngày như vậy hắn cũng không thèm để ý tới đám người này đưa tới vô số nam châm khối ngọc thu tới tay căng gân nhưng là trận vực thư tịch mà hắn chờ mong lại rất thưa thớt mặc dù có cũng chỉ là mấy trang giấy khô héo đều là bản thiếu treo khẩu vị của hắn những người kia uyển chuyển nói rõ chỉ cần đi theo bọn họ trở về chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp đưa tới sách cổ trận vực cái này khiến Sở Phong kinh ngạc, trước kia cảm thấy, sách cổ trận vực trên địa cầu đoán chừng cũng không có mấy quyển, nhưng bây giờ xem ra, tối thiểu nhất cũng phải có 5-6 bản. Bởi vì, hắn từ trước kia còn có bây giờ tiếp xúc tàn thiên mà phòng đoán, những trận vực thư tịch này đến từ 5-6 loại truyền thừa khác biệt. Sở Phong vội vàng nghiên cứu núi Võ Đang, cho nên sau đó cũng không có tự mình ra mặt, để Lão Tông Sư chiêu đãi, cái này lập tức khiến cho rất nhiều người thất vọng. Lão Tông Sư dựa theo ý của Sở Phong uyển chuyển biểu đạt, ai có thể đưa lên hoàn chỉnh trận vực cổ thư, chắc chắn hắn sẽ đi hợp tác. Đời này hắn không thể tiến hóa, tất cả nhiệt huyết và hoài bão đều sẽ để lại cho trận vực. Đang lúc nói những lời này, lão tông sư đều đỏ mặt dùng cho sở phong. Về phần con cóc kia, càng là liếc mắt nhìn, nằm nhoài cửa ra vào nhìn xem, tức giận không thôi, tên vương bát đản đó mà tàn phế. Còn nói về hoài bão, lẽ nào lại như vậy, nói hưu nói vượn. Nếu thật sự tàn phế, nó cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy nó thật sự rất muốn nói cho những người này biết, bọn ngu xuẩn hám lợi đen lòng các ngươi, tên vương bát đản đó cũng không có tàn phế, hợp tác như vậy, hoàn toàn là bảo hộ lột ra. Nhưng mà nó không dám, bởi vì sở phong nói, nó dám lắm miệng, hắn cũng không cần làm thần kỵ sĩ nữa, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, nói ra thân phận của nó, tin tưởng rất nhiều người nguyện ý bắt thần thú, có lẽ có người trực tiếp lấy nó nấu luyện thành huyết dược. Lưu manh, du côn, vô lại, thế mau uy hiếp ta. Con cóc tức giận, rất nhiều người thất vọng mà đi, bởi vì sở phong không thấy thỏ không thả chim ưng, không có sách cổ trận vực hoàn chỉnh, cũng sẽ không đi theo bọn họ. Đồng thời, cũng chính là trong mấy ngày nay, có cao thủ tuyệt thế đột kích, lại là liên thủ với nhau, bộc phát ra khí tức kinh khủng, nhưng đều bị trận vực ngăn cản lại. Ở buổi tối hôm ấy, lão tông sư vẻ mặt nghiêm túc, y theo ông ấy nói, cảm giác được cố nhân giá lâm, thực lực mạnh mẽ kinh khủng. Hai người kia con lớn tuổi hơn ta, một cái đến từ Bát Quái môn, đã từng đánh đâu thắng đó, lão ta lại vẫn còn sống, bây giờ gần 130 tuổi. Còn có một người, đến từ Bát Cực môn, cũng có 130 tuổi, năm đó luyện quyền nhập thần, trước lúc thiên địa không có dị biến liền cơ hồ luyện được thần thông. Đây là lão tông sư nói. Đêm khuya, ông ấy cảm nhận được huyết khí như đại dương xuất hiện trên núi võ đang. Cuối cùng, trận vực cản trở, bọn họ không thể đột phá đi vào, im ắng rút lui nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha